Cho nên thầy thấy dạo gần lại đây thầy siêng niệm Phật hơn. Đi trên xe thầy cũng cầm chuỗi A Di Đà Phật, hoặc giả hít vô A Di thở ra Đà Phật, luôn luôn câu A Di Đà Phật bên cạnh thầy. Và câu A Di Đà Phật là mạch máu, là sự sống, là đôi mắt, nếu không có mắt nhìn là không thấy đường để đi. Và nhờ câu A Di Đà Phật nó tiêu đi những cái nghiệp tiền khiên túc trái nhiều đời nhiều kiếp, giữa vợ với chồng, giữa con với cha, giữa con với mẹ, giữa ông bà với con cái, với cháu chắc. Nhờ cái công đức niệm Phật mà nó bào mòn, nó tiêu những cái nghiệp tiền khiên túc trái, và nó phát triển ra trí tuệ. Vì A là Vô Di Đà, là lượng, Phật là giác, giác tức là trí tuệ. Niệm cái vô lượng giác này lâu ngày phát sanh ra trí tuệ. Phát sanh như thế nào? Câu A Di Đà Phật có công năng tiêu cái nghiệp của quá khứ, gọi là niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, thuần thành tự tại chuyển phàm tâm. Ngài Ấn Quang nói trong tâm của mình nó có một cái A Lại Gia Thức. Từ nơi Ngài Xá Lợi Phất chúng tôi mới phân tích ra cái trí tuệ. Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất là tượng trưng cho trí tuệ, thì hôm nay chúng ta cũng dùng cái trí tuệ để nghe cái bộ kinh này, để tụng cái bộ kinh này và hiểu cái bộ kinh này. Muốn đạt được cái trí tuệ, cái trí tuệ đầu tiên đó là đại viên cảnh trí. Chỗ này hơi sâu chút nha, ai có học di thức hiểu chỗ này. Và các vị mà lớn tuổi mà ít có học, bây giờ cũng cố gắng ngồi lắng nghe nha. Hôm nay thầy nói hơi sâu một chút, hơi cao một chút, nói chậm một chút. Vì vậy quý vị hãy ngồi lắng lòng nghe cho kỹ. Nhất là trời đang mưa râm râm bên ngoài mà thôi, nghe pháp là tuyệt nhất ha. Cho nó mưa râm râm bên ngoài mà ngồi niệm Phật dễ ngủ gục lắm, mát mát đó mà. Vì vậy giờ thầy giảng thì hãy ngồi lắng nghe cho kỹ nha. Bởi vì cái phẩm đầu tiên là Pháp Hội Thánh Chúng, ngày đương cơ đầu tiên là ngày Xá Lợi Phất, đến Mục Kiền Liên, đến ngày A Nan. Còn các hàng Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Hôm nay thầy nói đến những vị đệ tử Đức Phật, ngày Xá Lợi Phất, ngày Ca Diếp, ngày Mục Kiền Liên, ngày A Nan. Rồi nói đến các vị Bồ Tát và Đại Trí Văn Thù, Đại Hạnh Phổ Hiền, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì đó là những vị đương cơ trong cái phẩm đầu tiên gọi là Pháp Hội Thánh Chúng. Hồi nãy giờ thầy giảng vẫn nằm trong bộ kinh Vô Lượng Thọ, và phẩm thứ nhất là Pháp Hội Thánh Chúng nha quý vị nha, chứ không có đi lòng vòng bên ngoài ạ. Hãy lắng nghe nha. Thì thưa quý vị, cái trí tuệ để mà mình đạt được á, thì cái công năng để mà nó khai thác đó là cái danh hiệu Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật. Vì nó có công năng, nó tiêu những nghiệp của quá khứ, mà Ngài Ấn Quang nói là niệm Phật phương năng. Phương năng là có khả năng tiêu túc nghiệp, tức là tiêu những cái nghiệp của quá khứ. Tiêu như thế nào? Trong cái A Lại Gia Thức của mình nó có những nghiệp thiện và nghiệp ác. Mà trong kinh Di Thức gọi á, Di Thức học gọi á, là hắc nghiệp và bạch nghiệp. Hắc là đen, bạch là trắng. Hắc nghiệp là những nghiệp xấu, tham sân si ganh tị, và bạch nghiệp là nghiệp thiện, từ bi hỷ xả vô ngã vị tha. Thì như vậy cái câu A Di Đà Phật này nó có công năng, nó tiêu những cái hắc nghiệp, nó phát triển những cái bạch nghiệp, nó tiêu những cái ác nghiệp, nó phát triển những cái nghiệp lành. Cho nên những người niệm Phật lâu ngày không lạ gì, không lạ gì tánh tình người ta mỗi ngày mỗi hiền hòa, hoan hỷ, khoan dung, rộng lượng và tha thứ. Tuy nhiên có một số những người lúc trước không biết niệm Phật, đến bây giờ niệm Phật mà tánh tình của họ vẫn còn hung hăng, ganh tị. Và gì? Có những sự đố kỵ là vì cái công năng và công phu của họ chưa đắc lực.
Đắc lực là sao? Đắc lực là công phu, là mỗi buổi sáng họ đều thức dậy 2 giờ mấy, 3 giờ, 3 giờ mấy, 4 giờ, họ công phu đều không bỏ. Bữa nào mà bỏ công phu họ thấy nó khó chịu, nó thiếu thốn. Và khi trong người họ có những cái tâm tham lam, giận hờn, ganh tị, đố kỵ nổi lên là trong người họ nó thấy nó khó chịu. Thì người này á, là đã đạt được công phu đắc lực. Lúc đó họ quay lại giữ câu A Di Đà Phật liền, niệm câu A Di Đà Phật, thì nó chuyển những cái tâm tánh đó đi, thì công phu gọi là đắc lực. Nhớ chỗ này nghe. Còn nếu người đó mà niệm Phật, thấy Phật, thấy nhiều ánh sáng hào quang, có nhiều cái cảm ứng, mà trong tâm của họ không chuyển hóa được tham sân si đố kỵ, có những cái tâm mà tham lam, giận hờn, si mê, đố kỵ, thì công phu người này chưa đắc lực. Nhớ chỗ này. Hòa thượng Tịnh Không nhắc chỗ này kỹ lắm đó nghe. Vì vậy công phu muốn đắc lực thì mình gì? Mình phải thường xuyên ngày nào cũng công phu. Mà muốn công phu này đắc lực thì người này không xen tạp một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà tụng. Nếu họ tụng Pháp Hoa là chuyên tụng Pháp Hoa, nó họ trì chú Đại Bi là chuyên trì chú Đại Bi, nếu họ niệm A Di Đà Phật là chuyên niệm A Di Đà Phật, thì quý vị sẽ đạt được gọi là đắc lực, được một cái năng lực. Lực đó là tự lực và tha lực. Trong pháp môn Tịnh Độ gọi là nhị lực. Nhị là hai, tự lực mình và tha lực của Phật. Và nó chuyển lần từ cái A Lại Gia thức này trở thành Bạch Tịnh thức. Bạch Tịnh thức còn một tên gọi nữa, gọi là Đại Viên Cảnh Trí. Chỗ này hơi sâu nghe. Từ một câu A Di Đà Phật này, niệm lâu ngày, nó tiêu những cái hắc nghiệp, phát triển bạch nghiệp, và nó tiêu cho đến khi mình đạt được gọi là Bạch Tịnh thức, hay gọi là Đại Viên Cảnh Trí. Là cái trí này nó có công năng soi hết tất cả vạn vật nhưng không dính mắc. Nghe chỗ này nghe. Hồi trước thầy học tri thức, mấy thầy giới thiệu và ví dụ nè. Cái gương khi vạn vật đến nó soi rất rõ ràng, từng nét từng ly không có thiếu sót. Nhưng khi vạn vật không còn trước mặt cái gương nữa thì vật ở trong cái gương không còn nữa. Nghĩa là vật đến thì nó soi, vật đi nó không lưu ảnh trời. Cái Bạch Tịnh thức cũng vậy, cái Đại Viên của Cảnh Trí này cũng vậy. Vạn vật người ta đến, mọi sự việc nó đến với mình, mình giải quyết xong rồi nó ra đi, mình không để nó lưu lại trong tâm mình nữa. Đó. Thì các vị tu thiền, mọi sự việc đến rồi đi ảnh, nghĩa là con nhạn nó bay qua cái đầm nhưng mà nó không lưu ảnh lại. Các vị thường sư, thiền sư hồi xưa hay nói như vậy. Nghĩa là Ngài trở về lại được cái chân tâm thường trụ của Ngài. Nhưng riêng đối với mình mà trở về với chân tâm thường trụ khó lắm. Mà mình trở về với cái gì? Trở về lại với câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là cái bản giác. Mình trở về lại cái câu A Di Đà Phật thì nó dễ hơn là trở về với chân tâm. Hôm nay thầy giảng hơi cao chút xíu, những vị có học tri thức cũng như có nghiên cứu Phật Pháp lắng nghe nha. Rồi thầy sẽ phân tích giảng giải kỹ càng để mỗi tầng lớp nghe hiểu hết. Giảng đến chỗ này là có nhiều chú bé nhỏ nhỏ có thể không hiểu nổi. Nó hơi sâu một chút ha. Cái Đại Viên Cảnh Trí này giống như một cái gương vạn vật tới nó soi rồi nó không lưu ảnh. Ví dụ như cái tâm của mình, người ta chửi mình nghe ồ vậy hả? Rồi người ta đi rồi mình không lưu lại cái câu chửi trong tâm, vẫn giữ lại được cái bản tánh bình an tĩnh lặng của tâm hồn. Đó là người ta tu thiền. Còn mình trở về lại với cái câu A Di Đà Phật, người ta chửi mình tai này nó lọt qua tai kia không có dính. Mình trở lại được cái câu A Di Đà Phật, trở lại được cái bánh với bản tánh thản bình lặng, thanh thản, an nhiên, tĩnh lặng, tịch chiếu của mình. Đó là người trở về lại được với thể tánh thanh tịnh của mình. Đó là sống lại được với cái Đại Viên Cảnh Trí. Nhớ không? Khó lắm, không phải dễ đâu.
Có nhiều Phật tử người ta nói: thưa thầy, hôm trước con đi lên chùa thầy, con mới đi về, cái bà ở bên đó thầy, bà mất một con gà, mà không biết làm sao bà nói con á, bà nói con á, cái con mẹ đó đó đi chùa chủ nhật nào cũng đi á, vậy mà về về nhà rồi bắt trộm con gà của tôi ăn, nhổ lông ra còn để cái gốc đó đó. Trời, con nói thầy, bữa đó mà con không ăn chay con qua con cho bà mấy tát liền. Thì người này niệm Phật chưa đắc lực, tuy rằng chưa hành động nhưng cái tâm của mình vẫn còn chấp vào cái lời nói của họ. Thì người này chưa sống được với cái tâm gọi là đại viên cảnh trí, chưa trở về được với cái câu A Di Đà Phật. Mà nói con như vậy mà mình nói bắt gà ăn mà còn để một đống lông đó nữa, nghĩa là mình chấp vào lời nói của người ta, không à? Và nếu người ta nói không có, nó có dính dáng gì đến mình đâu? Khó nghe quý vị nghe. Cho nên cái người niệm Phật có đắc lực, người ta dùng cái trí tuệ, người ta quán sát, và người ta dùng cái định lực, đó là người ta niệm danh hiệu A Di Đà Phật, thì người ta trở về lại với cái tâm bản nhiên thanh tịnh, gọi là đại viên cảnh trí. Và chuyển cái đa lạ gia thức này trở thành đại viên cảnh trí, chuyển cái mạt na thức trở thành bình đẳng tánh trí. Cái mạt na thức nha, tối quý vị nằm mơ là cái mạt na thức đó nó hoạt động. Ở đây có ai mơ không? Nhất là trước khi ngủ mà coi phim tình cảm mối tình tay ba đó, thì chắc chắn đêm nó sẽ mơ. Nếu một đêm không mơ mà coi hai đêm, đêm thứ ba là mơ liền. Mơ thấy làm sao? Mơ thấy mình giống như trong phim, là ông chồng mình bị người khác giật rồi. Vì sao vậy? Vì cái ý thức đó, nó coi cái màn ảnh đó, nó coi cái phim đó, nó chụp vào trong cái a lại gia thức, và những cái hình ảnh đó là chủng tử. Cái chủng tử này nó rơi rớt trong cái a lại gia thức, và cái a lại gia thức này nó chứa đựng giống như một cái bọc. Điều xấu nó cũng chứa vô, điều tốt nó cũng chứa vô, đậu đen nó cũng chứa vô, đậu trắng nó cũng chứa vô. Ví dụ cái bọc đó, nó chứa đậu đen, đậu trắng, nó chứa lộn xộn trong đó. Thì cái mặt na thức này ban đêm á, nó mới móc cái chủng tử đó lên. Nếu chủng tử nào mạnh, có năng lực thì nó trào ra trước. Thì cái mặt na này á, nó gọi là truyền tống thức. Nó đứng canh cửa, khi tối ngủ say, chết giấc, hoặc lên cõi trời vô tưởng, là cái ý thức mình hồi nãy giờ quý vị á, mà ngồi mà nghe thầy nói á, nó vắng mặt. Hồi nãy giờ thầy ngồi nói đây quý vị nghe á, là gọi là ý thức thứ sáu, nó phân biệt. Thầy Nhàn đang giảng cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này, phẩm thứ nhất là Pháp Hội Thánh Chúng nè, đang giảng đến cái đoạn gọi rằng là trí tuệ đệ nhất là Ngài Xá Lợi Phất. Giờ thầy Giác Nhàn đang phân tích trí tuệ là gì đây nè, làm sao đạt được trí tuệ đây nè. Đó, cái đó là cái ý thức phân biệt. Nó đem cái chủng tử này vào trong ai lại da nó chứa đó, rồi tối ngủ nó móc ra. Nếu hàng ngày mình tha thiết mình lạy Phật, thì cái mạt na thức này gọi là truyền tống thức, nó truyền và nó tống cái tâm thức mình thấy được Phật. Bởi vì mình huân tập Phật, chủng tử tốt, thì nó sẽ gì? Nó sẽ, cái chủng tử tốt đó mới và có sức mạnh, nó sẽ gì? Khởi lại, nó khởi dậy. Và có những cái chủng tử mà kiếp này mình không có giết người, nhưng mà kiếp trước mình có giết người, cho nên thành ra cái chủng tử này nó đầy đủ cái nhân duyên thời tiết, gọi là dị thời như thục, dị loại như thục, biến dị như thục, tức là nó chín mùi rồi, bắt đầu nó khởi dậy. Thì khi nó khởi dậy là trong giấc mơ mình thấy trước, rồi sau khi trong giấc mơ rồi, cái nghiệp này nó chín mùi, bắt đầu mình phải trả cái nghiệp đó. Đó, phải nhớ cái chỗ này. Thì trong giấc mơ đó là cái mạt na thức, nó đem cái chủng tử ở trong a lại gia thức ra, và thấy núi non cuộc sống, đó là từ trong tâm thức mình biến hiện ra. Thì ta nói với quý vị là cái mạt na thức này nó chuyển thành bình đẳng tánh trí. Nếu người niệm Phật lâu ngày mà chưa có tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng nghĩa là gì? Là cái tâm không còn phân biệt chấp trước.
Lúc trước ở trong nhà mình thương đứa này, không thương đứa kia. Bởi vì cái đứa này nó nghe lời mình cho nó tiền nhiều hơn. Còn đứa kia nó không nghe lời mình, nó ngỗ nghịch, không cho nó nhiều tiền. Hầu như là ghét nó nói cái gì ra mình cũng không ưa. Nó nói đúng mình cũng ta cho là sai. Còn cái đứa mà mình thương nó nói sai mình cũng cho là đúng. Hình như trong nhà cũng có nha. Thấy cười cười là biết rồi nha. Thì như vậy cái tâm của mình nó không bình đẳng. Ông nội với bà nội, thấy bà nội mình thấy niệm Phật dễ thương quá. Bà nội của mình biết nghe lời, nói sao bà nghe vậy bà im, mà chỉ có niệm Phật. Còn ông nội cái mời miệng, ông cái chét chét suốt ngày, ghét không cho tiền. Hiểu hiểu cái tâm bình đẳng này không? Cái tâm đó là cái tâm không bình đẳng, phân biệt chấp trước. Bây giờ làm sao để bình đẳng? Mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà lâu ngày, mình phải thương cái người mà mình lúc trước ghét, bởi vì họ đang tạo nghiệp. Bây giờ mình bằng cách nào chỉ cho họ niệm Phật, bằng cách nào để cho họ biết tu hành, họ bắt đầu tâm bình đẳng xuất hiện. Chứ không phải mình thấy họ mình không ưa, bây giờ mình dến chân đạp nữa lộn hố, không phải vậy nữa. Mà bây giờ làm sao? Bây giờ mình thể hiện cái tâm từ bi thương họ, bởi vì họ không biết tu. Đây là oan gia trái chủ đang chọc ghẹo mình nè, đang làm cho mình bực nè, đang làm cho mình mất của nè, đang làm cho mình buồn phiền nè. Thì bây giờ mình dùng cái tâm từ để hóa giải. Quý vị có nghe trong kinh Phật dạy là dùng đức từ để tu thân không? Dùng đức từ để tu thân, dùng đức từ để tu khẩu, dùng đức từ để tu ý. Từ cái lòng từ là ban vui, bi là cứu khổ cho họ. Vậy mình làm sao để cái tâm mình nó được bình đẳng? Thầy nói chân thành với quý vị, những cụ ở trong chùa của thầy khi mà đau bệnh, cũng như ăn uống, cũng như sinh hoạt, thầy đều lo lắng như nhau. Chuẩn bị ngày lễ đến đây, những cụ mà trên 75 tuổi á, thầy cũng chuẩn bị những phần quà. Và các cụ ở đây á, thầy may một người một hai bộ đồ, các chú cũng một hai bộ đồ. Mà các chú hôm nay gần 100 vị rồi. Quý vị biết bao nhiêu mét giải không? 1000 mét. Ở nhà quý vị lo có 4 người mà sặc sừ rồi phải không? 4-5 đứa lo thôi mà quý vị lo là sặc sừ rồi phải không? Bữa nay hôm nay là 260 vị rồi. Tổng cộng các chú các cụ chuẩn bị tăng thêm nữa đó. Còn đi đi về về là một ngày hơn 300 người. Một ngày phải nấu 1000 suất ăn. Hôm nay cái bếp nó chật rồi, phải lên làm thêm bếp mới nữa. Vậy mà vẫn không thiếu. Thầy thấy lúc nào cũng đầy đủ, không phải thấy thiếu thốn. Cho nên quý vị về đây tu hành, tu tập ngày chủ nhật, có khi nào thầy kêu thầy thiếu gạo rồi cầm tiền lấy cái giỏ xuống để xin quý vị không? Thầy tin chắc rằng công đức niệm Phật của quý vị hàng tuần chủ nhật này nó sẽ dung hòa, và thiếu cái gì nó đắp vô chỗ đó. Tin công đức niệm Phật không? Thiếu gạo nó đắp vô gạo, thiếu kinh nó đắp vô kinh, thiếu tiền nó đắp vô tiền, thiếu Phật nó đắp vô Phật. Mới thỉnh đây 1000 tượng Phật 350 triệu người ta cúng đủ rồi, thiếu gì đắp vô đó. Công đức niệm Phật bất khả tư nghì, thâm tín A Di Đà Phật là giai sung mãn, là tin sâu vào Đức Phật A Di Đà là được điều đầy đủ hết. Tin đi quý vị. Dĩ nhiên có nhiều người trong này vẫn chưa tin, về nhà công phu niệm Phật mà vẫn còn phân tán, vẫn còn phân biệt, vẫn còn lo âu, vẫn chưa tin vào câu A Di Đà Phật. Tối phải tính toán lo lắng, sáng nó mệt quá không có thể công phu được, rồi á không đạt được công phu. Quý vị thấy ở nơi nào mà đều đặn một ngày hơn 300 người mà lo lắng ăn uống, mà không phải vận động sinh sỏ, để tự coi thử công đức niệm Phật ở đến đâu, để tự coi thử cái công phu của đại chúng như thế nào, vậy mà đầy đủ quý vị. Đó. Quý vị thấy một cái gia đình nào mà lo trên 300 người không? 260 người đăng ký mà gọi là dài hạn,
Bây giờ tiếp tục lên, chủ nhật nào cũng nhận mấy bà cụ hết trơn, cho nên chỗ thầy là chiêu sinh mấy cụ già mà, hiểu không ạ? Đó. Nhưng mà nuôi các cụ già nó có một cái hay nữa là mau giảng sanh đỡ tốn gạo. Nuôi mấy đứa nhỏ nó lâu, trời ơi, cái chú này mà bây giờ nuôi đến khi 50-60 tuổi ông ra đi, biết khi nào tốn biết bao nhiêu gạo. Thôi mấy chú nhỏ có cái chùa nuôi mấy chú nhỏ xuống đó ở. Cho nên cái chùa của thầy mà mấy chú nhỏ đến mà thầy ngồi, thầy chăn, thầy dạy, thầy không có thời gian. Vì vậy mấy thầy nào mà phát tâm nuôi các vị nhỏ đó, mình đưa xuống dưới đó. Không phải là thầy phân biệt chấp trước trẻ mà già, mà cái lứa tuổi và cái chỗ để mà thầy chọn vào trong này là bình đẳng như nhau, là các vị các tuổi già. Vừa rồi có cái cô đó hình như cô già hát hay sao, mới có 45 tuổi mà tưởng 55, trời già hát. Hỏi cô bao nhiêu tuổi, cô kêu con 45. Thầy kêu 50 mới có tiêu chuẩn ở trong này, mà sao thấy cô già quá. Thôi thôi cho cô ở, cô vô cô lo cho mấy bà già dùm. Con nói con khổ lắm thầy biết không, từ nhỏ đến giờ mới sanh ra cha mẹ mất sớm, con đi bán vé số, con đi làm mướn, đến bây giờ con khổ lắm, con đi lang thang như kẻ cùng tử. Hôm nay con về chùa thầy á, con nhận Đức Phật A Di Đà là cha rồi, cha lành rồi, là có kho báu A Di Đà Phật xài hoài không hết. Giờ con không làm gì mà con cũng không thiếu ăn, không thiếu mặc. Lúc ngáp ngáp thầy đưa vô phòng vãng sanh nữa, con chịu lắm rồi đó, con chịu lắm rồi đó. À. Như vậy cái tâm bình đẳng ở đây là gì quý vị biết không? Cái tâm bình đẳng ở đây là mình đối xử với tất cả mọi người giống nhau đó. Và thương yêu giống nhau đó. Vì vậy cho nên thành ra muốn đạt được cái tâm bình đẳng này thì nhất tâm niệm Phật, thành tâm niệm Phật thì cái tâm này bình đẳng. Quý vị biết cái cô Diệu Âm Huệ Ngọc bên Oregon, gia đình mà cúng cái bộ tượng 1 tỷ 2 này nè, cái tượng mà quý vị đang nhìn lên thấy nè, gia đình của các vị đó phát tâm cúng dường cái bộ tượng này. Hôm trước Dắt Nhàn qua giảng bên Mỹ bên đó, người con đó tên là Như Thủy á, thấy một cái anh Phật tử, anh phát tâm anh cúng dường, nhưng mà anh không đủ tiền gọi là mua Phật trả góp. À, trước giờ có nghe ai là trả góp Phật chưa? À, trả góp xe có, trả góp nhà có, trả góp đồ vật có, cái này trả góp Phật. Anh này rất là nghèo, làm bên Mỹ nhưng mà bill á, tức là hóa đơn về nhiều quá, cho nên thành ra phải 2 năm, gần 2 năm mới đủ tiền trả cái bộ tượng 1 tỷ 2. Và dám nói với cái cô Phật tử là có mang Phật từ bên Đài Loan mang về, cô đó là cổ ở bên Arizona, thì nói với cổ thôi bây giờ cô ra tiền trước đi, rồi từ từ tôi trả góp cho cô. Thì cô này cổ mới lần đầu cổ đồng ý, sau đó rồi cuối cùng hình như có người thỉnh cái bộ tượng này sao, cô đổi ý lại, cô nói à tôi không có tiền để trả góp cho anh được, rồi thôi nếu mà có tiền đưa liền đi, chứ còn không người khác lấy. Anh buồn quá mà anh đã lỡ hứa với thầy cái bộ tượng này rồi. Thì anh buồn quá rồi, xong anh gọi cho anh Thành, anh Phật tử đi chung với nhau. Bây giờ cô đó không cho trả góp nữa, bây giờ biết làm sao. Mà anh này cũng có một cái đặc biệt, là lúc trước anh có vợ, mà vợ mất. Trước khi vợ mất, vợ nói, vợ của anh đó nói rằng: anh ơi, em có một điều ân huệ nói với anh, là khi em mất, anh đừng có tái bản. Biết tái bản không? Nghe tái bản biết là cười vậy. Tức là đừng gặp thêm một cô gái nữa. Nếu anh hứa với em là em nhắm mắt em ra đi, nhưng trong 49 ngày em đợi anh. Hoặc là nếu anh mà thực sự để lo nuôi đứa con á, đứa con nó đẹp trai, thì em sẽ đầu thai em ra đi. Còn nếu mà anh bước thêm một bước nữa quen người khác, là em sẽ ở trong này quậy anh. Anh này anh hứa, và anh nghĩ chắc người chết là mất á mà, đâu thấy nữa đâu. Thì cuối cùng anh tái bản, gặp thêm cô khác. Thì gặp cô khác về là cái nó lục đục hoài, ôi cha, cứ kinh cãi hoài. Tôi nghĩ là cô này là nghịch ý, anh này nói gì cô không bằng lòng. Và đặc biệt là
Anh này anh biết nhưng mà không buông được. Và hình như cô này, cái cô mà vợ lớn đó, nó khiến cho cái cô này phải nghịch ý lại, phải lộn xộn, phải kình cãi. Mà cái lúc thầy đến nhà là anh nói uống rượu rất ngon mà cô này bỏ đi mất. Nghĩa là không thích thầy, không thích thầy. Ảnh thì thích thầy, thích Phật. Còn cổ không thích thầy, không thích Phật. Thế trời kéo cả ngỗng vậy. Thì cuối cùng thầy đến thì ảnh cũng tâm sự đồ này nọ. Xong đó thì cuối cùng phát bồ đề tâm, cúng Phật đã hồi hướng cho cô. Làm bao nhiêu công đức mà không quá giải được, bởi vì mình không làm đúng với cái ý của người ta, mình hứa hẹn với người ta. Cho nên hứa với người sống coi chừng người ta bỏ qua, cho hứa người chết là coi chừng đó nha. Vì vậy thầy bày quý vị về cũng nói ông chồng vậy mà. Nhưng mà hù thôi, em theo anh nha, đừng có theo chỉ mất công thôi, dễ sanh cực lạc rồi không. Thì cuối cùng anh này anh rất là buồn, rất là khổ. Rồi anh lấy hồi hướng tượng nè, làm bao nhiêu công đức nè, hồi hướng cho cô ta, mà không có làm đúng với ý cô ta được. Cho nên gia đình cứ lộn xộn. Cho nên gia đình quý vị có lộn xộn thì quý vị xem lại trong gia đình phần dương phần âm, và coi cái phước báo vân vân trong gia đình mình như thế nào. Tu hoài mà chưa có đắc lực, chưa có kết quả để chuyển, thì mình xem lại thử như thế nào cho nó đúng, không ạ? À? Thì cuối cùng cô Như Thủy này nghe như vậy, xong cái cả gia đình nguyện rằng nếu bán được căn nhà là sẽ cúng bộ tượng. Thì khi nguyện như vậy xong thì bán được căn nhà và trả nợ cái căn nhà mình mới mua chưa hết vẫn còn nợ, mà lấy tiền mấy chục ngàn đô á, là 1.2 tỷ này á, để cúng cái bộ tượng. Tức là gia đình vẫn còn nợ mà vẫn cúng bộ tượng. Thì cái duyên cái bộ tượng của thầy ở đây á, là năm 2007 á, là thầy thấy các thầy chụp cái mô hình cái tượng này á, ở bên Đài Loan về, là thầy mơ ước thầy thích rồi. Đúng vào trong kinh nói là nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Mình nhớ cái bộ tượng này, niệm danh hiệu Phật và mơ ước đến ngày hôm nay cái bộ tượng này gì về lại. Mà khi bộ tượng này về lại rồi, cái chùa thầy tự nhiên nó đông lên, hình như là mọi người về nhìn thấy nó hoan hỷ. Mà khi thấy cái bộ tượng hoan hỷ thì cái người cúng đó người ta được công đức, cứ mỗi ngày rồi mỗi chủ nhật, mỗi tháng, mỗi năm, cái công đức của người cúng tượng nó cứ tăng lần lên. Cho nên mới nói là 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật. Người ta về người ta lạy cái bộ tượng mình cúng, người ta lạy cái bộ tượng của mình phát tâm á, cái công đức đó của mình ngày một phát triển, một tăng lên. Cho nên thầy rất thích ấn tống tượng Phật. Nhưng mà đặc biệt Phật tử ở chùa thầy rất thích sinh tượng Phật. Chính vì ngày 10 tháng 7 thế nào cũng giành nhau nha. Cái bà đó, cái cô đó bữa cô đòi đánh sáng tay cái cô kia luôn nha. Bà làm gì mà bà đứng đây mà bà giành lâu, tôi có phiếu mà sao tôi chưa lấy nè. Giành Phật quýnh lộn nhau chết. Đó. Cho nên đợt này thầy cho Phật thầy làm sao cho bình đẳng để cho nghe. Đó. Thì như vậy cái tâm bình đẳng của mình hôm nay, mình làm sao về mình xem lại gia đình của mình và đối xử mọi người không có còn phân biệt chấp trước thân và thù. Nếu thân thì mình lúc ra đi nó thương yêu, nó quyến luyến. Nếu mà thù thì lúc đó mình ghét, mình cũng không vãng sanh được. Cho nên thương quá cũng không vãng sanh, mà ghét quá cũng không vãng sanh. Mà tâm người này làm sao vãng sanh? Bình đẳng. Tâm người này phải gì? Phải trung đạo bình đẳng. Nhớ không? À. Và cái trí mà gọi là ý thức thứ 6 nó chuyển thành gọi là diệu quan sát trí. Gọi là cái trí nó quan sát cái người niệm Phật nha. Nghe 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 chỗ này nha, chỗ này nhìn lên nha, nhìn lên màn ảnh nhỏ nè. Cái người niệm Phật lâu ngày nhìn cặp mắt của người ta nó long lanh, nó tinh, gọi là nó tinh khiết. Không ạ? À, ở ngoài đời người ta gọi là tinh xảo. Tinh nhưng mà xảo quyệt. Còn có người này gọi là tinh anh. Anh tức là tinh anh, tức là người ta có một cái sự tinh anh đó mà, người nhạy bén, người ta nhìn qua mình người ta biết mình là biết địa chỉ mình liền. Không à, biết mình nói cái trò gì liền. Có nhiều người Phật tử vô nói thầy, con đang chuẩn bị làm cái công ty lớn đó, thầy hùng với con làm cái công ty đó đi thầy. Từ từ vài bữa lời nhiều lắm, thầy tha hồ làm Phật sự. Thầy kêu rồi đừng có lừa, nói trong bụng giống nói ra ngoài. Nói ra ngoài sợ quýnh phù mỏ mà. Thôi đừng có lừa nữa à. Phật sự của tôi có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm. Đừng có lừa. Không à.
Nhiều người thấy pháp hội mình đông á, nghĩ thầy có điều kiện in kinh một lần á, mấy chục triệu, mấy trăm triệu, họ vô kêu kết hợp với họ làm công ty chắc ăn lắm. Tiền ra khỏi túi mình là xong, đừng có dạy nha quý vị. À, vì vậy cho nên thành ra cặp mắt của mình tinh anh. Tinh anh từ cái trí diệu quan sát trí đó, mà cái diệu quan sát trí đó cũng từ nơi câu A Di Đà Phật để nó có một cái diệu quan sát trí. Cho nên câu A Di Đà Phật tiêu đi nghiệp xấu, phát triển nghiệp lành và có một cái sự sáng suốt quán xét một cách tường tận, tinh túy, tinh tế, tinh anh. Không phải dễ ai cũng muốn là có đâu à. Quý vị muốn có cái tinh anh, quý vị muốn có một cái trí sáng suốt, quý vị mà muốn có một cái khả năng mà giống như thầy mà nãy giờ ngồi nói thao thao bất tuyệt trên này, phải trả một cái giá là phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải lạy Phật, phải phóng sanh, phải ấn tống, làm những điều phước thiện. Thì từ lúc đó nó kết tinh lại, có cái công đức mình ngồi mình nói người ta mới nghe nha. Chứ không dễ gì người ta nghe, người ta ngủ ráo hết trơn. Cho nên nãy giờ thầy nói đây là dùng cái gì? Cái diệu quan sát trí. Dĩ nhiên mình chưa đạt được toàn phần của diệu quan sát trí, mà niệm Phật đạt được một phần là đắc được một phần diệu quan sát trí. Và diệu quan sát trí này toàn phần là đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, thấy chưa? Cho nên cái người niệm Phật người ta khôn lắm, nhìn cái mặt người ta sáng lắm, không có lừa người ta được đâu. Vì vậy người ta làm ăn ít thất bại, đúng không? Còn mình cứ ngu ngu ngơ ngơ tham tham, mình bỏ ra một mà lấy mười không có đâu, trời ơi. Phải không à? Phải mồ hôi nước mắt chứ. Cái gì nó cũng có giá cả đó, thị trường cũng giá cả thị trường đó mà. Thấy không à? Cho nên quý vị cứ càng niệm Phật thì nó càng tinh anh. Ngoài đời gọi là tinh xảo. Tinh mà còn xảo quyệt, còn mưu mô, còn tính toán. Thấy chưa? Như vậy hôm nay chúng ta thấy rằng mọi sự việc là chúng ta phải niệm Phật, thì từ cái A Lại Gia thức nó chuyển thành đại viên cảnh trí, mọi sự việc đến với mình rồi nó sẽ ra đi không chấp trước, không dính mắc. Và gì? Và tâm mình sẽ được bình đẳng nhất như, không bị gì? Không bị phân biệt chấp trước, không bị gọi là thương ghét hận thù với nhau. Thì từ nơi cái tâm bình đẳng tánh trí và cái tâm của mình nó có tinh anh sáng suốt, là từ nơi cái diệu quan sát trí, cũng từ nơi câu A Di Đà Phật mà nó đạt thành, quý vị. Còn chuyển năm cái thức bên ngoài gọi là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, gọi là tiền ngũ thức, thành thành sở tác trí. Ai học di thức biết chỗ này. Từ câu A Di Đà Phật mà chuyển gì? Mà chuyển đạt được bốn cái trí này. Từ câu A Di Đà Phật chuyển cái A Lại Gia thức trở thành đại viên cảnh trí. Nhắc tới nhắc lui cho nhớ nha. Từ nơi câu A Di Đà Phật này chuyển cái phân biệt chấp trước của mạt na thức, hay gọi là truyền tống thức, thành cái bình đẳng tánh trí. Từ nơi câu A Di Đà Phật này thật thà chân thật lão thật mà niệm, thì nó chuyển cái ý thức thứ sáu là gọi là phân biệt á. Đó, nó trở thành cái gì? Diệu quan sát trí. Nó chuyển năm cái thức bên ngoài gọi là tiền ngũ thức, trở thành thành sở tác trí. Lúc trước thầy học di thức, thầy kêu bây giờ mà đạt được mà gọi là bát thức, mà chuyển thành tứ trí này là cả một vấn đề. Nhưng hôm nay mình có phương cách rồi quý vị, đó là niệm câu A Di Đà Phật, nó chuyển bát thức. Thức là phân biệt chấp trước, còn trí là không còn phân biệt chấp trước. Vì câu A Di Đà Phật không có phân biệt chấp trước, vì câu A Di Đà Phật là vô lượng giác. Mà niệm cái vô lượng giác, niệm cái không phân biệt chấp trước này lâu ngày, thì cái trí của mình nó sẽ được, nó sẽ được đạt được cái trí giác không phân biệt chấp trước. Nhớ chỗ này không? Nhớ trong kinh Lăng Nghiêm nói không? Nếu lấy sạn, lấy cát mà nấu mông thành cơm thì muôn đời muôn kiếp không thành cơm. Nếu lấy gạo nấu thì sẽ thành cơm. Cũng vậy, nếu lấy vạn đức hồng danh A Di Đà Phật là pháp môn vô lậu, là công đức vô lậu từ nơi nguyện lực của Phật A Di Đà, mà niệm lâu ngày sẽ thành cơm, sẽ thành chánh giác. Còn lấy cái pháp vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình mà mình tu tập, lấy cái tâm thức mà phân biệt chấp trước của mình tu tập, thì lâu ngày không sẽ thành tựu được đâu,
vì đó là lấy cát, lấy sạn nấu không thành cơm. Vì đó là vọng tưởng phân biệt chấp trước, mà để mà thành tựu trở về với cái vô lượng giác, cái trí giác này là khó lắm. Cái chỗ này hơi sâu, nhắc lại chút này. Đôi khi nói mà tự nhiên nó bất thần, nó chợt đến cái chỗ này, nó tuyệt chiêu lắm nha quý vị nha. Lắng nghe nha. Có ai buồn ngủ không? Đặc biệt cái pháp hội của thầy từ 2007 đến bữa nay chỉ có một mình thầy giảng, rứa mà bỗng đông hay thiệt. Những đạo tràng khác là nay thời mời thỉnh thầy này, mai thỉnh thầy kia. Nếu mà Phật tử gọi đến, thưa thầy, bữa nay có tu Phật thất, có thầy đó giảng không? Không có, một cái là không muốn đi rồi. Thì Phật tử hỏi vậy, một cái là mấy thầy biết ý, thầy chủ trì biết ý là phải mời thầy đó đến. Khó lắm ngàn, khó mà gây dựng một cái đạo tràng này. Một câu A-di-đà Phật, bốn chữ A-di-đà Phật, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một mình thầy giảng, mà bao nhiêu năm nay mà quy tụ bao nhiêu con người này về, cả một vấn đề, ói máu con tim mới dẫn. Mới đơn giản đâu. Cũng như là chùa Vô Ưu ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Cái trời ơi, ni sư ơi, sao lâu quá rồi không thấy thầy nhàn về. Ni sư cứ gọi điện lên hoài, nói thầy ơi, thầy về, thầy giảng đi, Phật tử cứ hỏi thầy hoài. Kêu để đợt sau giá ngàn xuống giảng, đợt sau gửi điện xuống. Đợt sau gửi điện xuống. Hỏi thầy đâu? Chứ thầy ở trong đĩa. Trời ơi, thầy phải thực tế kìa. Chứ thầy trong đĩa người ta coi đĩa nhiều rồi. Thế kêu sao thầy xuống được? Thầy nguyện năm này với sang năm, phải cuối sang năm qua 19 tháng 9 á, vía Quan Âm 19 tháng 9 là Đại Tùng Lâm xong á, là bắt đầu thầy đi một chuyến Ấn Độ, qua Tam Bộ Nhất Bái và đi các nước trên thế giới, đi các nơi giảng là phải qua sang năm. Nghĩa là 2012 với 2013 là phải ở tại đây tu. À, cho nên thành ra cứ mỗi lần chùa cần cái thầy cứ chép cái đĩa của Châu Thanh nè, mà hôm trước tuần vừa rồi có thầy đó, thầy làm 20.000 đĩa thầy cứ mang thầy gửi xuống. Thầy hẹn bữa đó thầy xuống thầy đưa đĩa xuống. Cho nên thành ra quý Phật tử may mắn là được trực tiếp ngồi nghe thầy. Cho nên thành ra đây là cũng cái duyên, phải không ạ? Thầy không phải là mình quan trọng hóa vấn đề, nhưng mà hình như thầy có duyên giảng tịnh độ. Và những người có duyên với tịnh độ thì về tịnh thất Quan Âm là đúng chỗ, tuyệt chiêu, phải không ạ? Đúng chỗ rồi. À. Bởi vì cái gì mà nó chuyên là nó sẽ mau có kết quả và nó mau sẽ đạt thành. Một nghề cho chính còn hơn chính nghề, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, phải không ạ? Đó. Cho nên thành ra là thầy là chuyên. Nếu mà chuyên tu thiền đến gặp Hòa Thượng Thanh Từ, chuyên pháp hoa đến gặp Hòa Thượng Trí Quảng, chuyên mật tông xuống gặp các vị Hòa Thượng về mật tông như thầy Minh Châu rồi đó, còn chuyên tịnh độ gặp thầy Giác Nha. Cái gì nó có chuyên vậy đó, phải không ạ? Ví dụ quý vị vô khám mắt, mình nghe là chuyên kho mắt là mình vô đó, phải không ạ? Tổng hợp sao mà vô được đó. Chuyên khoa là nó sẽ có kết quả, được chưa? Thầy riêng cái ngày Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, là thầy nói cho quý vị nghe vì sao Đức Phật kêu ngài trí tuệ đệ nhất vào. Vì phải dùng trí tuệ mới hiểu được bộ kinh này. Muốn có trí tuệ hồi nãy giờ thầy giảng đó là phải gì quý vị? Là phải đạt được nhất tâm niệm Phật. Không nhất tâm niệm Phật cũng phải thành tâm niệm Phật. Và lão lão là già dặn chân chân thật thật niệm Phật thì mình mới hiểu được bộ kinh này. Nhớ không? Thưa quý vị, riêng ngài Mục Kiền Liên được gọi là Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Xá Lợi Phất, và có nhiều người gọi là Bồ Tát Mục Kiền Liên. Bởi vì ngài Mục Kiền Liên này đặc biệt có hiếu với cha mẹ, có hiếu với cha mẹ, và trước khi có hiếu là nhiều đời nhiều kiếp đã bất hiếu đó. Vì vậy cho nên thành ra rằm tháng 7 là ngày Vu Lan báo hiếu, là từ nơi ngài Mục Kiền Liên thấy mẹ đã đọa xuống địa ngục làm quỷ đói. Khi ngài thấy rồi, ngài mang bát cơm xuống, ngài đưa cho mẹ ăn, mà mẹ tham quá và che lại không muốn cho người ăn. Chính nơi cái tâm này nó thành cơm, nó thành lửa, nó bốc cháy. Than ôi cơm quá than. Vì vậy cho nên ngài mới về bạch với Đức Phật. Đức Phật nói sau 3 tháng ăn cơ kiết hạ, chư tăng ở các nơi tụ họp họp về thì nên phát tâm cúng dường để mà hồi hướng công đức cho mẹ ngươi. Dầu cho ngươi có thần thông nhưng cũng không thể nào cứu được, chỉ nhờ chư tăng tu trong 3 tháng ăn cơ kiết hạ.
thì mới dùng công đức này cứu mẹ ngươi được. Thì ngày Mục Kiền Liên để rằm tháng 7 á, mới mời thỉnh các vị tăng ở các trú xứ ở các nơi xa xôi, tu nơi hẻo lánh, về lại nơi, tại nơi một cái trú xứ để cúng dường. Thì cái rằm tháng 7 là ngày để siêu độ vong nhân. Cho nên ngày rằm tháng 7 ở đây là tổ chức ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch. Nó vô ngày Chủ nhật, thầy sẽ phát 1.000 tượng Phật để hồi hướng công đức cho tất cả các vị hương linh và cúng dường trai tăng tại nơi này. Và bữa đó cũng có vợ chồng Châu Thanh lên có những bài mẹ. Trời, hôm bữa thầy đó nghe thấy là phấn khởi rồi không? Hôm bữa có anh Trí ở bên Mỹ, anh nói thưa thầy, 7 năm về trước con nghe Châu Thanh hát một cái bài về mẹ mà con phải nói con mê, mà con nghe con mê, mà nó nghe mà nó sung sướng muốn rụng rúng. Anh Trí anh nói mắc cười. Thầy kêu Châu Thanh bữa đó phải hát ca cái bài đó thầy. Mà quý vị biết là thầy hồi nhỏ là coi như là tân nhạc, tức là hát nhạc mà trẻ, bây giờ là hát nhạc thầy không có thích. Thầy thích cái thời mà gọi rằng là quê hồi xưa á, cái thời mà tân cổ, cổ nhạc đồ mà giọng cổ cả lương đồ hồi xưa thầy thích. Mà giờ thầy thấy cái giọng cổ đó nó hát mà có, nó dài đó, bài hát thường là có 3 phút, giọng cổ có thể 9 phút, 10 phút, 15 phút. Quý vị thấy cái bài mà niệm Phật vãng sanh vừa rồi không quý vị? Quý vị về coi cái đĩa này là nó tuyệt. Thầy lòng ghép, thầy làm, trời nghe nó mê luôn. Châu Thanh ở bên ngoài không đẹp bằng trong đĩa, đặc biệt. Thầy kêu Châu Thanh hát cho thầy nghe cái bài mà rằm tháng 7 để thầy duyệt, thầy làm cái ngày mùng 10 coi. Thuộc liền. Trời ơi, anh ca mà nghe nó mê. Anh hát ở dưới đó mà anh chạy chảy nước mắt nữa chứ. Con nhỏ cái này hay thiệt. À, thì tối mùng 9 á, tháng 7 là thầy sẽ cho hai vợ chồng lên nói về cái sự mầu nhiệm của mẹ chồng, mẹ vợ của Châu Thanh lúc trước là giống như bà chằn dữ lắm. Mà bây giờ anh lại Phật anh cầu nguyện, bây giờ bà đỡ rồi, bà chuyển ra. Rồi Châu Thanh hát bài, rồi Ngọc Huyền Châu là vợ hát một bài, rồi hai người hát chung một bài là ban đêm đó là ba bài. Mà ba bài là thầy tuyển thiệt hay, mà mỗi lần anh cất lên là anh chảy nước mắt, lại dưới này phải chảy nước mắt hết. Mà anh kêu là đợt này là anh mở lên là nhạc anh hát là tuyệt. Thầy đang chuẩn bị sắp xếp cái ngày mùng 10 tháng 7. Và sáng ngày mùng 10 tháng 7 là cúng dường mà gọi là dân y ca sa đó nha. À, dân y ca sa nó là tức là cúng dường y cho các chư tăng ni á, là anh hát cái bài dân y thôi cho hay lắm. Cho nên ngày mùng 10 tháng 7 là thầy chuẩn bị để mà lo cái ngày để Phật tử về để mà nhận tượng Phật và làm lễ ngày Mục Kiền Liên. Và bữa đó là chúng ta sẽ làm lễ Vu Lan. Cho nên cái ngày Vu Lan đó là từ nơi ngày Mục Kiền Liên mà lại có được cái ngày lễ báo hiếu. Không ạ? Và ngài là thần thông đệ nhất mà cũng không dùng. Đến lúc việc xảy ra mới ôm chân Phật cũng có hiệu quả. Cư sĩ Trần Phi Lâm, công chức hãng đường Đài Đông, là một vị Phật tử thuần thành. Nhưng vợ của ông ta lúc đầu chống đối kịch liệt, ông chồng tin Phật, niệm Phật. Tuy nhiên, Trần cư sĩ cũng không thối tâm chút nào, vẫn cứ tinh tấn. Và một mặt với tâm từ bi, cố sức khuyên vợ rằng: chúng ta có miệng phải nên niệm Phật A-di-đà, tức là cái vốn cho sau này được vãng sanh Tây Phương. Nhưng trước khi chưa được sanh Tây Phương, cũng có thể gặp dữ hóa lành, tiêu tai giải nạn. Đối với bản thân, có sự lợi ích không gì bằng. Bà Trần được ông chồng hàng ngày cảm hóa như thế, lại cứ như đàn khảy tai trâu, hoàn toàn chẳng nghe. Tuy thế, bà Trần này lại là một bà chủ giỏi khéo coi sóc việc nhà, vừa cần cù vừa tiết kiệm. Có lúc còn lên núi kiếm củi, gánh một gánh củi lớn xuống núi, rồi ngồi một chiếc xe lửa nhỏ cuối cùng về nhà. Nhưng có một lần, bà Trần gánh củi xuống núi, không ngờ mặt trời đã lặn, chiếc xe cuối cùng đã chạy rồi. Chiếc xe lửa nhỏ trên núi là xe kéo mía, không phải là xe chuyên chở khách. Cho nên sau khi chuyến xe cuối cùng chạy đi rồi, thì ai tự về nhà nấy,
không có ai ở lại trạm xe cả. Trời đã tối, bà Trần trên vai gánh một gánh củi lớn, tự mình khích lệ sức mạnh, quyết định đi bộ về nhà. Một thân một mình thuận theo con đường sắt, đi giữa đường ray tiến thẳng về phía trước. Lúc đi được nửa đường, đột nhiên thấy giữa đường ray phía trước một bóng đen của một đại hán đang đứng. Lúc ấy, bà Trần càng đi thì càng gần. Nhìn càng rõ, toàn thân lông tóc dựng đứng, sợ đến nỗi quăng gánh củi trên vai, do vì bà đã hết sức gánh tiếp. Bà Trần đang lúc đêm đen có một mình nhìn thấy bóng đen kia. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên nhớ lại việc mấy năm trời được chồng khuôn tập cho một câu chú vương từ nào không chịu đón nhận, nhất là không hề muốn niệm. Đang lúc vô cùng nguy cấp này, việc đến mới ôm chân Phật. Bà đứng ngay nơi đó, không kềm được chắp tay lại, to tiếng niệm, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được vài phút, cái bóng đen của đại hán đó dường như đã có cái dạng bước sang một bên rồi, và dần dần mất tiêu luôn. Bà Trần nhìn thấy thật rõ ràng, liền vội vã đi nhanh lên, cả đến gánh củi cũng không màng đến. Trên đường chạy về nhà của bà Trần, trong miệng vẫn không ngớt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng đi được một hồi, bỗng nhiên đôi chân không thể đi được nữa. Lúc đó trong bụng bà Trần cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao mà đôi chân... Cho nên thầy thấy dạo gần lại đây, thầy siêng niệm Phật hơn. Đi trên xe thầy cũng cầm chuỗi A Di Đà Phật, hoặc giả hít vô A Di, thở ra Đà Phật, luôn luôn câu A Di Đà Phật bên cạnh thầy. Và câu A Di Đà Phật là mạch máu, là sự sống, là đôi mắt, nếu không có mắt nhìn là không thấy đường để đi. Và nhờ câu A Di Đà Phật, nó tiêu đi những cái nghiệp tiền khiên túc trái nhiều đời nhiều kiếp, giữa vợ với chồng, giữa con với cha, giữa con với mẹ, giữa ông bà với con cái, với cháu chắc. Nhờ cái công đức niệm Phật mà nó bào mòn, nó tiêu những cái nghiệp tiền khiên túc trái, và nó phát triển ra trí tuệ. Vì A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, giác tức là trí tuệ. Niệm cái vô lượng giác này lâu ngày phát sanh ra trí tuệ. Phát sanh như thế nào? Câu A Di Đà Phật có công năng tiêu cái nghiệp của quá khứ, gọi là niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, thuần thành tự tại chuyển phàm tâm. Ngài Ấn Quang nói trong tâm của mình đã có một cái A Lại Gia Thức. Từ nơi Ngài Xá Lợi Phất, chúng tôi mới phân tích ra cái trí tuệ. Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất là tượng trưng cho trí tuệ, thì hôm nay chúng ta cũng dùng cái trí tuệ để nghe cái bộ kinh này, để tụng cái bộ kinh này và hiểu cái bộ kinh này. Muốn đạt được cái trí tuệ, cái trí tuệ đầu tiên đó là đại viên cảnh trí. Chỗ này hơi sâu chút nha, ai có học di thức hiểu chỗ này. Và các vị mà lớn tuổi mà ít có học, bây giờ cũng cố gắng ngồi lắng nghe nha. Hôm nay thầy nói hơi sâu một chút, hơi cao một chút, nói chậm một chút. Vì vậy quý vị hãy ngồi lắng lòng nghe cho kỹ. Nhất là trời đang mưa râm râm bên ngoài mà thôi nghe Pháp là tuyệt nhất ha. Cho nó mưa râm râm bên ngoài mà ngồi niệm Phật dễ ngủ gục lắm, mát mát á mà. Vì vậy giờ thầy giảng thì hãy ngồi lắng nghe cho kỹ nha. Tại vì cái phẩm đầu tiên là Pháp Hội Thánh Chúng, Ngài đương cơ đầu tiên là Ngài Xá Lợi Phất, đến Mục Kiền Liên, đến Ngài A Nan. Còn các hàng Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Hôm nay thầy nói đến những vị đệ tử Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan. Rồi nói đến các vị Bồ Tát và Đại Trí Văn Thù, Đại Hạnh Phổ Hiền, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì đó là những vị đương cơ trong cái phẩm đầu tiên gọi là Pháp Hội Thánh Chúng. Hồi nãy giờ thầy giảng vẫn nằm trong bộ kinh Vô Lượng Thọ, và phẩm thứ nhất là Pháp Hội Thánh Chúng nha quý vị nha, chứ không có đi lòng vòng bên ngoài ạ. Hãy lắng nghe nha. Thì thưa quý vị, cái trí tuệ để mà mình đạt được á,
thì cái công năng để mà nó khai thác đó là cái danh hiệu Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật. Vì nó có công năng, nó tiêu những nghiệp của quá khứ, mà Ngài Ấn Quang nói là niệm Phật phương năng. Phương năng là có khả năng tiêu túc nghiệp, tức là tiêu những cái nghiệp của quá khứ. Tiêu như thế nào? Trong cái A Lại Gia thức của mình, nó có những nghiệp thiện và nghiệp ác. Mà trong kinh Di Thức gọi á, Di Thức học gọi á, là hắc nghiệp và bạch nghiệp. Hắc là đen, bạch là trắng. Hắc nghiệp là những nghiệp xấu, tham sân si ganh tị, và bạch nghiệp là nghiệp thiện, từ bi hỷ xả vô ngã vị tha. Thì như vậy cái câu A Di Đà Phật này nó có công năng, nó tiêu những cái hắc nghiệp, nó phát triển những cái bạch nghiệp, nó tiêu những cái ác nghiệp, nó phát triển những cái nghiệp lành. Cho nên những người niệm Phật lâu ngày không lạ gì, không lạ gì tánh tình người ta mỗi ngày mỗi hiền hòa, hoan hỷ, khoan dung, rộng lượng và tha thứ. Tuy nhiên có một số những người lúc trước không biết niệm Phật, đến bây giờ niệm Phật mà tánh tình của họ vẫn còn hung hăng, ganh tị, và gì? Có những sự đố kỵ, là vì cái công năng và công phu của họ chưa đắc lực. Đắc lực là sao? Đắc lực là công phu là mỗi buổi sáng họ đều thức dậy 2 giờ mấy, 3 giờ, 3 giờ mấy, 4 giờ, họ công phu đều không bỏ. Bữa nào mà bỏ công phu họ thấy nó khó chịu, nó thiếu thốn. Và khi trong người họ có những cái tâm tham lam, giận hờn, ganh tị, đố kỵ nổi lên, là trong người họ nó thấy nó khó chịu, thì người này á, là đã đạt được công phu đắc lực. Lúc đó họ quay lại giữ câu A Di Đà Phật liền, niệm câu A Di Đà Phật, thì nó chuyển những cái tâm tánh đó đi, thì công phu gọi là đắc lực. Nhớ chỗ này nghe. Còn nếu người đó mà niệm Phật, thấy Phật, thấy nhiều ánh sáng hào quang, có nhiều cái cảm ứng, mà trong tâm của họ không chuyển hóa được tham sân si đố kỵ, có những cái tâm tham lam, giận hờn, si mê, đố kỵ, thì công phu người này chưa đắc lực. Nhớ chỗ này, Hòa Thượng Tịnh Không nhắc chỗ này kỹ lắm đó nghe. Vì vậy công phu muốn đắc lực thì mình gì? Mình phải thường xuyên ngày nào cũng công phu. Mà muốn công phu này đắc lực thì người này không xen tạp một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà tụng. Nếu họ tụng Pháp Hoa là chuyên tụng Pháp Hoa, nếu họ trì chú Đại Bi là chuyên trì chú Đại Bi, nếu họ niệm A Di Đà Phật là chuyên niệm A Di Đà Phật, thì quý vị sẽ đạt được gọi là đắc lực, được một cái năng lực. Lực đó là tự lực và tha lực. Trong pháp môn Tịnh Độ gọi là nhị lực. Nhị là hai, tự lực mình và tha lực của Phật. Và nó chuyển lần từ cái A Lại Gia thức này trở thành Bạch Tịnh thức. Bạch Tịnh thức còn một tên gọi nữa, gọi là Đại Viên Cảnh Trí. Chỗ này hơi sâu nghe. Từ một câu A Di Đà Phật này niệm lâu ngày, nó tiêu những cái hắc nghiệp, phát triển bạch nghiệp, và nó tiêu cho đến khi mình đạt được gọi là Bạch Tịnh thức, hay gọi là Đại Viên Cảnh Trí. Là cái trí này nó có công năng soi hết tất cả vạn vật nhưng không dính mắc. Nghe chỗ này nghe. Hồi trước thầy học Di Thức, mấy thầy giới thiệu và ví dụ nè. Cái gương khi vạn vật đến nó soi rất rõ ràng, từng nét từng ly không có thiếu sót. Nhưng khi vạn vật không còn trước mặt cái gương nữa thì vật ở trong cái gương không còn nữa. Nghĩa là vật đến thì nó soi, vật đi nó không lưu ảnh trời. Cái Bạch Tịnh thức cũng vậy, cái Đại Viên của Cảnh Trí này cũng vậy. Vạn vật người ta đến, mọi sự việc nó đến với mình, mình giải quyết xong rồi nó ra đi, mình không để nó lưu lại trong tâm mình nữa. Đó. Thì các vị tu thiền, mọi sự việc đến rồi đi ảnh, nghĩa là con nhạn nó bay qua cái đầm nhưng mà nó không lưu ảnh lại. Các vị thiền sư hồi xưa hay nói như vậy,
nghĩa là Ngài trở về lại được cái chân tâm thường trụ của Ngài. Nhưng riêng đối với mình mà trở về với chân tâm thường trụ khó lắm. Mà mình trở về với cái gì? Trở về lại với câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là cái bản giác. Mình trở về lại cái câu A Di Đà Phật thì nó dễ hơn là trở về với chân tâm. Hôm nay thầy giảng hơi cao chút xíu, những vị có học tri thức cũng như có nghiên cứu Phật pháp lắng nghe nha. Rồi thầy sẽ phân tích giảng giải kỹ càng để mỗi tầng lớp nghe hiểu hết. Giảng đến chỗ này là có nhiều chú bé nhỏ nhỏ có thể không hiểu nổi, nó hơi sâu chút ha. Cái đại viên cảnh trí này giống như một cái gương vạn vật tới nó soi rồi nó không lưu ảnh. Ví dụ như cái tâm của mình, người ta chửi mình nghe ồ vậy hả, rồi người ta đi rồi mình không lưu lại cái câu chửi trong tâm, vẫn giữ lại được cái bản tánh bình an tĩnh lặng của tâm hồn, đó là người ta tu thiền. Còn mình trở về lại với cái câu A Di Đà Phật, người ta chửi mình tai này nó lọt qua tai kia không có dính. Mình trở lại được cái câu A Di Đà Phật, trở lại được cái bản tánh thẳng bình lặng, thanh thản, an nhiên, tĩnh lặng, tịch chiếu của mình, đó là người trở về lại được với thể tánh thanh tịnh của mình. Đó là sống lại được với cái đại viên cảnh trí. Nhớ không? Khó lắm, không phải dễ đâu. Có nhiều Phật tử người ta nói thưa thầy, hôm trước con đi lên chùa thầy, con mới đi về, cái bà bên đó thầy, bà mất một con gà, mà không biết làm sao bà nói con á, bà nói con á, cái con mẹ đó đó đi chùa chủ nhật nào cũng đi vậy mà về nhà rồi bắt trộm con gà của tôi ăn, nhổ lông ra còn để cái gốc đó đó. Trời, con nói thầy bữa đó mà con không ăn chay con qua con cho bà mấy tát liền. Thì người này niệm Phật chưa đắc lực, tuy rằng chưa hành động nhưng cái tâm của mình vẫn còn chấp vào cái lời nói của họ. Thì người này chưa sống được với cái tâm gọi là đại viên cảnh trí, chưa trở về được với cái câu A Di Đà Phật. Mà nói con như vậy mà mình nói bắt gà ăn mà còn đẻ một đống lông đó nữa, nghĩa là mình chấp vào lời nói của người ta, không à? Và nếu người ta nói không có, nó có dính dáng gì đến mình đâu? Khó nghe quý vị nghe. Cho nên cái người niệm Phật có đắc lực, người ta dùng cái trí tuệ, người ta quán sát và người ta dùng cái định lực, đó là người ta niệm danh hiệu A Di Đà Phật, thì người ta trở về lại với cái tâm bản nhiên thanh tịnh gọi là đại viên cảnh trí, và chuyển cái đa lạ gia thức này trở thành đại viên cảnh trí, chuyển cái mạt na thức trở thành bình đẳng tánh trí. Cái mạt na thức nha, tối quý vị nằm mơ là cái mạt na thức đó nó hoạt động. Ở đây có ai mơ không? Nhất là trước khi ngủ mà coi phim tình cảm mối tình tay ba đó thì chắc chắn đêm đó sẽ mơ. Nếu một đêm không mơ mà coi hai đêm, đêm thứ ba là mơ liền. Mơ thấy làm sao? Mơ thấy mình giống như trong phim là ông chồng mình bị người khác giật rồi. Vì sao vậy? Vì cái ý thức đó, nó coi cái màn ảnh đó, nó coi cái phim đó, nó chụp vào trong cái A Lại Gia Thức, và những cái hình ảnh đó là chủng tử. Cái chủng tử này nó rơi rớt trong cái A Lại Gia Thức, và cái A Lại Gia Thức này nó chứa đựng giống như một cái bọc. Điều xấu nó cũng chứa vô, điều tốt nó cũng chứa vô, đậu đen nó cũng chứa vô, đậu trắng nó cũng chứa vô. Ví dụ cái bọc đó, nó chứa đậu đen, đậu trắng, nó chứa lộn xộn trong đó. Thì cái mặt na thức này ban đêm á, nó mới móc cái chủng tử đó lên. Nếu chủng tử nào mạnh có năng lực thì nó trào ra trước, thì cái mặt na này á, nó gọi là truyền tống thức, nó đứng canh cửa. Khi tối ngủ say chết giấc hoặc lên cõi trời vô tưởng, là cái ý thức mình hồi nãy giờ quý vị á, mà ngồi mà nghe thầy nói á, nó vắng mặt. Hồi nãy giờ thầy ngồi nói đây quý vị nghe á, là gọi là ý thức thứ 6, nó phân biệt
Thầy Nhàn đang giảng cái bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, phẩm thứ nhất là Pháp Hội Thánh Chúng nè, đang giảng đến cái đoạn gọi rằng là trí tuệ đệ nhất là Ngài Xá Lợi Phất. Giờ thầy Giác Nhàn đang phân tích trí tuệ là gì đây nè, làm sao đạt được trí tuệ đây nè. Đó, cái đó là cái ý thức phân biệt. Nó đem cái chủng tử này vào trong A Lại Da nó chứa đó, rồi tối ngủ nó móc ra. Nếu hàng ngày mình tha thiết mình lạy Phật thì cái mạt na thức này gọi là truyền tống thức, nó truyền và nó tống cái tâm thức mình thấy được Phật. Bởi vì mình huân tập Phật, chủng tử tốt thì nó sẽ gì? Nó sẽ cái chủng tử tốt đó mới và cái sức mạnh nó sẽ gì? Khởi lại, nó khởi dậy. Và có những cái chủng tử mà kiếp này mình không có giết người, nhưng mà kiếp trước mình có giết người, cho nên thành ra cái chủng tử này nó đầy đủ cái nhân duyên thời tiết, gọi là dị thời như thục, dị loại như thục, biến dị như thục, tức là nó chín mùi rồi, bắt đầu nó khởi dậy. Thì khi nó khởi dậy là trong giấc mơ mình thấy trước, rồi sau khi trong giấc mơ rồi, cái nghiệp này nó chín mùi, bắt đầu mình phải trả cái nghiệp đó. Đó, phải nhớ cái chỗ này. Thì trong giấc mơ đó là cái mạt na thức, nó đem cái chủng tử ở trong A Lại Da thức ra và thấy núi non cuộc sống, đó là từ trong tâm thức mình biến hiện ra. Thì là nói với quý vị là cái mạt na thức này nó chuyển thành bình đẳng tánh trí. Nếu người niệm Phật lâu ngày mà chưa có tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng nghĩa là gì? Là cái tâm không còn phân biệt chấp trước. Lúc trước ở trong nhà mình thương đứa này, không thương đứa kia, bởi vì cái đứa này nó nghe lời mình cho nó tiền nhiều hơn. Còn đứa kia nó không nghe lời mình, nó ngỗ nghịch, không cho nó nhiều tiền, hầu như là ghét nó nói cái gì ra mình cũng không ưa, nó nói đúng mình cũng ta cho là sai. Còn cái đứa mà mình thương nó nói sai mình cũng cho là đúng. Hình như trong nhà cũng có nha. Thấy cười cười là biết rồi nha. Thì như vậy cái tâm của mình nó không bình đẳng. Ông nội với bà nội, thấy bà nội mình thấy niệm Phật dễ thương quá, bà nội của mình biết nghe lời, nói sao bà nghe vậy bà im, mà chỉ có niệm Phật. Còn ông nội cái mời miệng ông cái chét chét suốt ngày, ghét không cho tiền. Hiểu hiểu cái tâm bình đẳng này không? Cái tâm đó là cái tâm không bình đẳng, phân biệt chấp trước. Bây giờ làm sao để bình đẳng? Mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà lâu ngày, mình phải thương cái người mà mình lúc trước ghét, bởi vì họ đang tạo nghiệp. Bây giờ mình bằng cách nào chỉ cho họ niệm Phật, bằng cách nào để cho họ biết tu hành? Đó, bắt đầu tâm bình đẳng xuất hiện. Chứ không phải mình thấy họ mình không ưa, bây giờ mình dến chân đạp nữa lộn hố, không phải vậy nữa. Mà bây giờ làm sao? Bây giờ mình thể hiện cái tâm từ bi thương họ, bởi vì họ không biết tu. Đây là oan gia trái chủ đang chọc ghẹo mình nè, đang làm cho mình bực nè, đang làm cho mình mất của nè, đang làm cho mình buồn phiền nè. Thì bây giờ mình dùng cái tâm từ để hóa giải. Quý vị có nghe trong kinh Phật dạy là dùng đức từ để tu thân không? Dùng đức từ để tu thân, dùng đức từ để tu khẩu, dùng đức từ để tu ý. Từ cái lòng từ là ban vui, bi là cứu khổ cho họ. Vậy mình làm sao để cái tâm mình nó được bình đẳng? Thầy nói chân thành với quý vị, những cụ ở trong chùa của thầy khi mà đau bệnh, cũng như ăn uống, cũng như sinh hoạt, thầy đều lo lắng như nhau. Chuẩn bị ngày lễ đến đây, những cụ mà trên 75 tuổi á, thầy cũng chuẩn bị những phần quà. Và các cụ ở đây á, thầy may một người một hai bộ đồ, các chú cũng một hai bộ đồ. Mà các chú hôm nay gần 100 vị rồi, quý vị biết bao nhiêu mét giải không? 1000 mét. Ở nhà quý vị lo có 4 người mà sặc sừ rồi phải không? 4-5 đứa lo thôi mà quý vị lo là sặc sừ rồi phải không? Bữa nay hôm nay là 260 vị rồi, tổng cộng các chú các cụ chuẩn bị tăng thêm nữa đó,
Còn đi đi về về là một ngày hơn 300 người, một ngày phải nấu 1.000 suất ăn. Hôm nay cái bếp nó chật rồi, phải lên làm thêm bếp mới nữa. Vậy mà vẫn không thiếu. Thầy thấy lúc nào cũng đầy đủ, không phải thấy thiếu thốn. Cho nên quý vị về đây tu hành, tu tập ngày chủ nhật, có khi nào thầy kêu thầy thiếu gạo rồi cầm tiền lấy cái giỏ xuống để xin quý vị không? Thầy tin chắc rằng công đức niệm Phật của quý vị hàng tuần chủ nhật này nó sẽ dung hòa, và thiếu cái gì nó đắp vô chỗ đó. Tin công đức niệm Phật không? Thiếu gạo nó đắp vô gạo, thiếu kinh nó đắp vô kinh, thiếu tiền nó đắp vô tiền, thiếu Phật nó đắp vô Phật. Mới thỉnh đây 1.000 tượng Phật 350 triệu người ta cúng đủ rồi, thiếu gì đắp vô đó. Công đức niệm Phật bất khả tư nghì, thâm tính A-di-đà Phật là giai sung mãn, là tin sâu vào Đức Phật A-di-đà là được điều đầy đủ hết. Tin đi quý vị. Dĩ nhiên có nhiều người trong này vẫn chưa tin, về nhà công phu niệm Phật mà vẫn còn phân tán, vẫn còn phân biệt, vẫn còn lo âu, vẫn chưa tin vào câu A-di-đà Phật. Tối phải tính toán lo lắng, sáng nó mệt quá không có thể công phu được, rồi không đạt được công phu. Quý vị thấy ở nơi nào mà đều nặng một ngày hơn 300 người mà lo lắng ăn uống, mà không phải vận động sinh sỏ, để tự coi thử công đức niệm Phật ở đến đâu, để tự coi thử cái công phu của đại chúng như thế nào, vậy mà đầy đủ quý vị. Đó. Quý vị thấy một cái gia đình nào mà lo trên 300 người không? 260 người đăng ký mà gọi là dài hạn. Bây giờ tiếp tục lên, chủ nhật nào cũng nhận mấy bà cụ hết trơn. Cho nên chỗ thầy là chiêu sinh mấy cụ già mà. Đúng không ạ? Nhưng mà nuôi các cụ già nó có một cái hay nữa là mau giảng sanh đỡ tốn gạo. Nuôi mấy đứa nhỏ nó lâu, trời ơi, cái chú này mà bây giờ nuôi đến khi 50-60 tuổi ông ra đi, biết khi nào tốn biết bao nhiêu gạo. Thôi mấy chú nhỏ có cái chùa, nuôi mấy chú nhỏ xuống đó ở. Cho nên cái chùa của thầy mà mấy chú nhỏ đến mà thầy ngồi, thầy chăn, thầy dạy, thầy không có thời gian. Vì vậy mấy thầy nào mà phát tâm nuôi các vị nhỏ đó, mình đưa xuống dưới đó. Không phải là thầy phân biệt chấp trước trẻ và già, mà cái lứa tuổi và cái chỗ để mà thầy chọn vào trong này là bình đẳng như nhau, là các vị các tuổi già. Vừa rồi có cái cô đó hình như cô già hát hay sao, mới có 45 tuổi mà tưởng 55, trời già hát. Hỏi cô bao nhiêu tuổi, cô kêu con 45. Thầy kêu 50 mới có tiêu chuẩn ở trong này, mà sao thấy cô già quá. Thôi thôi cho cô ở, cô vô cô lo như mấy bà già dùm. Mà nói con khổ lắm thầy biết không. Từ nhỏ đến giờ mới sanh ra, cha mẹ mất sớm, con đi bán vé số, con đi làm mướn, đến bây giờ con khổ lắm. Con đi lang thang như kẻ cùng tử. Hôm nay con về chùa thầy á, con nhận Đức Phật A-di-đà là cha rồi, cha lành rồi, là có kho báu A-di-đà Phật xài hoài không hết. Giờ con không làm gì mà con cũng không thiếu ăn, không thiếu mặc. Lúc ngáp ngáp thầy đưa vô phòng vãng sanh nữa, con chịu lắm rồi đó, con chịu lắm rồi đó. Hả? À. Như vậy cái tâm bình đẳng ở đây là gì quý vị biết không? Cái tâm bình đẳng ở đây là mình đối xử với tất cả mọi người giống nhau đó, và thương yêu giống nhau đó. Vì vậy cho nên thành ra muốn đạt được cái tâm bình đẳng này thì nhất tâm niệm Phật, thành tâm niệm Phật thì cái tâm này bình đẳng. Quý vị biết cái cô Diệu Âm Huệ Ngọc bên Oregon, gia đình mà cúng cái bộ tượng 1 tỷ 2 này nè. Cái tượng mà quý vị đang nhìn lên thấy nè. Gia đình của các vị đó phát tâm cúng dường cái bộ tượng này. Hôm trước Giác Nhàn qua giảng bên Mỹ bên đó. Người con đó tên là Như Thủy á. Thấy một cái anh Phật tử. Anh phát tâm, anh cúng dường. Nhưng mà anh không đủ tiền, gọi là mua Phật trả góp. Hồi trước giờ có nghe ai là trả góp Phật chưa? À, trả góp xe có, trả góp nhà có, trả góp đồ vật có, cái này trả góp Phật. Anh này rất là nghèo, làm bên Mỹ nhưng mà bill á, tức là hóa đơn về nhiều quá, cho nên thành ra phải 2 năm, gần 2 năm mới đủ tiền trả cái bộ tượng 1 tỷ 2. Và dám nói với cái cô Phật tử
là có mang Phật từ bên Đài Loan mang về. Cô đó là cổ ở bên Arizona. Thì nói với cổ thôi bây giờ cô ra tiền trước đi, rồi từ từ tôi trả góp cho cô. Thì cô này cổ mới lần đầu cổ đồng ý. Sau đó rồi cuối cùng hình như có người thỉnh cái bộ tượng này sao, cô đổi ý lại, cô nói à, tôi không có tiền để trả góp cho anh được, rồi thôi nếu mà có tiền đưa liền đi, chứ còn không người khác lấy. Anh buồn quá mà anh đã lỡ hứa với thầy cái bộ tượng này rồi. Thì anh buồn quá rồi, xong anh gọi cho anh Thành, anh Phật tử đi chung với nhau. Bây giờ cô đó không cho trả góp nữa, bây giờ biết làm sao. Mà anh này cũng có một cái đặc biệt, là lúc trước anh có vợ, mà vợ mất. Trước khi vợ mất, vợ nói, vợ của anh đó nói rằng, anh ơi, em có một điều ân hệ nói với anh, là khi anh, khi em mất, anh đừng có tái bản. Biết tái bản không? Nghe tái bản biết là cười rồi. Tức là đừng gặp thêm một cô gái nữa. Nếu anh hứa với em là em nhắm mắt em ra đi, nhưng trong 49 ngày em đợi anh. Hoặc là nếu anh mà thực sự để lo nuôi đứa con á, đứa con nó đẹp trai, thì em sẽ đầu thai em ra đi. Còn nếu mà anh bước thêm một bước nữa quen người khác, là em sẽ ở trong này quậy anh. Anh này anh hứa, và anh nghĩ chắc người chết là mất đó mà, đâu thấy nữa đâu. Thì cuối cùng anh tái bản, gặp thêm cô khác. Thì gặp cô khác về là cái nó lục đục hoài, ôi cha, cứ kinh cãi hoài. Tôi nghĩ là cô này là nghịch ý, anh này nói gì cổ không bằng lòng. Và đặc biệt là anh này anh biết nhưng mà không buông được. Mà hình như cô này, cái cô mà vợ lớn đó, nó khiến cho cái cô này phải nghịch ý lại, phải lộn xộn, phải kình cãi. Mà cái lúc thầy đến nhà là anh nói uống rượu rất ngon mà cô này bỏ đi mất. Khiến là không thích thầy. Không thích thầy. Ảnh thì thích thầy, thích Phật. Còn cổ không thích thầy, không thích Phật. Thế trời kéo cả ngỗng vậy. Thì cuối cùng thầy đến thì anh cũng tâm sự đồ này nọ. Xong đó thì cuối cùng phát bồ đề tâm, cúng Phật đã hồi hướng cho cô. Làm bao nhiêu công đức mà không quá giải được, bởi vì mình không làm đúng với cái ý của người ta, mình hứa hẹn với người ta. Cho nên hứa với người sống coi chừng người ta bỏ qua, cho hứa người chết là coi chừng đó nha. Vì vậy thầy bày quý vị về cũng nói ông chồng vậy mà. Nhưng mà hù thôi, em theo anh nhưng đừng có theo, chỉ mất công thôi, dễ sanh cực lạc ra rồi không. Thì cuối cùng anh này anh rất là buồn, rất là khổ. Và anh lấy hồi hướng tượng nè, làm bao nhiêu công đức nè, hồi hướng cho cô ta, mà không có con có làm đúng với ý cô ta được. Cho nên gia đình cứ lộn xộn. Cho nên gia đình quý vị có lộn xộn thì quý vị xem lại trong gia đình phần dương phần âm, và coi cái phước báo vân vân trong gia đình mình như thế nào. Tu hoài mà chưa có đắc lực, chưa có kết quả để chuyển, thì mình xem lại thử như thế nào cho nó đúng, không ạ? À? Thì cuối cùng cô Như Thủy này nghe như vậy, xong cái cả gia đình nguyện rằng nếu bán được căn nhà là sẽ cúng bộ tượng. Thì khi nguyện như vậy xong thì bán được căn nhà và trả nợ cái căn nhà mình mới mua chưa hết vẫn còn nợ, mà lấy tiền mấy chục ngàn đô á, là 1.2 tỷ này á, để cúng cái bộ tượng. Tức là gia đình vẫn còn nợ mà vẫn cúng bộ tượng. Thì cái duyên cái bộ tượng của thầy ở đây á, là năm 2007 á, là thầy thấy các thầy chụp cái bộ hình cái tượng này á, ở bên Đài Loan về là thầy mơ ước thầy thích rồi. Đúng vào trong kinh nói là nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Mình nhớ cái bộ tượng này, niệm danh hiệu Phật và mơ ước đến ngày hôm nay cái bộ tượng này gì về lại. Mà khi bộ tượng này về lại rồi, cái chùa thầy tự nhiên nó đông lên, hình như là mọi người về nhìn thấy nó hoan hỷ. Mà khi thấy cái bộ tượng hoan hỷ thì cái người cúng đó người ta được công đức, cứ mỗi ngày rồi mỗi chủ nhật, mỗi tháng, mỗi năm cái công đức của người cúng tượng nó cứ tăng lần lên. Cho nên mới nói là 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật. Người ta về người ta lạy cái bộ tượng mình cúng, người ta lạy cái bộ tượng của mình phát tâm á, cái công đức đó của mình ngày một phát triển, một tăng lên. Cho nên thầy rất thích ấn tống tượng Phật. Nhưng mà đặc biệt Phật tử ở chùa thầy rất thích sinh tượng Phật. Chuẩn bị ngày 10 tháng 7 thế nào cũng dành nhau nha.
Cái bà đó, cái cô đó bữa cô đòi đánh sáng tay cái cô kia luôn nha. Bà làm gì mà bà đứng đây mà bà dành lâu, tôi có phiếu mà sao tôi chưa lấy nè. Dành Phật quýnh lộn nhau chết. Đó. Cho nên đợt này thầy cho Phật thầy làm sao cho bình đẳng để cho nghe. Đó. Thì như vậy cái tâm bình đẳng của mình hôm nay mình làm sao về mình xem lại gia đình của mình và đối xử mọi người không có còn phân biệt chấp trước thân và thù. Nếu thân thì mình lúc ra đi nó thương yêu, nó quyến luyến. Nếu mà thù thì lúc đó mình ghét, mình cũng không vãng sanh được. Cho nên thương quá cũng không vãng sanh, mà ghét quá cũng không vãng sanh. Mà tâm người này làm sao vãng sanh? Bình đẳng. Tâm người này phải gì? Phải trung đạo bình đẳng. Nhớ không? À. Và cái trí mà gọi là ý thức thứ 6 nó chuyển thành gọi là diệu quan sát trí. Đó là cái trí nó quan sát cái người niệm Phật nha. Nghe 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 chỗ này nha, chỗ này nhìn lên nha, nhìn lên màn ảnh nhỏ nè. Cái người niệm Phật lâu ngày nhìn cặp mắt của người ta nó long lanh nó tinh, gọi là nó tinh khiết. Không ạ? À, ở ngoài đời người ta gọi là tinh xảo. Tinh nhưng mà xảo quyệt. Còn có người này gọi là tinh anh. Anh tức là tinh anh, tức là người ta có một cái sự tinh anh đó mà, người nhạy bén. Ta nhìn qua mình người ta biết mình là biết địa chỉ mình liền. Không à, biết mình nói cái trò gì liền. Có nhiều người Phật tử vô nói thầy, con đang chuẩn bị làm cái công ty lớn đó, thầy hùng với con làm cái công ty đó đi thầy. Từ từ vài bữa lời nhiều lắm thầy tha hồ làm Phật sự. Thầy kêu rồi đừng có lừa, nói trong bụng giống nói ra ngoài. Nói ra ngoài sợ quýnh phù mỏ mà. Thôi đừng có lừa nữa à. Phật sự của tôi có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm. Đừng có lừa. Không à, nhiều người thấy pháp hội mình đông á, nghĩ thầy có điều kiện in kinh một lần mấy chục triệu, mấy trăm triệu, họ vô kêu kết hợp với họ làm công ty chắc ăn lắm. Tiền ra khỏi túi mình là xong, đừng có dạy nha quý vị. À, vì vậy cho nên thành ra cặp mắt của mình tinh anh. Tinh anh từ cái trí diệu quan sát trí đó, mà cái diệu quan sát trí đó cũng từ nơi câu A Di Đà Phật để nó có một cái diệu quan sát trí. Cho nên câu A Di Đà Phật tiêu đi nghiệp xấu, phát triển nghiệp lành và có một cái sự sáng suốt quán xét một cách tường tận, tinh túy, tinh tế, tinh anh. Không phải dễ ai cũng muốn là có đâu à. Quý vị muốn có cái tinh anh, quý vị muốn có một cái trí sáng suốt, quý vị mà muốn có một cái khả năng mà giống như thầy mà nãy giờ ngồi nói thao thao bất tuyệt trên này, phải trả một cái giá là phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải lạy Phật, phải phóng sanh, phải ấn tống làm những điều phước thiện. Thì từ lúc đó nó kết tinh lại, có cái công đức mình ngồi mình nói người ta mới nghe nha. Chứ không dễ gì người ta nghe, người ta ngủ ráo hết trơn. Đó mà. Cho nên nãy giờ thầy nói đây là dùng cái gì? Cái diệu quan sát trí. Dĩ nhiên mình chưa đạt được toàn phần của diệu quan sát trí. Mà niệm Phật đạt được một phần là đắc được một phần diệu quan sát trí. Và diệu quan sát trí này toàn phần là đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó. Thấy chưa? Cho nên cái người niệm Phật người ta khôn lắm, nhìn cái mặt người ta sáng lắm, không có lừa người ta được đâu. Vì vậy người ta làm ăn ít thất bại. Đúng không? Còn mình cứ ngu ngu ngơ ngơ tham tham, mình bỏ ra một mà lấy mười không có đâu trời ơi. Phải không à? Phải mồ hôi nước mắt chứ. Cái gì nó cũng có giá cả, nó thị trường cũng giá cả thị trường đó mà. Thấy không à? Cho nên quý vị cứ càng niệm Phật thì nó càng tinh anh. Ngoài đời gọi là tinh xảo. Tinh mà còn xảo quyệt, còn mưu mô, còn tính toán. Thấy chưa? Như vậy hôm nay chúng ta thấy rằng mọi sự việc là chúng ta phải niệm Phật thì từ cái A Lại Gia thức nó chuyển thành đại viên cảnh trí, mọi sự việc đến với mình rồi nó sẽ ra đi không chấp trước, không dính mắc. Và gì? Và tâm mình sẽ được bình đẳng nhất như, không bị gì? Không bị phân biệt chấp trước, không bị gọi là thương ghét hận thù với nhau. Thì từ nơi cái tâm bình đẳng tánh trí và cái tâm của mình nó có tinh anh sáng suốt là từ nơi cái diệu quan sát trí, cũng từ nơi câu A Di Đà Phật mà nó đạt thành, quý vị. Còn chuyển năm cái thức bên ngoài gọi là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, gọi là tiền ngũ thức,
thành thành sở tác trí. Ai học di thức biết chỗ này. Từ câu A Di Đà Phật mà chuyển gì? Mà chuyển đạt được bốn cái trí này. Từ câu A Di Đà Phật chuyển cái A là gia thức trở thành đại viên cảnh trí. Nhắc tới nhắc lui cho nhớ nha. Từ nơi câu A Di Đà Phật này chuyển cái phân biệt chấp trước của mạt na thức hay gọi là truyền tống thức thành cái bình đẳng tánh trí. Từ nơi câu A Di Đà Phật này thật thà chân thật lão thật mà niệm thì nó chuyển cái ý thức thứ sáu là gọi là phân biệt á. Đó, nó trở thành cái gì? Diệu quan sát trí. Nó chuyển năm cái thức bên ngoài gọi là tiền ngũ thức trở thành thành sở tác trí. Lúc trước thầy học di thức, thầy kêu bây giờ mà đạt được mà gọi là bát thức mà chuyển thành tứ trí này là cả một vấn đề. Nhưng hôm nay mình có phương cách rồi quý vị, đó là niệm câu A Di Đà Phật. Nó chuyển bát thức, thức là phân biệt chấp trước, còn trí là không còn phân biệt chấp trước. Vì câu A Di Đà Phật không có phân biệt chấp trước, vì câu A Di Đà Phật là vô lượng giác, mà niệm cái vô lượng giác, niệm cái không phân biệt chấp trước này lâu ngày thì cái trí của mình nó sẽ được đạt được cái trí giác không phân biệt chấp trước. Nhớ chỗ này không? Nhớ trong kinh Lăng Nghiêm nói không? Nếu lấy sạn, lấy cát mà nấu mông thành cơm thì muôn đời muôn kiếp không thành cơm. Nếu lấy gạo nấu thì sẽ thành cơm. Cũng vậy, nếu lấy vạn đức hồng danh A-di-đà Phật là pháp môn vô lậu, là công đức vô lậu từ nơi nguyện lực của Phật A-di-đà mà niệm lâu ngày sẽ thành cơm, sẽ thành chánh giác. Còn lấy cái pháp vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình mà mình tu tập, lấy cái tâm thức mà phân biệt chấp trước của mình tu tập thì lâu ngày không sẽ thành tựu được đâu. Vì đó là lấy cát, lấy sạn nấu không thành cơm. Vì đó là vọng tưởng phân biệt chấp trước mà để mà thành tựu trở về với cái vô lượng giác, cái trí giác này là khó lắm. Cái chỗ này hơi sâu, nhắc lại chút nào. Đôi khi nói mà tự nhiên nó bất thần, nó chợt đến cái chỗ này nó tuyệt chiêu lắm nha quý vị nha. Lắng nghe nha. Cái buồn ngủ không? Đặc biệt cái pháp hội của thầy từ 2007 đến bữa nay chỉ có một mình thầy giảng, rứa mà bẩn đâm hay thiệt. Những đạo tràng khác là nay thời mời thỉnh thầy này, mai thỉnh thầy kia. Nếu mà Phật tử gọi đến thưa thầy, bữa nay khó tu Phật thất có thầy đó giảng không? Không có, một cái là không muốn đi rồi. Thì Phật tử hỏi vậy, một cái là mấy thầy biết ý, thầy trụ trì biết ý là phải mời thầy đó đến. Khó lắm ngàn. Khó mà gây dựng một cái đạo tràng này, một câu A Di Đà Phật, bốn chữ A Di Đà Phật, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một mình thầy giảng, mà bao nhiêu năm nay mà quy tụ bao nhiêu con người này về, cả một vấn đề ói máu con tim mới dẫn. Mới đơn giản đâu. Cũng như là chùa Vô Ô ở thành phố Hồ Chí Minh á, cái trời ơi ni sư ơi sao lâu quá rồi không thấy thầy Nhàn về. Ni sư cứ gọi điện lên ngoài nói thầy ơi, thầy về thầy giảng đi, Phật tử cứ hỏi thầy hoài. Kêu để đợt sau với Ngàn xuống giảng, đợt sau gửi địa xuống. Đợt sau gửi địa xuống. Hỏi thầy đâu? Kêu thầy ở trong đĩa. Trời ơi. Thầy phải thực tế kìa. Chứ thầy trong đĩa người ta coi đĩa nhiều rồi. Thế kêu sao thầy xuống được? Thầy nguyện năm này với sang năm phải cuối sang năm qua 19 tháng 9 á. Vía Quan Âm 19 tháng 9 là Đại Tùng Lâm xong á. Là bắt đầu thầy đi một chuyến Ấn Độ qua Tam Bộ Nhất Bái và đi các nước trên thế giới, đi các nơi giảng là phải qua sang năm. Nghĩa là 2012 với 2013 là phải ở tại đây tu. À, cho nên thành ra cứ mỗi lần chùa cần cái thầy cứ chép cái đĩa của Châu Thanh nè. Mà hôm trước tuần vừa rồi có thầy đó, thầy làm 20.000 đĩa thầy cứ mang thầy gửi xuống. Thầy hẹn bữa đó thầy xuống thầy đưa đĩa xuống. Cho nên thành ra quý Phật tử may mắn là được trực tiếp ngồi nghe thầy. Cho nên thành ra đây là cũng cái duyên phải không ạ? Thầy không phải là mình quan trọng hóa vấn đề, nhưng mà hình như thầy có duyên giảng tịnh độ. Và những người có duyên với tịnh độ thì về tịnh thất Quan Âm là đúng chỗ, tuyệt chiêu phải không ạ? Đúng chỗ rồi. À. Bởi vì cái gì mà nó chuyên là nó sẽ mau có kết quả và nó mau sẽ đạt thành. Một nghề cho chính còn hơn chín nghề, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh phải không ạ? Đó. Cho nên thành ra là thầy là chuyên. Nếu mà chuyên tu thiền đến gặp Hòa Thượng Thanh Từ, chuyên Pháp Hoa đến gặp Hòa Thượng Trí Quảng, chuyên Mật Tông xuống gặp các vị Hòa Thượng về Mật Tông như thầy Minh Châu rồi đó, còn chuyên tịnh độ gặp thầy Giác Nha.
Cái gì nó có chuyên vô đó, phải không ạ? Ví dụ quý vị vô khám mắt, mình nghe là chuyên khoa mắt là mình vô đó, phải không ạ? Tổng hợp sao mà vô được? À, chuyên khoa là nó sẽ có kết quả, được chưa? Thầy riêng cái ngày Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất là thầy nói cho quý vị nghe. Vì sao Đức Phật kêu ngài trí tuệ đệ nhất vào? Vì phải dùng trí tuệ mới hiểu được bộ kinh này. Muốn có trí tuệ hồi nãy giờ thầy giảng đó là phải gì quý vị? Là phải đạt được nhất tâm niệm Phật. Không nhất tâm niệm Phật cũng phải thành tâm niệm Phật. Và lão lão là già dặn chân chân thật thật niệm Phật thì mình mới hiểu được bộ kinh này. Nhớ không? À, thưa quý vị, riêng ngài Mục Kiền Liên được gọi là tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Xá Lợi Phất, và có nhiều người gọi là Bồ Tát Mục Kiền Liên. Bởi vì ngài Mục Kiền Liên này đặc biệt có hiếu với cha mẹ, có hiếu với cha mẹ. Và trước khi có hiếu là nhiều đời nhiều kiếp đã bất hiếu đó. Vì vậy cho nên thành ra rằm tháng 7 là ngày Vu Lan báo hiếu, là từ nơi ngài Mục Kiền Liên thấy mẹ đã đọa xuống địa ngục làm quỷ đói. Khi ngài thấy rồi, ngài mang bát cơm xuống, ngài đưa cho mẹ ăn, mà mẹ tham quá và che lại không muốn cho người ăn. Chính nơi cái tâm này nó thành cơm, nó thành lửa, nó bốc cháy. Than ôi cơm quá than. Vì vậy cho nên ngài mới về bạch với Đức Phật. Đức Phật nói sau 3 tháng ăn cơ kiết hạ, chư tăng ở các nơi tụ họp họp về thì nên phát tâm cúng dường để mà hồi hướng công đức cho mẹ ngươi. Dầu cho ngươi có thần thông nhưng cũng không thể nào cứu được, chỉ nhờ chư tăng tu trong 3 tháng ăn cơ kiết hạ thì mới dùng công đức này cứu mẹ ngươi được. Thì ngài Mục Kiền Liên để rằm tháng 7 á, mới mời thỉnh các vị tăng ở các chú xứ ở các nơi xa xôi tu nơi hẻo lánh về lại nơi tại nơi một cái trú xứ để cúng dường. Thì cái rằm tháng 7 là ngày để siêu độ vong nhân, cho nên ngày rằm tháng 7 ở đây là tổ chức ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch, nó do ngày chủ nhật. Thầy sẽ phát 1000 tượng Phật để hồi hướng công đức cho tất cả các vị hương linh và cúng dường trai tăng tại nơi này. Và bữa đó cũng có vợ chồng Châu Thanh lên có những bài mẹ. Trời, hôm bữa thầy đó nghe thấy là phấn khởi đâu không? Hôm bữa có anh Trí ở bên Mỹ, anh nói thưa thầy, 7 năm về trước con nghe Châu Thanh hát một cái bài về mẹ mà con phải nói con mê, mà con nghe con mê, mà nó nghe mà nó sung sướng muốn rụng rúng. Anh Trí anh nói mắc cười. Thầy kêu Châu Thanh bữa đó phải hát ca cái bài đó thầy. Mà quý vị biết là thầy hồi nhỏ là coi như là tân nhạc, tức là hát nhạc mà trẻ, bây giờ là hát nhạc thầy không có thích. Thầy thích cái thời mà gọi rằng là quê hồi xưa, cái thời mà tân cổ, cổ nhạc đồ mà giọng cổ cải lương đồ hồi xưa thầy thích. Mà giờ thầy thấy cái giọng cổ đó nó hát mà có, nó dài đó. Bài hát thường là có 3 phút, giọng cổ có thể 9 phút, 10 phút, 15 phút. Quý vị thấy cái bài mà niệm Phật vãng sanh vừa rồi không quý vị? Quý vị về coi cái đĩa này là nó tuyệt. Thầy lồng ghép, thầy làm, trời nghe nó mê luôn. Châu Thanh ở bên ngoài không đẹp bằng trong đĩa, đặc biệt. Thầy kêu Châu Thanh hát cho thầy nghe cái bài mà rằm tháng 7 để thầy duyệt, thầy làm cái ngày mùng 10 coi. Thuộc liền. Trời ơi, anh ca mà nghe nó mê. Anh hát ở dưới đó mà anh chảy nước mắt nữa chứ. Nhỏ cái này hay thiệt. Thì tối mùng 9 á, tháng 7 là thầy sẽ cho hai vợ chồng lên nói về cái sự màu nhiệm của mẹ chồng, mẹ vợ. Mẹ vợ của Châu Thanh lúc trước là giống như bà chằn dữ lắm, mà bây giờ anh lại Phật anh cầu nguyện, bây giờ bà đỡ rồi, bà chuyển ra. Rồi Châu Thanh hát bài, rồi Ngọc Huyền Châu là vợ hát bài, rồi hai người hát chung một bài, là ban đêm đó là 3 bài. Mà 3 bài là thầy tuyển thiệt hay, mà mỗi lần anh cất lên là anh chảy nước mắt, lại dưới này phải chảy nước mắt hết. Mà anh kêu là đợt này là anh mở lên là nhạc anh hát là tuyệt. Thầy đang chuẩn bị sắp xếp cái ngày mùng 10 tháng 7. Và sáng ngày mùng 10 tháng 7 là cúng dường mà gọi là dân y ca sa đó nha. Dân y ca sa nó là tức là cúng dường y cho các chư tăng ni á, là anh hát cái bài dân y thôi cho hay lắm.
Cho nên ngày mùng 10 tháng 7 là thầy chuẩn bị để mà lo cái ngày để Phật tử về để mà nhận tượng Phật và làm lễ ngày một kiền liên, và bữa đó là chúng ta sẽ làm lễ Vu Lan. Cho nên cái ngày Vu Lan đó là từ nơi ngày một kiền liên mà lại có được cái ngày lễ báo hiếu, không ạ? Và ngài là thần thông đệ nhất mà cũng không dùng. Đến lúc việc xảy ra mới ôm chân Phật cũng có hiệu quả. Cư sĩ Trần Phi Lâm, công chức hãng đường Đài Đông, là một vị Phật tử thuần thành. Nhưng vợ của ông ta lúc đầu chống đối kịch liệt, ông chồng tin Phật, niệm Phật. Tuy nhiên, Trần cư sĩ cũng không thối tâm chút nào, vẫn cứ tinh tấn. Và một mặt với tâm từ bi, cố sức khuyên vợ rằng: chúng ta có miệng phải nên niệm Phật A-di-đà, tức là cái vốn cho sau này được vãng sanh Tây Phương. Nhưng trước khi chưa được sanh Tây Phương, cũng có thể gặp dữ hóa lành, tiêu tai giải nạn. Đối với bản thân, có sự lợi ích không gì bằng. Bà Trần được ông chồng hàng ngày cảm hóa như thế, lại cứ như đàn khảy tai trâu, hoàn toàn chẳng nghe. Tuy thế, bà Trần này lại là một bà chủ giỏi khéo coi sóc việc nhà, vừa cần cù vừa tiết kiệm. Có lúc còn lên núi kiếm củi, gánh một gánh củi lớn xuống núi, rồi ngồi một chiếc xe lửa nhỏ cuối cùng về nhà. Nhưng có một lần, bà Trần gánh củi xuống núi, không ngờ mặt trời đã lặn, chiếc xe cuối cùng đã chạy rồi. Chiếc xe lửa nhỏ trên núi là xe kéo mía, không phải là xe chuyên chở khách. Cho nên sau khi chuyến xe cuối cùng chạy đi rồi, thì ai tự về nhà nấy, không có ai ở lại trạm xe cả. Trời đã tối, bà Trần trên vai gánh một gánh củi lớn, tự mình khích lệ sức mạnh, quyết định đi bộ về nhà. Một thân một mình thuận theo con đường sắt, đi giữa đường ray tiến thẳng về phía trước. Lúc đi được nửa đường, đột nhiên thấy giữa đường ray phía trước một bóng đen của một đại hán đang đứng. Lúc ấy, bà Trần càng đi thì càng gần, nhìn càng rõ, toàn thân lông tóc dựng đứng, sợ đến nỗi quăng gánh củi trên vai, do vì bà đã hết sức gánh tiếp. Bà Trần đang lúc đêm đen có một mình nhìn thấy bóng đen kia. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên nhớ lại việc mấy năm trời được chồng khuôn tập cho một câu chú vương từ nào không chịu đón nhận, nhất là không hề muốn niệm. Đang lúc vô cùng nguy cấp này, việc đến mới ôm chân Phật, bà đứng ngay nơi đó không kềm được chắp tay lại, to tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được vài phút, cái bóng đen của đại hán đó dường như đã có cái dạng bước sang một bên rồi, và dần dần mất tiêu luôn. Bà Trần nhìn thấy thật rõ ràng, liền vội vã đi nhanh lên, cả đến gánh củi cũng không màng đến. Trên đường chạy về nhà của bà Trần, trong miệng vẫn không ngớt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng đi được một hồi, bỗng nhiên đôi chân không thể đi được nữa. Lúc đó trong bụng bà Trần cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao mà đôi chân... Cho nên thầy thấy dạo gần lại đây, thầy siêng niệm Phật hơn. Đi trên xe thầy cũng cầm chuỗi A Di Đà Phật, hoặc giả hít vô A Di, thở ra Đà Phật, luôn luôn câu A Di Đà Phật bên cạnh thầy. Và câu A Di Đà Phật là mạch máu, là sự sống, là đôi mắt, nếu không có mắt nhìn là không thấy đường để đi. Và nhờ câu A Di Đà Phật, nó tiêu đi những cái nghiệp tiền khiên túc trái nhiều đời nhiều kiếp, giữa vợ với chồng, giữa con với cha, giữa con với mẹ, giữa ông bà với con cái, với cháu chắc. Nhờ cái công đức niệm Phật mà nó bào mòn, nó tiêu những cái nghiệp tiền khiên túc trái, và nó phát triển ra trí tuệ. Vì A là Vô Di Đà, là lượng, Phật là giác, giác tức là trí tuệ. Niệm cái vô lượng giác này lâu ngày, phát sanh ra trí tuệ. Phát sanh như thế nào? Câu A Di Đà Phật có công năng tiêu cái nghiệp của quá khứ, gọi là niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, thuần thành tự tại chuyển phàm tâm. Ngài Ấn Quang nói,
trong tâm của mình nó có một cái A Lại Gia Thức. Từ nơi ngài Xá Lợi Phất chúng tôi mới phân tích ra cái trí tuệ. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất là tượng trưng cho trí tuệ. Thì hôm nay chúng ta cũng dùng cái trí tuệ để nghe cái bộ kinh này, để tụng cái bộ kinh này và hiểu cái bộ kinh này. Muốn đạt được cái trí tuệ, cái trí tuệ đầu tiên đó là đại viên cảnh trí. Chỗ này hơi sâu chút nha. Ai có học di thức hiểu chỗ này. Và các vị mà lớn tuổi mà ít có học, bây giờ cũng cố gắng ngồi lắng nghe nha. Hôm nay thầy nói hơi sâu một chút, hơi cao một chút, nói chậm một chút. Vì vậy quý vị hãy ngồi lắng lòng nghe cho kỹ. Nhất là trời đang mưa râm râm bên ngoài mà thôi nghe pháp là tuyệt nhất ha. Cho nó mưa râm râm bên ngoài mà ngồi niệm Phật dễ ngủ gục lắm, mát mát đó mà. Vì vậy giờ thầy giảng thì hãy ngồi lắng nghe cho kỹ nha. Bởi vì cái phẩm đầu tiên là pháp hội thánh chúng, ngài đương cơ đầu tiên là ngài Xá Lợi Phất, đến Mục Kiền Liên, đến ngài A Nan. Còn các hàng Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì hôm nay thầy nói đến những vị đệ tử Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan. Rồi nói đến các vị Bồ Tát và Đại Trí Văn Thù, Đại Hạnh Phổ Hiền, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì đó là những vị đương cơ trong cái phẩm đầu tiên gọi là pháp hội thánh chúng. Hồi nãy giờ thầy giảng vẫn nằm trong bộ kinh Vô Lượng Thọ, và phẩm thứ nhất là pháp hội thánh chúng nha quý vị nha, chứ không có đi lòng vòng bên ngoài ạ. Hãy lắng nghe nha. Thì thưa quý vị, cái trí tuệ để mà mình đạt được á, thì cái công năng để mà nó khai thác đó là cái danh hiệu Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật. Vì nó có công năng, nó tiêu những nghiệp của quá khứ, mà ngài Ấn Quang nói là niệm Phật phương năng. Phương năng là có khả năng tiêu túc nghiệp, tức là tiêu những cái nghiệp của quá khứ. Tiêu như thế nào? Trong cái A Lại Gia Thức của mình nó có những nghiệp thiện và nghiệp ác, mà trong kinh Di Thức gọi á, Di Thức học gọi á, là hắc nghiệp và bạch nghiệp. Hắc là đen, bạch là trắng. Hắc nghiệp là những nghiệp xấu, tham sân si ganh tị. Và bạch nghiệp là nghiệp thiện, từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha. Thì như vậy cái câu A Di Đà Phật này nó có công năng, nó tiêu những cái hắc nghiệp, nó phát triển những cái bạch nghiệp, nó tiêu những cái ác nghiệp, nó phát triển những cái nghiệp lành. Cho nên những người niệm Phật lâu ngày không lạ gì, không lạ gì tánh tình người ta mỗi ngày mỗi hiền hòa, hoan hỷ, khoan dung, rộng lượng và tha thứ. Tuy nhiên có một số những người lúc trước không biết niệm Phật, đến bây giờ niệm Phật mà tánh tình của họ vẫn còn hung hăng, ganh tị. Và gì? Có những sự đố kỵ là vì cái công năng và công phu của họ chưa đắc lực. Đắc lực là sao? Đắc lực là công phu là mỗi buổi sáng họ đều thức dậy 2 giờ mấy, 3 giờ, 3 giờ mấy, 4 giờ, họ công phu đều không bỏ. Bữa nào mà bỏ công phu họ thấy nó khó chịu, nó thiếu thốn. Và khi trong người họ có những cái tâm tham lam, giận hờn, ganh tị, đố kỵ nổi lên là trong người họ nó thấy nó khó chịu, thì người này á, là đã đạt được công phu đắc lực. Lúc đó họ quay lại giữ câu A Di Đà Phật liền, niệm câu A Di Đà Phật thì nó chuyển những cái tâm tánh đó đi, thì công phu gọi là đắc lực. Nhớ chỗ này nghe. Còn nếu người đó mà niệm Phật thấy Phật, thấy nhiều ánh sáng hào quang, có nhiều cái cảm ứng mà trong tâm của họ không chuyển hóa được tham sân si đố kỵ, có những cái tâm mà tham lam, giận hờn, si mê, đố kỵ, thì công phu người này chưa đắc lực. Nhớ chỗ này. Hòa thượng Tịnh Không nhắc chỗ này kỹ lắm đó nha. Vì vậy công phu muốn đắc lực thì mình gì? Mình phải thường xuyên ngày nào cũng công phu. Mà muốn công phu này đắc lực thì người này không xen tạp một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà tụng,
Nếu họ tụng Pháp Hoa là chuyên tụng Pháp Hoa, nếu họ trì chú Đại Bi là chuyên trì chú Đại Bi, nếu họ niệm A Di Đà Phật là chuyên niệm A Di Đà Phật, thì quý vị sẽ đạt được gọi là đắc lực, được một cái năng lực. Lực đó là tự lực và tha lực. Trong pháp môn tịnh độ gọi là nhị lực. Nhị là hai, tự lực mình và tha lực của Phật. Và nó chuyển lần từ cái A Lại Gia thức này trở thành bạch tịnh thức. Bạch tịnh thức còn một tên gọi nữa, gọi là đại viên cảnh trí. Chỗ này hơi sâu nghe. Từ một câu A Di Đà Phật này, niệm lâu ngày, nó tiêu những cái hắc nghiệp, phát triển bạch nghiệp, và nó tiêu cho đến khi mình đạt được gọi là bạch tỉnh thức, hay gọi là đại viên cảnh trí. Là cái trí này nó có công năng soi hết tất cả vạn vật nhưng không dính mắc. Ngay chỗ này nha, hồi trước thầy học di thức mấy thầy giới thiệu, và ví dụ nè, cái gương khi vạn vật đến nó soi rất rõ ràng, từng nét từng ly không có thiếu sót. Nhưng khi vạn vật không còn trước mặt cái gương nữa, thì vật ở trong cái gương không còn nữa. Nghĩa là vật đến thì nó soi, vật đi nó không lưu ảnh trời. Cái bạch tỉnh thức cũng vậy, cái đại viên của cảnh trí này cũng vậy. Vạn vật người ta đến, mọi sự việc nó đến với mình, mình giải quyết xong rồi nó ra đi, mình không để nó lưu lại trong tâm mình nữa. Đó. Thì các vị tu thiền, mọi sự việc đến rồi đi ảnh, nghĩa là con nhạn nó bay qua cái đầm nhưng mà nó không lưu ảnh lại. Các vị thiền sư hồi xưa hay nói như vậy, nghĩa là ngài trở về lại được cái chân tâm thường trụ của ngài. Nhưng riêng đối với mình mà trở về với chân tâm thường trụ khó lắm. Mà mình trở về với cái gì? Trở về lại với câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là cái bản giác. Mình trở về lại cái câu A Di Đà Phật thì nó dễ hơn là trở về với chân tâm. Hôm nay thầy giảng hơi cao chút xíu, những vị có học di thức cũng như có nghiên cứu Phật pháp lắng nghe nha. Rồi thầy sẽ phân tích giảng giải kỹ càng để mỗi tầng lớp nghe hiểu hết. Giảng đến chỗ này là có nhiều chú bé nhỏ nhỏ có thể không hiểu nổi. Nó hơi sâu một chút ha. Cái đại viên cảnh trí này giống như một cái gương, vạn vật tới nó soi rồi nó không lưu ảnh. Ví dụ như cái tâm của mình, người ta chửi mình nghe ồ vậy hả, rồi người ta đi rồi, mình không lưu lại cái câu chửi trong tâm, vẫn giữ lại được cái bản tánh bình an tĩnh lặng của tâm hồn. Đó là người ta tu thiền. Còn mình trở về lại với cái câu A Di Đà Phật, người ta chửi mình tai này nó lọt qua tai kia không có dính. Mình trở lại được cái câu A Di Đà Phật, trở lại được cái bản tánh thản bình lặng, thanh thản, an nhiên, tĩnh lặng, tịch chiếu của mình, đó là người trở về lại được với thể tánh thanh tịnh của mình. Đó là sống lại được với cái đại viên cảnh trí. Nhớ không? Khó lắm, không phải dễ đâu. Có nhiều Phật tử người ta nói thưa thầy, hôm trước con đi lên chùa thầy, con mới đi về, cái bà ở bên đó thầy, bà mất một con gà, mà không biết làm sao bà nói con á, bà nói con á, cái con mẹ đó đó đi chùa á, chủ nhật nào cũng đi á, vậy mà về nhà rồi bắt trộm con gà của tôi ăn, nhổ lông ra còn để cái gốc đó đó. Trời, con nói thầy bữa đó mà con không ăn chay con qua con cho bà mấy tát liền. Thì người này niệm Phật chưa đắc lực, tuy rằng chưa hành động nhưng cái tâm của mình vẫn còn chấp vào cái lời nói của họ. Thì người này chưa sống được với cái tâm gọi là đại viên cảnh trí, chưa trở về được với cái câu A Di Đà Phật. Mà nói con như vậy mà nói bắt gà ăn mà còn để một đống lông đó nữa, nghĩa là mình chấp vào lời nói của người ta, không à? Và nếu người ta nói không có, nó có dính dáng gì đến mình đâu? Khó nghe quý vị nghe. Cho nên cái người niệm Phật có đắc lực, người ta dùng cái trí tuệ, người ta quán sát,
Và người ta dùng cái định lực đó là người ta niệm danh hiệu A Di Đà Phật, thì người ta trở về lại với cái tâm bản nhiên thanh tịnh, gọi là đại viên cảnh trí. Và chuyển cái đa lạ gia thức này trở thành đại viên cảnh trí, chuyển cái mạt na thức trở thành bình đẳng tánh trí. Cái mạt na thức nghe, tối quý vị nằm mơ là cái mạt na thức đó nó hoạt động. Ở đây có ai mơ không? Nhất là trước khi ngủ mà coi phim tình cảm mối tình tay ba đó, thì chắc chắn đêm đó sẽ mơ. Nếu một đêm không mơ mà coi hai đêm, đêm thứ ba là mơ liền. Mơ thấy làm sao? Mơ thấy mình giống như trong phim, là ông chồng mình bị người khác giật rồi. Vì sao vậy? Vì cái ý thức đó, nó coi cái màn ảnh đó, nó coi cái phim đó, nó chụp vào trong cái a lại gia thức, và những cái hình ảnh đó là chủng tử. Cái chủng tử này nó rơi rớt trong cái a lại gia thức, và cái a lại gia thức này nó chứa đựng giống như một cái bọc. Điều xấu nó cũng chứa vô, điều tốt nó cũng chứa vô, đậu đen nó cũng chứa vô, đậu trắng nó cũng chứa vô. Ví dụ cái bọc đó, nó chứa đậu đen, đậu trắng, nó chứa lộn xộn trong đó. Thì cái mặt na thức này ban đêm á, nó mới móc cái chủng tử đó lên. Nếu chủng tử nào mạnh, có năng lực thì nó trào ra trước, thì cái mặt na này á, nó gọi là truyền tống thức. Nó đứng canh cửa, khi tối ngủ say, chết giấc hoặc lên cõi trời vô tưởng, là cái ý thức mình hồi nãy giờ quý vị á, mà ngồi mà nghe thầy nói á, nó vắng mặt. Hồi nãy giờ thầy ngồi nói đây quý vị nghe á, là gọi là ý thức thứ sáu, nó phân biệt. Thầy Nhàn đang giảng cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này, phẩm thứ nhất là Pháp Hội Thánh Chúng nè, đang giảng đến cái đoạn gọi rằng là trí tuệ đệ nhất là Ngài Xá Lợi Phất. Giờ thầy Giác Nhàn đang phân tích trí tuệ là gì đây nè, làm sao đạt được trí tuệ đây nè. Đó, cái đó là cái ý thức phân biệt. Nó đem cái chủng tử này vào trong A Lại Gia, nó chứa đó. Rồi tối ngủ nó móc ra. Nếu hàng ngày mình tha thiết mình lạy Phật, thì cái mạt na thức này gọi là truyền tống thức. Nó truyền và nó tống cái tâm thức mình thấy được Phật. Bởi vì mình huân tập Phật, chủng tử tốt, thì nó sẽ gì? Nó sẽ, cái chủng tử tốt đó mới và có sức mạnh, nó sẽ gì? Khởi lại, nó khởi dậy. Và có những cái chủng tử mà kiếp này mình không có giết người, nhưng mà kiếp trước mình có giết người, cho nên thành ra cái chủng tử này nó đầy đủ cái nhân duyên thời tiết, gọi là dị thời như thục, dị loại như thục, biến dị như thục, tức là nó chín mùi rồi, bắt đầu nó khởi dậy. Thì khi nó khởi dậy là trong giấc mơ mình thấy trước, rồi sau khi trong giấc mơ rồi, cái nghiệp này nó chín mùi, bắt đầu mình phải trả cái nghiệp đó. Đó, phải nhớ cái chỗ này. Thì trong giấc mơ đó là cái mạt na thức, nó đem cái chủng tử ở trong a lại gia thức ra, và thấy núi non cuộc sống, đó là từ trong tâm thức mình biến hiện ra. Thì lại nói với quý vị là cái mạt na thức này nó chuyển thành bình đẳng tánh trí. Nếu người niệm Phật lâu ngày mà chưa có tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng nghĩa là gì? Là cái tâm không còn phân biệt chấp trước. Lúc trước ở trong nhà mình thương đứa này, không thương đứa kia. Bởi vì cái đứa này nó nghe lời mình cho nó tiền nhiều hơn. Còn đứa kia nó không nghe lời mình, nó ngỗ nghịch, không cho nó nhiều tiền. Hầu như là ghét nó nói cái gì ra mình cũng không ưa, nó nói đúng mình cũng cho là sai. Còn cái đứa mà mình thương nó nói sai mình cũng cho là đúng. Hình như trong nhà cũng có nha. Thấy cười cười là biết rồi nha. Thì như vậy cái tâm của mình nó không bình đẳng. Ông nội với bà nội, thấy bà nội mình thấy niệm Phật dễ thương quá, bà nội của mình biết nghe lời, nói sao bà nghe vậy bà im mà chỉ có niệm Phật. Còn ông nội cái mời miệng ông cái chét chét suốt ngày, ghét không cho tiền. Hiểu hiểu cái tâm bình đẳng này không? Cái tâm đó là cái tâm không bình đẳng, phân biệt chấp trước. Bây giờ làm sao để bình đẳng? Mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà lâu ngày, mình phải thương cái người mà mình lúc trước ghét, bởi vì họ đang tạo nghiệp. Bây giờ mình bằng cách nào chỉ cho họ niệm Phật, bằng cách nào để cho họ biết tu hành?
Đó, bắt đầu tâm bình đẳng xuất hiện. Chứ không phải mình thấy họ mình không ưa, bây giờ mình dến chân đạp nữa loạn hốt. Không phải vậy nữa. Mà bây giờ làm sao? Bây giờ mình thể hiện cái tâm từ bi thương họ, bởi vì họ không biết tu. Đây là oan gia trái chủ đang chọc ghẹo mình nè, đang làm cho mình bực nè, đang làm cho mình mất của nè, đang làm cho mình buồn phiền nè. Thì bây giờ mình dùng cái tâm từ để hóa giải. Quý vị có nghe trong kinh Phật dạy là dùng đức từ để tu thân không? Dùng đức từ để tu thân, dùng đức từ để tu khẩu, dùng đức từ để tu ý. Từ cái lòng từ là ban vui, bi là cứu khổ cho họ. Vậy mình làm sao để cái tâm mình nó được bình đẳng? Thầy nói chân thành với quý vị, những cụ ở trong chùa của thầy khi mà đau bệnh, cũng như ăn uống, cũng như sinh hoạt, thầy đều lo lắng như nhau. Chuẩn bị ngày lễ đến đây, những cụ mà trên 75 tuổi á, thầy cũng chuẩn bị những phần quà. Và các cụ ở đây á, thầy may một người 1-2 bộ đồ, các chú cũng 1-2 bộ đồ. Mà các chú hôm nay gần 100 vị rồi. Quý vị biết bao nhiêu mét giải không? 1000 mét. Ở nhà quý vị lo có 4 người mà sặc sừ rồi phải không? 4-5 đứa lo thôi mà quý vị lo là sặc sừ rồi phải không? Bữa nay hôm nay là 260 vị rồi. Tổng cộng các chú các cụ chuẩn bị tăng thêm nữa đó. Còn đi đi về về là một ngày hơn 300 người. Một ngày phải nấu 1000 suất ăn. Hôm nay cái bếp nó chật rồi, phải lên làm thêm bếp mới nữa. Vậy mà vẫn không thiếu. Thầy thấy lúc nào cũng đầy đủ, không phải thấy thiếu thốn. Cho nên quý vị về đây tu hành, tu tập ngày chủ nhật, có khi nào thầy kêu thầy thiếu gạo rồi cầm tiền lấy cái giỏ xuống để xin quý vị không? Thầy tin chắc rằng công đức niệm Phật của quý vị hàng tuần chủ nhật này nó sẽ dung hòa, và thiếu cái gì nó đắp vô chỗ đó. Tin công đức niệm Phật không? Thiếu gạo nó đắp vô gạo, thiếu kinh nó đắp vô kinh, thiếu tiền nó đắp vô tiền, thiếu Phật nó đắp vô Phật. Mới thỉnh đây 1000 tư Phật 350 triệu người ta cúng đủ rồi, thiếu gì đắp vô đó. Công đức niệm Phật bất khả tư nghì, thâm tính A-di-đà Phật là giai sung mãn, là tin sâu vào Đức Phật A-di-đà là được điều đầy đủ hết. Tin đi quý vị. Dĩ nhiên có nhiều người trong này vẫn chưa tin, về nhà công phu niệm Phật mà vẫn còn phân tán, vẫn còn phân biệt, vẫn còn lo âu, vẫn chưa tin vào câu A-di-đà Phật. Tối phải tính toán lo lắng, sáng nó mệt quá không có thể công phu được, rồi á không đạt được công phu. Quý vị thấy ở nơi nào mà đều đặn một ngày hơn 300 người mà lo lắng ăn uống, mà không phải vận động sinh sỏ, để tự coi thử công đức niệm Phật ở đến đâu, để tự coi thử cái công phu của đại chúng như thế nào, vậy mà đầy đủ quý vị. Đó. Quý vị thấy một cái gia đình nào mà lo trên 300 người không? 260 người đăng ký mà gọi là dài hạn. Bây giờ tiếp tục lên, chủ nhật nào cũng nhận mấy bà cụ ở trên. Cho nên chỗ thầy là chiêu sinh mấy cụ già mà. Đúng không ạ? Nhưng mà nuôi các cụ già nó có một cái hay nữa là mau giảng sanh đỡ tốn gạo. Nuôi mấy đứa nhỏ nó lâu, trời ơi. Cái chú này mà bây giờ nuôi đến khi 50-60 tuổi ông ra đi, biết khi nào tốn biết bao nhiêu gạo. Thôi mấy chú nhỏ có cái chùa, nuôi mấy chú nhỏ xuống đó ở. Cho nên cái chùa của thầy mà mấy chú nhỏ đến mà thầy ngồi, thầy chăn, thầy dạy, thầy không có thời gian. Vì vậy cái mấy thầy nào mà phát tâm nuôi các vị nhỏ đó, mình đưa xuống dưới đó. Không phải là thầy phân biệt chấp trước trẻ và già, mà cái lứa tuổi và cái chỗ để mà thầy chọn vào trong này là bình đẳng như nhau, là các vị các tuổi già. Vừa rồi có cái cô đó hình như cô già hát hay sao, mới có 45 tuổi mà tưởng 55, trời già hát. Hỏi cô bao nhiêu tuổi, cô kêu con 45. Thầy kêu 50 mới có tiêu chuẩn ở trong này, mà sao thấy cô già quá, thôi thôi cho cô ở, cô vô cô lo cho mấy bà già dùm. Mà nói con khổ lắm thầy biết không, từ nhỏ đến giờ mới sanh ra cha mẹ mất sớm, con đi bán vé số, con đi làm mướn, đến bây giờ con khổ lắm, con đi lang thang như kẻ cùng tử,
hôm nay con về chùa thầy á, con nhận Đức Phật A Di Đà là cha rồi, cha lành rồi, là có kho báu A Di Đà Phật xài hoài không hết, giờ con không làm gì mà con cũng không thiếu ăn, không thiếu mặc. Lúc ngáp ngáp thầy đưa vô phòng vãng sanh nữa, con chịu lắm rồi đó, con chịu lắm rồi đó. Ha. Ha. Như vậy cái tâm bình đẳng ở đây là gì quý vị biết không? Cái tâm bình đẳng ở đây là mình đối xử với tất cả mọi người giống nhau đó. Và thương yêu giống nhau đó. Vì vậy cho nên thành ra muốn đạt được cái tâm bình đẳng này thì nhất tâm niệm Phật, thành tâm niệm Phật thì cái tâm này bình đẳng. Quý vị biết cái cô Diệu Âm Huệ Ngọc bên Oregon, gia đình mà cúng cái bộ tượng 1 tỷ 2 này nè, cái tượng mà quý vị đang nhìn lên thấy nè, gia đình của các vị đó phát tâm cúng dường cái bộ tượng này. Hôm trước Giác Nhàn qua giảng bên Mỹ bên đó, người con đó tên là Như Thủy á, thấy một cái anh Phật tử, anh phát tâm anh cúng dường, nhưng mà anh không đủ tiền gọi là mua Phật trả góp. Hồi trước giờ có nghe ai là trả góp Phật chưa? À, trả góp xe có, trả góp nhà có, trả góp đồ vật có, cái này trả góp Phật. Anh này rất là nghèo, làm bên Mỹ nhưng mà bill á, tức là hóa đơn về nhiều quá, cho nên thành ra phải 2 năm, gần 2 năm mới đủ tiền trả cái bộ tượng 1 tỷ 2. Và dám nói với cái cô Phật tử là có mang Phật từ bên Đài Loan mang về, cô đó là cổ ở bên Arizona, thì nói với cổ thôi bây giờ cô ra tiền trước đi, rồi từ từ tôi trả góp cho cô. Thì cô này cổ mới lần đầu cổ đồng ý. Sau đó rồi cuối cùng hình như có người thỉnh cái bộ tượng này sao, cổ đổi ý lại, cổ nói à, tôi không có tiền để trả góp cho anh được, rồi thôi nếu mà có tiền đưa liền đi, chứ còn không người khác lấy. Anh buồn quá mà anh đã lỡ hứa với thầy cái bộ tượng này rồi, thì anh buồn quá rồi, xong anh gọi cho anh Thành, anh Phật tử đi chung với nhau. Bây giờ cô đó không cho trả góp nữa, bây giờ biết làm sao. Mà anh này cũng có một cái đặc biệt là lúc trước anh có vợ, mà vợ mất. Trước khi vợ mất, vợ nói, vợ của anh đó nói rằng: anh ơi, em có một điều ân huệ nói với anh, là khi anh, khi em mất, anh đừng có tái bản. Biết tái bản không? Nghe tái bản biết là cười rồi. Tức là đừng gặp thêm một cô gái nữa. Nếu anh hứa với em là em nhắm mắt em ra đi, nhưng trong 49 ngày em đợi anh. Hoặc là nếu anh mà thực sự để lo nuôi đứa con á, đứa con nó đẹp trai, thì em sẽ đầu thai em ra đi. Còn nếu mà anh bước thêm một bước nữa quen người khác là em sẽ ở trong này quậy anh. Anh này anh hứa, và anh nghĩ chắc người chết là mất đó mà, đâu thấy nữa đâu. Thì cuối cùng anh tái bản, gặp thêm cô khác. Thì gặp cô khác về là cái nó lục đục hoài, ôi cha, cứ kinh cãi hoài. Tôi nghĩ là cô này là nghịch ý, anh này nói gì cổ không không bằng lòng. Và đặc biệt là anh này ảnh biết nhưng mà không buông được. Mà hình như cô này, cái cô mà vợ lớn đó, nó khiến cho cái cô này phải nghịch ý lại, phải lộn xộn, phải kình cãi. Mà cái lúc thầy đến nhà là ảnh nấu uống rượu rất ngon mà cô này bỏ đi mất. Khiến là không thích thầy, không thích thầy. Ảnh thì thích thầy, thích Phật. Còn cổ không thích thầy, không thích Phật. Thế trời kéo cả ngỗng vậy. Thì cuối cùng thầy đến thì ảnh cũng tâm sự đồ này nọ. Xong đó thì cuối cùng phát bồ đề tâm, cúng Phật để hồi hướng cho cô. Làm bao nhiêu công đức mà không quá giải được, bởi vì mình không làm đúng với cái ý của người ta, mình hứa hẹn với người ta. Cho nên hứa với người sống coi chừng người ta bỏ qua, cho hứa người chết là coi chừng đó nha. Vì vậy thầy bày quý vị về cũng nói ông chồng vậy mà. Nhưng mà hù thôi, em theo anh nhưng đừng có theo, chỉ mất công thôi, dễ sanh cực lạc ra rồi không. Thì cuối cùng anh này anh rất là buồn, rất là khổ. Và anh lấy hồi hướng tượng nè, làm bao nhiêu công đức nè, hồi hướng cho cô ta, mà không có làm đúng với ý cô ta được, cho nên gia đình cứ lộn xộn.
Cho nên gia đình quý vị có lộn xộn thì quý vị xem lại trong gia đình phần dương phần âm và coi cái phước báu vân vân trong gia đình mình như thế nào. Tu hoài mà chưa có đắc lực, chưa có kết quả để chuyển thì mình xem lại thử như thế nào cho nó đúng, không ạ? À, thì cuối cùng cô Như Thủy này nghe như vậy xong cái cả gia đình nguyện rằng nếu bán được căn nhà là sẽ cúng bộ tượng. Thì khi nguyện như vậy xong thì bán được căn nhà và trả nợ cái căn nhà mình mới mua chưa hết vẫn còn nợ, mà lấy tiền mấy chục ngàn đô á, là 1.2 tỷ này á, để cúng cái bộ tượng. Tức là gia đình vẫn còn nợ mà vẫn cúng bộ tượng. Thì cái duyên cái bộ tượng của thầy ở đây á, là năm 2007 á, là thầy thấy các thầy chụp cái bộ hình cái tượng này á, ở bên Đài Loan về là thầy mơ ước thầy thích rồi. Đúng vào trong kinh nói là nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Mình nhớ cái bộ tượng này, niệm danh hiệu Phật và mơ ước đến ngày hôm nay cái bộ tượng này gì về lại. Mà khi bộ tượng này về lại rồi, cái chùa thầy tự nhiên nó đông lên, hình như là mọi người về nhìn thấy nó hoan hỷ. Mà khi thấy cái bộ tượng hoan hỷ thì cái người cúng đó người ta được công đức. Cứ mỗi ngày, rồi mỗi chủ nhật, mỗi tháng, mỗi năm, cái công đức của người cúng tượng nó cứ tăng lần lên. Cho nên mới nói là 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật. Người ta về người ta lạy cái bộ tượng mình cúng, người ta lạy cái bộ tượng của mình phát tâm á, cái công đức đó của mình ngày một phát triển, một tăng lên. Cho nên thầy rất thích ấn tống tượng Phật. Nhưng mà đặc biệt Phật tử ở chùa thầy rất thích sinh tượng Phật. Chính vì ngày 10 tháng 7 thế nào cũng dành nhau nha. Cái bà đó, cái cô đó bữa cô đòi đánh tha sáng tay cái cô kia luôn nha. Bà làm gì mà bà đứng đây mà bà dành lâu, tôi có phiếu mà sao tôi chưa lấy nè. Dành Phật quýnh lộn nhau chết. À, cho nên đợt này thầy cho Phật thầy làm sao cho bình đẳng để cho nha. Đó. Thì như vậy cái tâm bình đẳng của mình hôm nay mình làm sao về mình xem lại gia đình của mình và đối xử mọi người không có còn phân biệt chấp trước thân và thù. Nếu thân thì mình lúc ra đi nó thương yêu, nó quyến luyến. Nếu mà thù thì lúc đó mình ghét, mình cũng không vãng sanh được. Cho nên thương quá cũng không vãng sanh, mà ghét quá cũng không vãng sanh. Mà tâm người này làm sao vãng sanh? Bình đẳng. Tâm người này phải gì? Phải trung đạo bình đẳng. Nhớ không? Và cái trí mà gọi là ý thức thứ 6 nó chuyển thành gọi là diệu quan sát trí. Đó là cái trí nó quan sát cái người niệm Phật nha. Nghe 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 chỗ này nha, chỗ này nhìn lên nha, nhìn lên màn ảnh nhỏ nè. Cái người niệm Phật lâu ngày nhìn cặp mắt của người ta nó long lanh, nó tinh, gọi là nó tinh khiết. Không ạ? À, ở ngoài đời người ta gọi là tinh xảo. Tinh nhưng mà xảo quyệt. Còn có người này gọi là tinh anh. Anh tức là tinh anh, tức là người ta có một cái sự tinh anh đó mà. Người nhạy bén, người ta nhìn qua mình, người ta biết mình là biết địa chỉ mình liền. Không à, biết mình nói cái trò gì liền. Có nhiều người Phật tử vô nói thầy, con đang chuẩn bị làm cái công ty lớn đó, thầy Hùng với con làm cái công ty đó đi thầy. Từ từ vài bữa lời nhiều lắm, thầy tha hồ làm Phật sự. Thầy kêu rồi, đừng có lừa, nói trong bụng, không nói, nói ra ngoài. Nói ra ngoài sợ quýnh phù mỏ mà. Thôi đừng có lừa nữa à. Phật sự của tôi có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm. Đừng có lừa. Không à. Nhiều người thấy pháp hội mình đông á, nghĩ thầy có điều kiện in kinh một lần á, mấy chục triệu mấy trăm triệu, họ vô kêu kết hợp với họ làm công ty chắc ăn lắm. Tiền ra khỏi túi mình là xong. Đừng có dạy nha quý vị. À, vì vậy cho nên thành ra cặp mắt của mình tinh anh. Tinh anh từ cái trí diệu quan sát trí đó, mà cái diệu quan sát trí đó cũng từ nơi câu A Di Đà Phật để nó có một cái diệu quan sát trí. Cho nên câu A Di Đà Phật tiêu đi nghiệp xấu, phát triển nghiệp lành và có một cái sự sáng suốt quán xét một cách tường tận, tinh túy, tinh tế, tinh anh. Không phải dễ ai cũng muốn là có đâu à. Quý vị muốn có cái tinh anh, quý vị muốn có một cái trí sáng suốt, quý vị mà muốn có một cái khả năng mà giống như thầy mà nãy giờ ngồi nói thao thao bất tuyệt trên này, phải trả một cái giá là phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải lạy Phật, phải phóng sanh, phải ấn tống làm những điều phước thiện,
thì từ lúc đó nó kết tinh lại, có cái công đức mình ngồi mình nói người ta mới nghe nha, chứ không dễ gì người ta nghe, người ta ngủ ráo hết trơn. Đó mà. Cho nên nãy giờ thầy nói đây là dùng cái gì? Cái diệu quan sát trí. Dĩ nhiên mình chưa đạt được toàn phần của diệu quan sát trí, mà niệm Phật đạt được một phần là đắc được một phần diệu quan sát trí. Và diệu quan sát trí này toàn phần là đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, thấy chưa? Cho nên cái người niệm Phật người ta khôn lắm, nhìn cái mặt người ta sáng lắm, không có lừa người ta được đâu. Vì vậy người ta làm ăn ít thất bại, đúng không? Còn mình cứ ngu ngu ngơ ngơ tham tham, mình bỏ ra một mà lấy mười không có đâu, trời ơi. Phải không à? Phải mồ hôi nước mắt chứ. Cái gì nó cũng có giá cả, nó thị trường cũng giá cả thị trường đó mà. Thấy không à? Cho nên quý vị cứ càng niệm Phật thì nó càng tinh anh. Ngoài đời gọi là tinh xảo. Tinh mà còn xảo quyệt, còn mưu mô, còn tính toán. Thấy chưa? Như vậy hôm nay chúng ta thấy rằng mọi sự việc là chúng ta phải niệm Phật, thì từ cái A Lại Gia thức nó chuyển thành đại viên cảnh trí, mọi sự việc đến với mình rồi nó sẽ ra đi không chấp trước, không dính mắc. Và gì? Và tâm mình sẽ được bình đẳng nhất như, không bị gì? Không bị phân biệt chấp trước, không bị gọi là thương ghét hận thù với nhau. Thì từ nơi cái tâm bình đẳng tánh trí, và cái tâm của mình nó có tinh anh sáng suốt, là từ nơi cái diệu quan sát trí, cũng từ nơi câu A Di Đà Phật mà nó đạt thành, quý vị. Còn chuyển năm cái thức bên ngoài gọi là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, gọi là tiền ngũ thức, thành thành sở tác trí. Ai học di thức biết chỗ này. Từ câu A Di Đà Phật mà chuyển gì? Mà chuyển đạt được bốn cái trí này. Từ câu A Di Đà Phật chuyển cái A Lại Gia thức trở thành đại viên cảnh trí. Nhắc tới nhắc lui cho nhớ nha. Từ nơi câu A Di Đà Phật này chuyển cái phân biệt chấp trước của mạt na thức, hay gọi là truyền tống thức, thành cái bình đẳng tánh trí. Từ nơi câu A Di Đà Phật này thật thà, chân thật, lão thật mà niệm, thì nó chuyển cái ý thức thứ sáu là gọi là phân biệt á. Đó, nó trở thành cái gì? Diệu quan sát trí. Nó chuyển năm cái thức bên ngoài gọi là tiền ngũ thức, trở thành thành sở tác trí. Lúc trước thầy học di thức, thầy kêu bây giờ mà đạt được mà gọi là bát thức, mà chuyển thành tứ trí này là cả một vấn đề. Nhưng hôm nay mình có phương cách rồi quý vị, đó là niệm câu A Di Đà Phật, nó chuyển bát thức. Thức là phân biệt chấp trước, còn trí là không còn phân biệt chấp trước. Vì câu A Di Đà Phật không có phân biệt chấp trước, vì câu A Di Đà Phật là vô lượng giác. Mà niệm cái vô lượng giác, niệm cái không phân biệt chấp trước này lâu ngày, thì cái trí của mình nó sẽ được, nó sẽ được đạt được cái trí giác không phân biệt chấp trước. Nhớ chỗ này không? Nhớ trong kinh Lăng Nghiêm nói không? Nếu lấy sạn, lấy cát mà nấu mông thành cơm thì muôn đời muôn kiếp không thành cơm. Nếu lấy gạo nấu thì sẽ thành cơm. Cũng vậy, nếu lấy vạn đức hồng danh A Di Đà Phật là pháp môn vô lậu, là công đức vô lậu từ nơi nguyện lực của Phật A Di Đà, mà niệm lâu ngày sẽ thành cơm, sẽ thành chánh giác. Còn lấy cái pháp vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình mà mình tu tập, lấy cái tâm thức mà phân biệt chấp trước của mình tu tập, thì lâu ngày không sẽ thành tựu được đâu. Vì đó là lấy cát, lấy sạn nấu không thành cơm. Vì đó là vọng tưởng phân biệt chấp trước, mà để mà thành tựu trở về với cái vô lượng giác, cái trí giác này là khó lắm. Cái chỗ này hơi sâu, nhắc lại chút này. Đôi khi nói mà tự nhiên nó bất thần, nó chợt đến cái chỗ này, nó tuyệt chiêu lắm nha quý vị nha. Lắng nghe nha. Cái buồn ngủ không? Đặc biệt cái pháp hội của thầy từ 2007 đến bữa nay chỉ có một mình thầy giảng, rứa mà bỗng đông, hay thiệt. Những đạo tràng khác là nay thời mời thỉnh thầy này, mai thỉnh thầy kia. Nếu mà Phật tử gọi đến thưa thầy, bữa nay khó tu Phật thất, có thầy đó giảng không? Không có, một cái là không muốn đi rồi. Thì Phật tử hỏi vậy, một cái là mấy thầy biết ý, thầy chủ trì biết ý là phải mời thầy đó đến. Khó lắm nha. Khó mà gây dựng một cái đạo tràng này, một câu A Di Đà Phật, bốn chữ A Di Đà Phật, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một mình thầy giảng, mà bao nhiêu năm nay mà quy tụ bao nhiêu con người này về, cả một vấn đề ói máu con tim mới dẫn.
Mới đơn giản đâu. Cũng như là chùa Vô Ô ở thành phố Hồ Chí Minh á, cái trời ơi ni sư ơi sao lâu quá rồi không thấy thầy Nhàn về. Ni sư cứ gọi điện lên hoài, nói thầy ơi thầy về thầy giảng đi, Phật tử cứ hỏi thầy hoài, kêu để đợt sau với Nhàn xuống giảng, đợt sau gửi điện xuống. Đợt sau gửi điện xuống hỏi thầy đâu, cho thầy ở trong đĩa. Cái trời ơi thầy phải thực tế kìa, cái thầy trong đĩa người ta coi đĩa nhiều rồi. Thế kêu sao thầy xuống được, thầy nguyện năm này với sang năm phải cuối sang năm qua 19 tháng 9 á, vía Quan Âm 19 tháng 9 là Đại Tùng Lâm xong á, là bắt đầu thầy đi một chuyến Ấn Độ qua Tam Bộ Nhất Bái và đi các nước trên thế giới, đi các nơi giảng là phải qua sang năm, nghĩa là 212 với 213 là phải ở tại đây tu. À, cho nên thành ra cứ mỗi lần chùa cần cái thầy cứ chép cái đĩa của Châu Thanh nè, mà hôm trước tuần vừa rồi có thầy đó, thầy làm 20.000 đĩa, thầy cứ mang thầy gửi xuống, thầy hẹn bữa đó thầy xuống thầy đưa đĩa xuống. Cho nên thành ra quý Phật tử may mắn là được trực tiếp ngồi nghe thầy. Cho nên thành ra đây là cũng cái duyên, phải không ạ? Thầy không phải là mình quan trọng hóa vấn đề, nhưng mà hình như thầy có duyên giảng tịnh độ. Và những người có duyên với tịnh độ thì về tịnh thất Quan Âm là đúng chỗ tiền chiêu, phải không ạ? Đúng chỗ rồi. À. Bởi vì cái gì mà nó duyên là nó sẽ mau có kết quả và nó mau sẽ đạt thành. Một nghề cho chính còn hơn chính nghề, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, phải không ạ? Đó. Cho nên thành ra là thầy là chuyên. Nếu mà chuyên tu thiền đến gặp Hòa Thượng Thanh Từ, chuyên pháp hoa đến gặp Hòa Thượng Trí Quảng, chuyên mật tông xuống gặp các vị Hòa Thượng về mật tông như thầy Minh Châu rồi đó, còn chuyên tịnh độ gặp thầy Giác Nha. Cái gì nó có chuyên vậy đó, phải không ạ? Ví dụ quý vị vô khắp mắt, mình nghe là chuyên kho mắt là mình vô đó, phải không ạ? Tổng hợp sao mà vô được. Đó, chuyên khoa là nó sẽ có kết quả, được chưa? Thầy riêng cái ngày Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, là thầy nói cho quý vị nghe vì sao Đức Phật kêu ngài trí tuệ đệ nhất vào, vì phải dùng trí tuệ mới hiểu được bộ kinh này. Muốn có trí tuệ hồi nãy giờ thầy giảng đó là phải gì quý vị? Là phải đạt được nhất tâm niệm Phật, không nhất tâm niệm Phật cũng phải thành tâm niệm Phật, và lão lão là già dặn chân chân thật thật niệm Phật thì mình mới hiểu được bộ kinh này, nhớ không? Thưa quý vị, riêng ngài Mục Kiền Liên được gọi là tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Xá Lợi Phất, và có nhiều người gọi là Bồ Tát Mục Kiền Liên, bởi vì ngài Mục Kiền Liên này đặc biệt có hiếu với cha mẹ, có hiếu với cha mẹ, và trước khi có hiếu là nhiều đời nhiều kiếp đã bất hiếu đó. Vì vậy cho nên thành ra rằm tháng 7 là ngày Vu Lan báo hiếu, là từ nơi ngài Mục Kiền Liên thấy mẹ đã đọa xuống địa ngục làm quỷ đói. Khi ngài thấy rồi, ngài mang bát cơm xuống, ngài đưa cho mẹ ăn, mà mẹ tham quá và che lại không muốn cho người ăn. Chính nơi cái tâm này nó thành cơm, nó thành lửa, nó bốc cháy, than ôi cơm quá than. Vì vậy cho nên ngài mới về bạch với Đức Phật. Đức Phật nói sau 3 tháng ăn cơ kiết hạ, chư tăng ở các nơi tụ họp họp về thì nên phát tâm cúng dường để mà hồi hướng công đức cho mẹ ngươi. Dầu cho ngươi có thần thông nhưng cũng không thể nào cứu được, chỉ nhờ chư tăng tu trong 3 tháng ăn cơ kiết hạ thì mới dùng công đức này cứu mẹ ngươi được. Thì ngày Mục Kiền Liên để rằm tháng 7 á, mới mời thỉnh các vị tăng ở các chú xứ, ở các nơi xa xôi, tu nơi hẻo lánh, về lại nơi, tại nơi một cái chú xứ để cúng dường. Thì cái rằm tháng 7 là ngày để siêu độ vong nhân. Cho nên ngày rằm tháng 7 ở đây là tổ chức ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch. Nó vô ngày Chủ nhật, thầy sẽ phát 1.000 tượng Phật để hồi hướng công đức cho tất cả các vị hương linh và cúng dường trai tăng tại nơi này. Và bữa đó cũng có vợ chồng Châu Thanh lên có những bài mẹ. Trời, hôm bữa thầy đã nghe thấy là phấn khởi rồi, phải không? Hôm bữa có anh Trí ở bên Mỹ, anh nói thưa thầy, 7 năm về trước con nghe Châu Thanh hát một cái bài về mẹ mà con phải nói con mê, mà con nghe con mê, mà nó nghe mà nó sung sướng muốn rụng rúng. Anh Trí anh nói mắc cười. Thầy kêu Châu Thanh bữa đó phải hát ca cái bài đó thầy.
Mà quý vị biết là thầy hồi nhỏ là coi như là tân nhạc, tức là hát nhạc mà trẻ, bây giờ là hát nhạc thầy không có thích. Thầy thích cái thời mà gọi rằng là quê hồi xưa, cái thời mà tân cổ, cổ nhạc đồ mà giọng cổ cải lương đồ hồi xưa thầy thích. Mà giờ thầy thấy cái giọng cổ đó nó hát mà có, nó dài đó, bài hát thường là có 3 phút, giọng cổ có thể 9 phút, 10 phút, 15 phút. Quý vị thấy cái bài mà niệm Phật vãng sanh vừa rồi không quý vị? Quý vị về coi cái đĩa này là nó tuyệt. Thầy lồng ghép, thầy làm, trời nghe nó mê luôn. Cho thanh ở bên ngoài không đẹp bằng trong đĩa, đặc biệt. Thầy kêu cho thanh hát cho thầy nghe cái bài mà rằm tháng 7 để thầy duyệt, thầy làm cái ngày mùng 10 coi. Thuộc liền. Trời ơi, anh ca mà nghe nó mê. Anh hát ở dưới đó mà anh chảy nước mắt nữa chứ. Con nhỏ cái này hay thiệt. Thì tối mùng 9 á, tháng 7 là thầy sẽ cho hai vợ chồng lên nói về cái sự mầu nhiệm của mẹ chồng, mẹ vợ của Châu Thanh lúc trước là giống như bà chằn dữ lắm. Mà bây giờ anh lại Phật anh cầu nguyện, bây giờ bà đỡ rồi, bà chuyển ra. Rồi Châu Thanh hát bài, rồi Ngọc Huyền Châu là vợ hát một bài, rồi hai người hát chung một bài là ban đêm đó là ba bài. Mà ba bài là thầy tuyển thiệt hay, mà mỗi lần anh cất lên là anh chảy nước mắt, là ở dưới này phải chảy nước mắt hết. Mà anh kêu là đợt này là anh mở lên là nhạc anh hát là tuyệt. Thầy đang chuẩn bị sắp xếp cái ngày mùng 10 tháng 7. Và sáng ngày mùng 10 tháng 7 là cúng dường mà gọi là dân y ca sa đó nha. Dân y ca sa nó là tức là cúng dường y cho các chư tăng ni á, là anh hát cái bài dân y thôi cho hay lắm. Cho nên ngày mùng 10 tháng 7 là thầy chuẩn bị để mà lo cái ngày để Phật tử về để mà nhận tượng Phật và làm lễ ngày một kiền liên. Và bữa đó là chúng ta sẽ làm lễ Vu Lan. Cho nên cái ngày Vu Lan đó là từ nơi ngày một kiền liên mà lại có được cái ngày lễ báo hiếu, không ạ? Và ngài là thần thông đệ nhất mà cũng không dùng. Đến lúc việc xảy ra mới ôm chân Phật cũng có hiệu quả. Cư sĩ Trần Phi Lâm, công chức hãng đường Đài Đông, là một vị Phật tử thuần thành. Nhưng vợ của ông ta lúc đầu chống đối kịch liệt, ông chồng tin Phật, niệm Phật. Tuy nhiên, Trần cư sĩ cũng không thối tâm chút nào, vẫn cứ tinh tấn. Và một mặt với tâm từ bi, cố sức khuyên vợ rằng: chúng ta có miệng phải nên niệm Phật A-di-đà, tức là cái vốn cho sau này được vãng sanh Tây Phương. Nhưng trước khi chưa được sanh Tây Phương, cũng có thể gặp dữ hóa lành, tiêu tai giải nạn. Đối với bản thân, có sự lợi ích không gì bằng. Bà Trần được ông chồng hàng ngày cảm hóa như thế, lại cứ như đàn khảy tai trâu, hoàn toàn chẳng nghe. Tuy thế, bà Trần này lại là một bà chủ giỏi khéo coi sóc việc nhà, vừa cần cù vừa tiết kiệm. Có lúc còn lên núi kiếm củi, gánh một gánh củi lớn xuống núi, rồi ngồi một chiếc xe lửa nhỏ cuối cùng về nhà. Nhưng có một lần bà Trần gánh củi xuống núi, không ngờ mặt trời đã lặn, chiếc xe cuối cùng đã chạy rồi. Chiếc xe lửa nhỏ trên núi là xe kéo mía, không phải là xe chuyên chở khách. Cho nên sau khi chuyến xe cuối cùng chạy đi rồi, thì ai tự về nhà nấy, không có ai ở lại trạm xe cả. Trời đã tối, bà Trần trên vai gánh một gánh củi lớn, tự mình khích lệ sức mạnh, quyết định đi bộ về nhà. Một thân một mình thuận theo con đường sắt, đi giữa đường ray tiến thẳng về phía trước. Lúc đi được nửa đường, đột nhiên thấy giữa đường ray phía trước một bóng đen của một đại hán đang đứng. Lúc ấy, bà Trần càng đi thì càng gần. Nhìn càng rõ, toàn thân lông tóc dựng đứng, sợ đến nỗi quăng gánh củi trên vai, do vì bà đã hết sức gánh tiếp. Bà Trần đang lúc đêm đen có một mình nhìn thấy bóng đen kia. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên nhớ lại việc mấy năm trời được chồng huân tập cho một câu chú vương từ nào không chịu đón nhận, nhất là không hề muốn niệm. Đang lúc vô cùng nguy cấp này, việc đến mới ôm chân Phật, bà đứng ngay nơi đó không kềm được chắp tay lại to tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được vài phút, cái bóng đen của đại hán đó dường như đã có cái dạng bước sang một bên rồi.
và dần dần mất tiêu luôn. Bà Trần nhìn thấy thật rõ ràng, liền vội vã đi nhanh lên, cả đến gánh củi cũng không màng đến. Trên đường chạy về nhà của bà Trần, trong miệng vẫn không ngớt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng đi được một hồi, bỗng nhiên đôi chân không thể đi được nữa. Lúc đó trong bụng bà Trần cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao mà đôi chân... Cho nên thầy thấy dạo gần lại đây, thầy siêng niệm Phật hơn. Đi trên xe thầy cũng cầm chuỗi A Di Đà Phật, hoặc giả hít vô A Di thở ra Đà Phật, luôn luôn câu A Di Đà Phật bên cạnh thầy. Và câu A Di Đà Phật là mạch máu, là sự sống, là đôi mắt, nếu không có mắt nhìn là không thấy đường để đi. Và nhờ câu A Di Đà Phật, nó tiêu đi những cái nghiệp tiền khiên túc trái nhiều đời nhiều kiếp, giữa vợ với chồng, giữa con với cha, giữa con với mẹ, giữa ông bà với con cái, với cháu chắc. Nhờ cái công đức niệm Phật mà nó bào mòn, nó tiêu những cái nghiệp tiền khiên túc trái, và nó phát triển ra trí tuệ. Vì A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, giác tức là trí tuệ. Niệm cái vô lượng giác này lâu ngày phát sanh ra trí tuệ. Phát sanh như thế nào? Câu A Di Đà Phật có công năng tiêu cái nghiệp của quá khứ, gọi là niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, thuần thành tự tại chuyển phàm tâm. Ngài Ấn Quang nói trong tâm của mình nó có một cái A Lại Gia Thức. Từ nơi Ngài Xá Lợi Phất chúng tôi mới phân tích ra cái trí tuệ. Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất là tượng trưng cho trí tuệ, thì hôm nay chúng ta cũng dùng cái trí tuệ để nghe cái bộ kinh này, để tụng cái bộ kinh này và hiểu cái bộ kinh này. Muốn đạt được cái trí tuệ, cái trí tuệ đầu tiên đó là đại viên cảnh trí. Chỗ này hơi sâu chút nha, ai có học di thức hiểu chỗ này. Và các vị mà lớn tuổi mà ít có học, bây giờ cũng cố gắng ngồi lắng nghe nha. Hôm nay thầy nói hơi sâu một chút, hơi cao một chút, nói chậm một chút. Vì vậy quý vị hãy ngồi lắng lòng nghe cho kỹ. Nhất là trời đang mưa râm râm bên ngoài mà thôi nghe pháp là tuyệt nhất ha. Cho nó mưa râm râm bên ngoài mà ngồi niệm Phật dễ ngủ gục lắm, mát mát á mà. Vì vậy giờ thầy giảng thì hãy ngồi lắng nghe cho kỹ nha. Bởi vì cái phẩm đầu tiên là Pháp Hội Thánh Chúng, ngày đương cơ đầu tiên là ngày Xá Lợi Phất, đến Mục Kiền Liên, đến ngày A Nan. Còn các hàng Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Hôm nay thầy nói đến những vị đệ tử Đức Phật, ngày Xá Lợi Phất, ngày Ca Diếp, ngày Mục Kiền Liên, ngày A Nan. Rồi nói đến các vị Bồ Tát và Đại Trí Văn Thù, Đại Hạnh Phổ Hiền, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì đó là những vị đương cơ trong cái phẩm đầu tiên gọi là Pháp Hội Thánh Chúng. Nãy giờ thầy giảng vẫn nằm trong bộ kinh Vô Lượng Thọ, và phẩm thứ nhất là Pháp Hội Thánh Chúng nha quý vị nha, chứ không có đi lòng vòng bên ngoài ạ. Hãy lắng nghe nha. Thì thưa quý vị, cái trí tuệ để mà mình đạt được á, thì cái công năng để mà nó khai thác đó là cái danh hiệu Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật. Vì nó có công năng, nó tiêu những nghiệp của quá khứ, mà Ngài Ấn Quang nói là niệm Phật phương năng là có khả năng tiêu túc nghiệp, tức là tiêu những cái nghiệp của quá khứ. Tiêu như thế nào? Trong cái A Lại Gia Thức của mình nó có những nghiệp thiện và nghiệp ác, mà trong kinh Di Thức gọi á, Di Thức học gọi á, là hắc nghiệp và bạch nghiệp. Hắc là đen, bạch là trắng. Hắc nghiệp là những nghiệp xấu, tham sân si ganh tị, và bạch nghiệp là nghiệp thiện, từ bi hỷ xả vô ngã vị tha. Thì như vậy cái câu A Di Đà Phật này nó có công năng, nó tiêu những cái hắc nghiệp, nó phát triển những cái bạch nghiệp, nó tiêu những cái ác nghiệp, nó phát triển những cái nghiệp lành. Cho nên những người niệm Phật lâu ngày không lạ gì, không lạ gì tánh tình người ta mỗi ngày mỗi hiền hòa, hoan hỷ, khoan dung,
rộng lượng và tha thứ. Tuy nhiên, có một số những người lúc trước không biết niệm Phật, đến bây giờ niệm Phật mà tánh tình của họ vẫn còn hung hăng, ganh tị, và gì? Có những sự đố kỵ là vì cái công năng và công phu của họ chưa đắc lực. Đắc lực là sao? Đắc lực là công phu là mỗi buổi sáng họ đều thức dậy 2 giờ mấy, 3 giờ, 3 giờ mấy, 4 giờ, họ công phu đều không bỏ. Bữa nào mà bỏ công phu họ thấy nó khó chịu, nó thiếu thốn. Và khi trong người họ có những cái tâm tham lam, giận hờn, ganh tị, đố kỵ nổi lên là trong người họ nó thấy nó khó chịu, thì người này á, là đã đạt được công phu đắc lực. Lúc đó họ quay lại giữ câu A Di Đà Phật liền, niệm câu A Di Đà Phật thì nó chuyển những cái tâm tánh đó đi, thì công phu gọi là đắc lực. Nhớ chỗ này nghe. Còn nếu người đó mà niệm Phật, thấy Phật, thấy nhiều ánh sáng hào quang, có nhiều cái cảm ứng mà trong tâm của họ không chuyển hóa được tham sân si đố kỵ, có những cái tâm mà tham lam, giận hờn, si mê, đố kỵ, thì công phu người này chưa đắc lực. Nhớ chỗ này, Hòa Thượng Tịnh Không nhắc chỗ này kỹ lắm đó nghe. Vì vậy công phu muốn đắc lực thì mình gì? Mình phải thường xuyên ngày nào cũng công phu. Mà muốn công phu này đắc lực thì người này không xen tạp một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà tụng. Nếu họ tụng Pháp Hoa là chuyên tụng Pháp Hoa, nếu họ trì chú Đại Bi là chuyên trì chú Đại Bi, nếu họ niệm A Di Đà Phật là chuyên niệm A Di Đà Phật, thì quý vị sẽ đạt được gọi là đắc lực, được một cái năng lực. Lực đó là tự lực và tha lực. Trong pháp môn Tịnh Độ gọi là nhị lực. Nhị là hai, tự lực mình và tha lực của Phật. Và nó chuyển lần từ cái A Lại Gia thức này trở thành Bạch Tịnh thức. Bạch Tịnh thức còn một tên gọi nữa gọi là Đại Viên Cảnh Trí. Chỗ này hơi sâu nghe. Từ một câu A Di Đà Phật này niệm lâu ngày, nó tiêu những cái hắc nghiệp, phát triển bạch nghiệp, và nó tiêu cho đến khi mình đạt được gọi là Bạch Tịnh thức, hay gọi là Đại Viên Cảnh Trí. Là cái trí này nó có công năng soi hết tất cả vạn vật nhưng không dính mắc. Nghe chỗ này nghe. Hồi trước thầy học di thức, mấy thầy giới thiệu và ví dụ nè. Cái gương khi vạn vật đến nó soi rất rõ ràng, từng nét từng ly không có thiếu sót. Nhưng khi vạn vật không còn trước mặt cái gương nữa thì vật ở trong cái gương không còn nữa. Nghĩa là vật đến thì nó soi, vật đi nó không lưu ảnh trời. Cái Bạch Tịnh thức cũng vậy, cái Đại Viên của Cảnh Trí này cũng vậy. Vạn vật người ta đến, mọi sự việc nó đến với mình, mình giải quyết xong rồi nó ra đi, mình không để nó lưu lại trong tâm mình nữa. Đó. Thì các vị tu thiền, mọi sự việc đến rồi đi ảnh, nghĩa là con nhạn nó bay qua cái đầm nhưng mà nó không lưu ảnh lại. Các vị thiền sư hồi xưa hay nói như vậy, nghĩa là ngài trở về lại được cái chân tâm thường trụ của ngài. Nhưng riêng đối với mình mà trở về với chân tâm thường trụ khó lắm. Mà mình trở về với cái gì? Trở về lại với câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là cái bản giác. Mình trở về lại cái câu A Di Đà Phật thì nó dễ hơn là trở về với chân tâm. Hôm nay thầy giảng hơi cao chút xíu, những vị có học di thức cũng như có nghiên cứu Phật Pháp lắng nghe nha. Rồi thầy sẽ phân tích giảng giải kỹ càng để mỗi tầng lớp nghe hiểu hết. Giảng đến chỗ này là có nhiều chú bé nhỏ nhỏ có thể không hiểu nổi. Nó hơi sâu một chút ha. Cái Đại Viên Cảnh Trí này giống như một cái gương, vạn vật tới nó soi rồi nó không lưu ảnh. Ví dụ như cái tâm của mình, người ta chửi mình nghe ồ vậy hả, rồi người ta đi rồi mình không lưu lại cái câu chửi trong tâm, vẫn giữ lại được cái bản tánh bình an tĩnh lặng của tâm hồn. Đó là người ta tu thiền. Còn mình trở về lại với cái câu A Di Đà Phật
Người ta chửi mình tai này nó lọt qua tai kia, không có dính. Mình trở lại được cái câu A Di Đà Phật, trở lại được cái bánh với bản tánh thản bình lặng, thanh thản, an nhiên, tĩnh lặng, tịch chiếu của mình. Đó là người trở về lại được với thể tánh thanh tịnh của mình. Đó là sống lại được với cái đại viên cảnh trí. Nhớ không? Khó lắm, không phải dễ đâu. Có nhiều Phật tử người ta nói: thưa thầy, hôm trước con đi lên chùa thầy, con mới đi về, cái bà ở bên đó thầy, bà mất một con gà, mà không biết làm sao bà nói con á, bà nói con á, cái con mẹ đó đó đi chùa á, chủ nhật nào cũng đi á, vậy mà về nhà rồi bắt trộm con gà của tôi ăn, nhổ lông ra còn để cái gốc đó đó. Trời, con nói thầy, bữa đó mà con không ăn chay, con qua con cho bà mấy tát liền. Thì người này niệm Phật chưa đắc lực, tuy rằng chưa hành động, nhưng cái tâm của mình vẫn còn chấp vào cái lời nói của họ. Thì người này chưa sống được với cái tâm gọi là đại viên cảnh trí, chưa trở về được với cái câu A Di Đà Phật. Mà nói con như vậy mà mình nói bắt gà ăn mà còn để một đống lông đó nữa, nghĩa là mình chấp vào lời nói của người ta, không à? Và nếu người ta nói không có, nó có dính dáng gì đến mình đâu? Khó nghe quý vị nghe. Cho nên cái người niệm Phật có đắc lực, người ta dùng cái trí tuệ, người ta quán sát, và người ta dùng cái định lực, đó là người ta niệm danh hiệu A Di Đà Phật, thì người ta trở về lại với cái tâm bản nhiên thanh tịnh, gọi là đại viên cảnh trí, và chuyển cái đa lạ gia thức này trở thành đại viên cảnh trí, chuyển cái mạt na thức trở thành bình đẳng tánh trí. Cái mạt na thức nha, tối quý vị nằm mơ là cái mạt na thức đó nó hoạt động. Ở đây có ai mơ không? Nhất là trước khi ngủ mà coi phim tình cảm mối tình tay ba đó, thì chắc chắn đêm đó sẽ mơ. Nếu một đêm không mơ mà coi hai đêm, đêm thứ ba là mơ liền. Mơ thấy làm sao? Mơ thấy mình giống như trong phim, là ông chồng mình bị người khác giật rồi. Vì sao vậy? Vì cái ý thức đó, nó coi cái màn ảnh đó, nó coi cái phim đó, nó chụp vào trong cái a lại gia thức, và những cái hình ảnh đó là chủng tử. Cái chủng tử này nó rơi rớt trong cái a lại gia thức, và cái a lại gia thức này nó chứa đựng giống như một cái bọc. Điều xấu nó cũng chứa vô, điều tốt nó cũng chứa vô, đậu đen nó cũng chứa vô, đậu trắng nó cũng chứa vô. Ví dụ cái bọc đó, nó chứa đậu đen, đậu trắng, nó chứa lộn xộn trong đó. Thì cái mặt na thức này ban đêm á, nó mới móc cái chủng tử đó lên. Nếu chủng tử nào mạnh, có năng lực thì nó trào ra trước. Thì cái mặt na này á, nó gọi là truyền tống thức, nó đứng canh cửa. Khi tối ngủ say, chết giấc hoặc lên cõi trời vô tưởng, là cái ý thức mình hồi nãy giờ quý vị á, mà ngồi mà nghe thầy nói á, nó vắng mặt. Hồi nãy giờ thầy ngồi nói đây quý vị nghe á, là gọi là ý thức thứ sáu, nó phân biệt. Thầy Nhàn đang giảng cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này, phẩm thứ nhất là Pháp Hội Thánh Chúng nè, đang giảng đến cái đoạn gọi rằng là trí tuệ đệ nhất là Ngài Xá Lợi Phất. Giờ thầy Giác Nhàn đang phân tích trí tuệ là gì đây nè, làm sao đạt được trí tuệ đây nè. Đó, cái đó là cái ý thức phân biệt. Nó đem cái chủng tử này vào trong ai lại da nó chứa đó, rồi tối ngủ nó móc ra. Nếu hàng ngày mình tha thiết mình lạy Phật, thì cái mạt na thức này gọi là truyền tống thức, nó truyền và nó tống cái tâm thức mình thấy được Phật. Bởi vì mình huân tập Phật, chủng tử tốt thì nó sẽ gì? Nó sẽ cái chủng tử tốt đó mới và có sức mạnh, nó sẽ gì? Khởi lại, nó khởi dậy. Và có những cái chủng tử mà kiếp này mình không có giết người, nhưng mà kiếp trước mình có giết người, cho nên thành ra cái chủng tử này nó đầy đủ cái nhân duyên thời tiết, gọi là dị thời như thục, dị loại như thục, biến dị như thục, tức là nó chín mùi rồi, bắt đầu nó khởi dậy. Thì khi nó khởi dậy là trong giấc mơ mình thấy trước, rồi sau khi trong giấc mơ rồi, cái nghiệp này nó chín mùi, bắt đầu mình phải trả cái nghiệp đó. Đó, phải nhớ cái chỗ này. Thì trong giấc mơ đó là cái mạt na thức, nó đem cái chủng tử ở trong a lại gia thức ra,
và thấy núi non cuộc sống, đó là từ trong tâm thức mình biến hiện ra. Thì là nói với quý vị là cái mạt na thức này nó chuyển thành bình đẳng tánh trí. Nếu người niệm Phật lâu ngày mà chưa có tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng nghĩa là gì? Là cái tâm không còn phân biệt chấp trước. Lúc trước ở trong nhà mình thương đứa này, không thương đứa kia. Bởi vì cái đứa này nó nghe lời mình cho nó tiền nhiều hơn. Còn đứa kia nó không nghe lời mình, nó ngỗ nghịch, không cho nó nhiều tiền. Hầu như là ghét nó nói cái gì ra mình cũng không ưa. Nó nói đúng mình cũng ta cho là sai. Còn cái đứa mà mình thương nó nói sai mình cũng cho là đúng. Hình như trong nhà cũng có nha. Thấy cười cười là biết rồi nha. Thì như vậy cái tâm của mình nó không bình đẳng. Ông nội với bà nội, thấy bà nội mình thấy niệm Phật dễ thương quá, bà nội của mình biết nghe lời, nói sao bà nghe vậy bà im, mà chỉ có niệm Phật. Còn ông nội cái mời miệng ông cái chét chét suốt ngày, ghét không cho tiền. Hiểu hiểu cái tâm bình đẳng này không? Cái tâm đó là cái tâm không bình đẳng, phân biệt chấp trước. Bây giờ làm sao để bình đẳng? Mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà lâu ngày, mình phải thương cái người mà mình lúc trước ghét. Bởi vì họ đang tạo nghiệp. Bây giờ mình bằng cách nào chỉ cho họ niệm Phật, bằng cách nào để cho họ biết tu hành, họ bắt đầu tâm bình đẳng xuất hiện. Chứ không phải mình thấy họ mình không ưa, bây giờ mình dến chân đạp nữa lộn hố. Không phải vậy nữa. Mà bây giờ làm sao? Bây giờ mình thể hiện cái tâm từ bi, thương họ, bởi vì họ không biết tu. Đây là oan gia trái chủ đang chọc ghẹo mình nè, đang làm cho mình bực nè, đang làm cho mình mất của nè, đang làm cho mình buồn phiền nè. Thì bây giờ mình dùng cái tâm từ để hóa giải. Quý vị có nghe trong kinh Phật dạy là dùng đức từ để tu thân không? Dùng đức từ để tu thân, dùng đức từ để tu khẩu, dùng đức từ để tu ý. Từ cái lòng từ là ban vui, bi là cứu khổ cho họ. Vậy mình làm sao để cái tâm mình nó được bình đẳng? Thầy nói trong thành với quý vị, những cụ ở trong chùa của thầy khi mà đau bệnh cũng như ăn uống cũng như sinh hoạt, thầy đều lo lắng như nhau. Chuẩn bị ngày lễ đến đây, những cụ mà trên 75 tuổi á, thầy cũng chuẩn bị những phần quà. Và các cụ ở đây, thầy may một người một hai bộ đồ, các chú cũng một hai bộ đồ. Mà các chú hôm nay gần 100 vị rồi. Quý vị biết bao nhiêu mét giải không? 1000 mét. Ở nhà quý vị lo có 4 người mà sặc sừ rồi phải không? 4-5 đứa lo thôi mà quý vị lo là sặc sừ rồi phải không? Bữa nay hôm nay là 260 vị rồi. Tổng cộng các chú các cụ chuẩn bị tăng thêm nữa đó. Còn đi đi về về là một ngày hơn 300 người. Một ngày phải nấu 1000 suất ăn. Hôm nay cái bếp nó chật rồi, phải lên làm thêm bếp mới nữa. Vậy mà vẫn không thiếu. Thầy thấy lúc nào cũng đầy đủ, không phải thấy thiếu thốn. Cho nên quý vị về đây tu hành, tu tập ngày chủ nhật, có khi nào thầy kêu thầy thiếu gạo rồi cầm tiền lấy cái giỏ xuống để xin quý vị không? Thầy tin chắc rằng công đức niệm Phật của quý vị hàng tuần chủ nhật này nó sẽ dung hòa, và thiếu cái gì nó đắp vô chỗ đó. Tin công đức niệm Phật không? Thiếu gạo nó đắp vô gạo, thiếu kinh nó đắp vô kinh, thiếu tiền nó đắp vô tiền, thiếu Phật nó đắp vô Phật. Mới thỉnh đây 1000 tượng Phật 350 triệu người ta cúng đủ rồi, thiếu gì đắp vô đó. Công đức niệm Phật bất khả tư nghì, thâm tín A Di Đà Phật là giai sung mãn, là tin sâu vào Đức Phật A Di Đà là được điều đầy đủ hết. Tin đi quý vị. Dĩ nhiên có nhiều người trong này vẫn chưa tin, về nhà công phu niệm Phật mà vẫn còn phân tán,
vẫn còn phân biệt, vẫn còn lo âu, vẫn chưa tin vào câu A Di Đà Phật. Tối phải tính toán, lo lắng, sáng nó mệt quá, không có thể công phu được, rồi á không đạt được công phu. Quý vị thấy ở nơi nào mà đều đặn một ngày hơn 300 người mà lo lắng ăn uống, mà không phải vận động sinh sỏ, để tự coi thử công đức niệm Phật ở đến đâu, để tự coi thử cái công phu của đại chúng như thế nào, vậy mà đầy đủ quý vị. Đó. Quý vị thấy một cái gia đình nào mà lo trên 300 người không? 260 người đăng ký mà gọi là dài hạn. Bây giờ tiếp tục lên, chủ nhật nào cũng nhận mấy bà cụ ở trên, cho nên chỗ thầy là chiêu sinh mấy cụ già mà. Không à? Đó. Nhưng mà nuôi các cụ già nó có một cái hay nữa là mau giảng sanh đỡ tốn gạo. Nuôi mấy đứa nhỏ nó lâu, trời ơi, cái chú này mà bây giờ nuôi đến khi 50-60 tuổi ông ra đi, biết khi nào tốn biết bao nhiêu gạo. Thôi mấy chú nhỏ có cái chùa, nuôi mấy chú nhỏ xuống đó ở. Cho nên cái chùa của thầy mà mấy chú nhỏ đến mà thầy ngồi, thầy chăn, thầy dạy, thầy không có thời gian. Vì vậy mấy thầy nào mà phát tâm nuôi các vị nhỏ đó, mình đưa xuống dưới đó. Không phải là thầy phân biệt chấp trước trẻ và già, mà cái lứa tuổi và cái chỗ để mà thầy chọn vào trong này là bình đẳng như nhau, là các vị các tuổi già. Vừa rồi có cái cô đó hình như cô già hát hay sao, mới có 45 tuổi mà tưởng 55, trời già hát. Hỏi cô bao nhiêu tuổi, cô kêu con 45. Thầy kêu 50 mới có tiêu chuẩn ở trong này, mà sao thấy cô già quá, thôi thôi cho cô ở, cô vô cô lo như mấy bà già dùm. Cô nói con khổ lắm thầy biết không, từ nhỏ đến giờ mới sanh ra cha mẹ mất sớm, con đi bán vé số, con đi làm mướn, đến bây giờ con khổ lắm, con đi lang thang như kẻ cùng tử. Hôm nay con về chùa thầy á, con nhận Đức Phật A Di Đà là cha rồi, cha lành rồi, là có kho báu A Di Đà Phật xài hoài không hết. Giờ con không làm gì mà con cũng không thiếu ăn, không thiếu mặc. Lúc ngáp ngáp thầy đưa vào phòng vãng sanh nữa, con chịu lắm rồi đó, con chịu lắm rồi đó. Ha. Ha. Như vậy cái tâm bình đẳng ở đây là gì quý vị biết không? Cái tâm bình đẳng ở đây là mình đối xử với tất cả mọi người giống nhau. Đó. Và thương yêu giống nhau. Đó. Vì vậy cho nên thành ra muốn đạt được cái tâm bình đẳng này thì nhất tâm niệm Phật, thành tâm niệm Phật thì cái tâm này bình đẳng. Quý vị biết cái cô Diệu Âm Huệ Ngọc bên Oregon, gia đình mà cúng cái bộ tượng 1 tỷ 2 nữa nè. Cái tượng mà quý vị đang nhìn lên thấy nè, gia đình của các vị đó phát tâm cúng dường cái bộ tượng này. Hôm trước Giác Nhàn qua giảng bên Mỹ bên đó, người con đó tên là Như Thủy á, thấy một cái anh Phật tử, anh phát tâm, anh cúng dường, nhưng mà anh không đủ tiền gọi là mua Phật trả góp. À, trước giờ có nghe ai là trả góp Phật chưa? À, trả góp xe có, trả góp nhà có, trả góp đồ vật có, cái này trả góp Phật. Anh này rất là nghèo, làm bên Mỹ nhưng mà bill á, tức là hóa đơn về nhiều quá, cho nên thành ra phải 2 năm, gần 2 năm mới đủ tiền trả cái bộ tượng 1 tỷ 2. Và dám nói với cái cô Phật tử là có mang Phật từ bên Đài Loan mang về, cô đó là cổ ở bên Arizona, thì nói với cổ thôi bây giờ cô ra tiền trước đi, rồi từ từ tôi trả góp cho cô. Thì cô này cổ mới lần đầu cổ đồng ý. Sau đó rồi cuối cùng hình như có người thỉnh cái bộ tượng này sao, cô đổi ý lại, cô nói à tôi không có tiền để trả góp cho anh được, rồi thôi nếu mà có tiền đưa liền đi, chứ còn không người khác lấy. Anh buồn quá mà anh đã lỡ hứa với thầy cái bộ tượng này rồi. Thì anh buồn quá rồi, xong anh gọi cho anh Thành, anh Phật tử đi chung với nhau. Bây giờ cô đó không cho trả góp nữa, bây giờ biết làm sao. Mà anh này cũng có một cái đặc biệt, là lúc trước anh có vợ, mà vợ mất. Trước khi vợ mất, vợ nói, vợ của anh đó nói rằng: anh ơi, em có một điều ân huệ nói với anh, là khi anh, khi em mất, anh đừng có tái bản. Biết tái bản không? Nghe tái bản biết là cười rồi. Tức là đừng gặp thêm một cô gái nữa. Nếu anh hứa với em là em nhắm mắt em ra đi, nhưng trong 49 ngày em đợi anh. Hoặc là nếu anh mà thực sự để lo nuôi đứa con á, đứa con nó đẹp trai, thì em sẽ đầu thai em ra đi,
Còn nếu mà anh bước thêm một bước nữa quen người khác là em sẽ ở trong này quậy anh. Anh này anh hứa. Và anh nghĩ chắc người chết là mất đó mà, đâu thấy nữa đâu. Thì cuối cùng anh tái bản, gặp thêm cô khác. Thì gặp cô khác về là cái nó lục đục hoài. Ôi cha, cứ kinh cãi hoài. Tôi nghĩ là cô này là nghịch ý. Anh này nói gì cô không không bằng lòng. Và đặc biệt là anh này anh biết nhưng mà không buông được. Mà hình như cô này, cái cô mà vợ lớn đó, nó khiến cho cái cô này phải nghịch ý lại, phải lộn xộn, phải kình cãi. Mà cái lúc thầy đến nhà là anh nói uống rượu rất ngon mà cô này bỏ đi mất. Nghĩa là không thích thầy. Không thích thầy. Anh thì thích thầy, thích Phật. Còn cổ không thích thầy, không thích Phật. Thế trời kéo cả ngỗng vậy. Thì cuối cùng thầy đến thì anh cũng tâm sự đồ này nọ. Xong đó thì cuối cùng phát bồ đề tâm, cúng Phật đã hồi hướng cho cô. Làm bao nhiêu công đức mà không quá giải được, bởi vì mình không làm đúng với cái ý của người ta, mình hứa hẹn với người ta. Cho nên hứa với người sống coi chừng người ta bỏ qua, cho hứa người chết là coi chừng đó nha. Vì vậy thầy bày quý vị về cũng nói ông chồng vậy mà. Nhưng mà hù thôi, em theo anh nha, đừng có theo chỉ mất công thôi, dễ sanh cực lạc rồi không. Thì cuối cùng anh này anh rất là buồn, rất là khổ. Rồi anh lấy hồi hướng tượng nè, làm bao nhiêu công đức nè, hồi hướng cho cô ta, mà không có làm đúng với ý cô ta được. Cho nên gia đình cứ lộn xộn. Cho nên gia đình quý vị có lộn xộn thì quý vị xem lại trong gia đình phần dương phần âm, và coi cái phước báo vân vân trong gia đình mình như thế nào. Tu hoài mà chưa có đắc lực, chưa có kết quả để chuyển, thì mình xem lại thử như thế nào cho nó đúng, không ạ? Thì cuối cùng cô Như Thủy này nghe như vậy, xong cái cả gia đình nguyện rằng nếu bán được căn nhà là sẽ cúng bộ tượng. Thì khi nguyện như vậy xong thì bán được căn nhà và trả nợ cái căn nhà mình mới mua chưa hết vẫn còn nợ, mà lấy tiền mấy chục ngàn đô á, là 1.2 tỷ này á, để cúng cái bộ tượng. Tức là gia đình vẫn còn nợ mà vẫn cúng bộ tượng. Thì cái duyên cái bộ tượng của thầy ở đây á, là năm 2007 á, là thầy thấy các thầy chụp cái mô hình cái tượng này á, ở bên Đài Loan về là thầy mơ ước thầy thích rồi. Đúng ở trong kinh nói là nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Mình nhớ cái bộ tượng này, niệm danh hiệu Phật và mơ ước đến ngày hôm nay cái bộ tượng này gì về lại. Mà khi bộ tượng này về lại rồi, cái chùa thầy tự nhiên nó đông lên, hình như là mọi người về nhìn thấy nó quan hỷ. Mà khi thấy cái bộ tượng quan hỷ thì cái người cúng đó, người ta được công đức. Cứ mỗi ngày, rồi mỗi chủ nhật, mỗi tháng, mỗi năm, cái công đức của người cúng tượng nó cứ tăng lần lên. Cho nên mới nói là 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật. Người ta về người ta lạy cái bộ tượng mình cúng, người ta lạy cái bộ tượng của mình phát tâm á, cái công đức đó của mình ngày một phát triển, một tăng lên. Cho nên thầy rất thích ấn tống tượng Phật. Nhưng mà đặc biệt Phật tử ở chùa thầy rất thích sinh tượng Phật. Chính vì ngày 10 tháng 7 thế nào cũng giành nhau nha. Cái bà đó, cái cô đó bữa cô đòi đánh sáng tay cái cô kia luôn nha. Bà làm gì mà đứng đây mà bà giành lâu, tôi có phiếu mà sao tôi chưa lấy nè. Giành Phật quýnh lộn nhau chết. Đó. Cho nên đợt này thầy cho Phật thầy làm sao cho bình đẳng để cho nghe. Đó. Thì như vậy cái tâm bình đẳng của mình hôm nay, mình làm sao về mình xem lại gia đình của mình và đối xử mọi người không có còn phân biệt chấp trước thân và thù. Nếu thân thì mình lúc ra đi nó thương yêu, nó quyến luyến. Nếu mà thù thì lúc đó mình ghét, mình cũng không vãng sanh được. Cho nên thương quá cũng không vãng sanh, mà ghét quá cũng không vãng sanh. Mà tâm người này làm sao vãng sanh? Bình đẳng. Tâm người này phải gì? Phải trung đạo bình đẳng, nhớ không? Và cái trí mà gọi là ý thức thứ 6 nó chuyển thành gọi là diệu quan sát trí. Gọi là cái trí nó quan sát cái người niệm Phật nha. Nghe 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 chỗ này nha, chỗ này nhìn lên nha, nhìn lên màn ảnh nhỏ nè. Cái người niệm Phật lâu ngày nhìn cặp mắt của người ta nó long lanh, nó tinh, gọi là nó tinh khiết. Không ạ? Ở ngoài đời người ta gọi là tinh xảo. Tinh nhưng mà xảo quyệt.
Còn có người này gọi là tinh anh. Anh tức là tinh anh, tức là người ta có một cái sự tinh anh đó mà, người nhạy bén, người ta nhìn qua mình, người ta biết mình, biết địa chỉ mình liền, không à, biết mình nói cái trò gì liền. Có nhiều người Phật tử vô nói thầy, con đang chuẩn bị làm cái công ty lớn đó, thầy Hùng với con làm cái công ty đó đi thầy. Từ từ vài bữa lời nhiều lắm, thầy tha hồ làm Phật sự. Thầy kêu rồi đừng có lừa, nói trong bụng giống nói ra ngoài, nói ra ngoài sợ ông quýnh phù mỏ mà. Thôi đừng có lừa nữa à, Phật sự của tôi có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm, đừng có lừa. Không à, nhiều người thấy pháp hội mình đông á, nghĩ thầy có điều kiện in kinh một lần mấy chục triệu, mấy trăm triệu, họ vô kêu kết hợp với họ làm công ty chắc ăn lắm, tiền ra khỏi túi mình là xong, đừng có dạy nha quý vị. À, vì vậy cho nên thành ra cặp mắt của mình tinh anh. Tinh anh từ cái trí diệu quan sát trí đó, mà cái diệu quan sát trí đó cũng từ nơi câu A Di Đà Phật để nó có một cái diệu quan sát trí. Cho nên câu A Di Đà Phật tiêu đi nghiệp xấu, phát triển nghiệp lành và có một cái sự sáng suốt quán xét một cách tường tận, tinh túy, tinh tế, tinh anh. Không phải dễ ai cũng muốn là có đâu à. Quý vị muốn có cái tinh anh, quý vị muốn có một cái trí sáng suốt, quý vị mà muốn có một cái khả năng mà giống như thầy mà nãy giờ ngồi nói thao thao bất tuyệt trên này, phải trả một cái giá là phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải lạy Phật, phải phóng sanh, phải ấn tống, làm những điều phước thiện, thì từ lúc đó nó kết tinh lại, có cái công đức mình ngồi mình nói người ta mới nghe nha, chứ không dễ gì người ta nghe, người ta ngủ ráo hết trơn. Đó. Cho nên nãy giờ thầy nói đây là dùng cái gì? Cái diệu quan sát trí. Dĩ nhiên mình chưa đạt được toàn phần của diệu quan sát trí, mà niệm Phật đạt được một phần là đắc được một phần diệu quan sát trí. Và diệu quan sát trí này toàn phần là đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, thấy chưa? Cho nên cái người niệm Phật người ta khôn lắm, nhìn cái mặt người ta sáng lắm, không có lừa người ta được đâu. Vì vậy người ta làm ăn ít thất bại, đúng không? Còn mình cứ ngu ngu ngơ ngơ tham tham, mình bỏ ra một mà lấy mười không có đâu, trời ơi. Phải không à? Phải mồ hôi nước mắt chứ, cái gì nó cũng có giá cả, nó thị trường cũng giá cả thị trường đó mà. Thấy không à? Cho nên quý vị cứ càng niệm Phật thì nó càng tinh anh. Ngoài đời gọi là tinh xảo, tinh mà còn xảo quyệt, còn mưu mô, còn tính toán. Thấy chưa? Như vậy hôm nay chúng ta thấy rằng mọi sự việc là chúng ta phải niệm Phật, thì từ cái A Lại Gia thức nó chuyển thành đại viên cảnh trí, mọi sự việc đến với mình rồi nó sẽ ra đi không chấp trước, không dính mắc. Và gì? Và tâm mình sẽ được bình đẳng nhất như, không bị gì? Không bị phân biệt chấp trước, không bị gọi là thương ghét hận thù với nhau, thì từ nơi cái tâm bình đẳng tánh trí. Và cái tâm của mình nó có tinh anh sáng suốt là từ nơi cái diệu quan sát trí, cũng từ nơi câu A Di Đà Phật mà nó đạt thành, quý vị. Còn chuyển năm cái thức bên ngoài gọi là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, gọi là tiền ngũ thức, thành thành sở tác trí. Ai học di thức biết chỗ này. Từ câu A Di Đà Phật mà chuyển gì? Mà chuyển đạt được bốn cái trí này. Từ câu A Di Đà Phật chuyển cái A Lại Gia thức trở thành đại viên cảnh trí. Nhắc tới nhắc lui cho nhớ nha. Từ nơi câu A Di Đà Phật này chuyển cái phân biệt chấp trước của mạt na thức, hay gọi là truyền tống thức, thành cái bình đẳng tánh trí. Từ nơi câu A Di Đà Phật này thật thà chân thật lão thật mà niệm, thì nó chuyển cái ý thức thứ sáu là gọi là phân biệt á đó, nó trở thành cái gì? Diệu quan sát trí. Nó chuyển năm cái thức bên ngoài gọi là tiền ngũ thức, trở thành thành sở tác trí. Lúc trước thầy học di thức, thầy kêu bây giờ mà đạt được mà gọi là bát thức, mà chuyển thành tứ trí này là cả một vấn đề. Nhưng hôm nay mình có phương cách rồi quý vị, đó là niệm câu A Di Đà Phật, nó chuyển bát thức, thức là phân biệt chấp trước, còn trí là không còn phân biệt chấp trước. Vì câu A Di Đà Phật không có phân biệt chấp trước, vì câu A Di Đà Phật là vô lượng giác, mà niệm cái vô lượng giác, niệm cái không phân biệt chấp trước này lâu ngày, thì cái trí của mình nó sẽ được đạt được cái trí giác không phân biệt chấp trước. Nhớ chỗ này không? Nhớ trong kinh Lăng Nghiêm nói không? Nếu lấy sạn
lấy cát mà nấu mông thành cơm thì muôn đời muôn kiếp không thành cơm. Nếu lấy gạo nấu thì sẽ thành cơm. Cũng vậy, nếu lấy vạn đức hồng danh A-di-đà Phật là pháp môn vô lậu, là công đức vô lậu từ nơi nguyện lực của Phật A-di-đà mà niệm lâu ngày sẽ thành cơm, sẽ thành chánh giác. Còn lấy cái pháp vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình mà mình tu tập, lấy cái tâm thức mà phân biệt chấp trước của mình tu tập thì lâu ngày không sẽ thành tựu được đâu. Vì đó là lấy cát, lấy sạn nấu không thành cơm. Vì đó là vọng tưởng phân biệt chấp trước mà để mà thành tựu trở về với cái vô lượng giác, cái trí giác này là khó lắm. Cái chỗ này hơi sâu, nhắc lại chút nào. Đôi khi nói mà tự nhiên nó bất thần, nó chợt đến cái chỗ này, nó tuyệt chiêu lắm nha quý vị nha. Lắng nghe nha. Cái buồn ngủ không? Đặc biệt cái pháp hội của thầy từ 2007 đến bữa nay chỉ có một mình thầy giảng, rứa mà bỗng đông hay thiệt. Những đạo tràng khác là nay thời mời thỉnh thầy này, mai thỉnh thầy kia. Nếu mà Phật tử gọi đến, thưa thầy, bữa nay có tu Phật thất, có thầy đó giảng không? Không có, một cái là không muốn đi rồi. Thì Phật tử hỏi vậy, một cái là mấy thầy biết ý, thầy trụ trì biết ý là phải mời thầy đó đến. Khó lắm ngàn, khó mà gây dựng một cái đạo tràng này. Một câu A-di-đà Phật, bốn chữ A-di-đà Phật, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một mình thầy giảng, mà bao nhiêu năm nay mà quy tụ bao nhiêu con người này về, cả một vấn đề, ói máu con tim. Mới đơn giản đâu. Cũng như là chùa Vô Ưu ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Cái trời ơi, ni sư ơi, sao lâu quá rồi không thấy thầy nhàn về. Ni sư cứ gọi điện lên hoài, nói thầy ơi, thầy về thầy giảng đi, Phật tử cứ hỏi thầy hoài. Kêu để đợt sau giá ngàn xuống giảng, đợt sau gửi điện xuống. Đợt sau gửi điện xuống. Hỏi thầy đâu? Chứ thầy ở trong đĩa. Trời ơi, thầy phải thực tế kìa. Chứ thầy trong đĩa người ta coi đĩa nhiều rồi. Thế kêu sao thầy xuống được? Thầy nguyện năm này với sang năm, phải cuối sang năm qua 19 tháng 9 á, vía Quan Âm 19 tháng 9 là Đại Tùng Lâm xong á, là bắt đầu thầy đi một chuyến Ấn Độ qua Tam Bộ Nhất Bái và đi các nước trên thế giới, đi các nơi giảng là phải qua sang năm. Nghĩa là 22 với 23 là phải ở tại đây tu. À, cho nên thành ra cứ mỗi lần chùa cần cái thầy cứ chép cái đĩa của Châu Thanh nè, mà hôm trước tuần vừa rồi có thầy đó, thầy làm 20.000 đĩa thầy cứ mang thầy gửi xuống. Thầy hẹn bữa đó thầy xuống thầy đưa đĩa xuống. Cho nên thành ra quý Phật tử may mắn là được trực tiếp ngồi nghe thầy. Cho nên thành ra đây là cũng cái duyên, phải không ạ? Thầy không phải là mình quan trọng hóa vấn đề, nhưng mà hình như thầy có duyên giảng tịnh độ. Và những người có duyên với tịnh độ thì về tịnh thất Quan Âm là đúng chỗ, tuyệt chiêu, phải không ạ? Đúng chỗ rồi. À, bởi vì cái gì mà nó chuyên là nó sẽ mau có kết quả và nó mau sẽ đạt thành. Một nghề cho chính còn hơn chính nghề, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, phải không ạ? Đó. Cho nên thành ra là thầy là chuyên. Nếu mà chuyên tu thiền đến gặp Hòa Thượng Thanh Từ, chuyên pháp hoa đến gặp Hòa Thượng Trí Quảng, chuyên mật tông xuống gặp các vị Hòa Thượng về mật tông như thầy Minh Châu rồi đó, còn chuyên tịnh độ gặp thầy Giác Nha. Cái gì nó có chuyên vô đó, phải không ạ? Ví dụ quý vị vô khám mắt, mình nghe là chuyên khoa mắt là mình vô đó, phải không ạ? Tổng hợp sao mà vô được đó. Chuyên khoa là nó sẽ có kết quả, được chưa? Thầy riêng cái ngày Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất là thầy nói cho quý vị nghe. Vì sao Đức Phật kêu ngài trí tuệ đệ nhất vào? Vì phải dùng trí tuệ mới hiểu được bộ kinh này. Muốn có trí tuệ hồi nãy giờ thầy giảng đó là phải gì quý vị? Là phải đạt được nhất tâm niệm Phật. Không nhất tâm niệm Phật cũng phải thành tâm niệm Phật. Và lão lão là già dặn chân chân thật thật niệm Phật thì mình mới hiểu được bộ kinh này. Nhớ không? Thưa quý vị, riêng ngài Mục Kiền Liên được gọi là Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Xá Lợi Phất, và có nhiều người gọi là Bồ Tát Mục Kiền Liên. Bởi vì ngài Mục Kiền Liên này đặc biệt có hiếu với cha mẹ, có hiếu với cha mẹ, và trước khi có hiếu là nhiều đời nhiều kiếp đã bất hiếu đó. Vì vậy cho nên thành ra rằm tháng 7 là ngày Vu Lan báo hiếu, là từ nơi ngài Mục Kiền Liên thấy mẹ đã đọa xuống địa ngục làm quỷ đói,
Khi ngài thấy rồi, ngài mang bát cơm xuống, ngài đưa cho mẹ ăn, mà mẹ tham quá và che lại, không muốn cho người ăn. Chính nơi cái tâm này nó thành cơm, nó thành lửa, nó bốc cháy. Than ôi cơm quá than. Vì vậy cho nên ngài mới về bạch với Đức Phật. Đức Phật nói sau 3 tháng ăn cơ kiết hạ, chư tăng ở các nơi tụ họp họp về, thì nên phát tâm cúng dường để mà hồi hướng công đức cho mẹ ngươi. Dầu cho ngươi có thần thông nhưng cũng không thể nào cứu được, chỉ nhờ chư tăng tu trong 3 tháng ăn cơ kiết hạ thì mới dùng công đức này cứu mẹ ngươi được. Thì ngài Mục Kiền Liên để rằm tháng 7 á, mới mờ thỉnh các vị tăng ở các chú xứ, ở các nơi xa xôi, tu nơi hẻo lánh, về lại nơi, tại nơi một cái chú xứ để cúng dường. Thì cái rằm tháng 7 là ngày để siêu độ vong nhân. Cho nên ngày rằm tháng 7 ở đây là tổ chức ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch, nó vô ngày Chủ nhật. Thầy sẽ phát 1000 tượng Phật để hồi hướng công đức cho tất cả các vị hương linh và cúng dường trai tăng tại nơi này. Và bữa đó cũng có vợ chồng Châu Thanh lên có những bài mẹ. Trời, hôm bữa thầy đã nghe thấy là phấn khởi rồi phải không? Hôm bữa có anh Trí ở bên Mỹ, anh nói thưa thầy, 7 năm về trước con nghe Châu Thanh hát một cái bài về mẹ, mà con phải nói con mê, mà con nghe con mê, mà nó nghe mà nó sung sướng muốn rụng rúng. Anh Trí anh nói mắc cười. Thầy kêu Châu Thanh bữa đó phải hát ca cái bài đó thầy. Mà quý vị biết là thầy hồi nhỏ là coi như là tân nhạc, tức là hát nhạc mà trẻ, bây giờ là hát nhạc thầy không có thích. Thầy thích cái thời mà gọi rằng là quê hồi xưa, cái thời mà tân cổ, cổ nhạc rồi mà giọng cổ cải lương rồi hồi xưa thầy thích. Mà giờ thầy thấy cái giọng cổ đó nó hát mà có, nó dài đó. Bài hát thường là có 3 phút, giọng cổ có thể 9 phút, 10 phút, 15 phút. Quý vị thấy cái bài mà niệm Phật vãng sanh vừa rồi không quý vị? Quý vị về coi cái đĩa này là nó tuyệt. Thầy lòng ghép, thầy làm, trời nghe nó mê luôn. Châu Thanh ở bên ngoài không đẹp bằng trong đĩa, đặc biệt. Thầy kêu Châu Thanh hát cho thầy nghe cái bài mà rằm tháng 7 để thầy duyệt, thầy làm cái ngày mùng 10 coi. Thuộc liền. Trời ơi, anh ca mà nghe nó mê. Anh hát ở dưới đó mà anh chạy chạy nước mắt nữa chứ. Con nhỏ cái này hay thiệt. Thì tối mùng 9 á, tháng 7 là thầy sẽ cho hai vợ chồng lên nói về cái sự mầu nhiệm của mẹ chồng, mẹ vợ của Châu Thanh lúc trước là giống như bà chằn dữ lắm. Mà bây giờ anh lại Phật anh cầu nguyện, bây giờ bà đỡ rồi, bà chuyển ra. Rồi Châu Thanh hát bài, rồi Ngọc Huyền Châu là vợ hát một bài, rồi hai người hát chung một bài là ban đêm đó là 3 bài. Mà 3 bài là thầy tuyển thiệt hay, mà mỗi lần anh cất lên là anh chảy nước mắt, lại dưới này phải chảy nước mắt hết. Mà anh kêu là đợt này là anh mở lên là nhạc anh hát là tuyệt. Thầy đang chuẩn bị sắp xếp cái ngày mùng 10 tháng 7. Và sáng ngày mùng 10 tháng 7 là cúng dường mà gọi là dân y ca sa đó nha. Dân y ca sa nó là tức là cúng dường y cho các chư tăng ni á, là anh hát cái bài dân y thôi cho hay lắm. Cho nên ngày mùng 10 tháng 7 là thầy chuẩn bị để mà lo cái ngày để Phật tử về để mà nhận tượng Phật và làm lễ ngày Mục Kiền Liên. Và bữa đó là chúng ta sẽ làm lễ Vu Lan. Cho nên cái ngày Vu Lan đó là từ nơi ngày Mục Kiền Liên mà lại có được cái ngày lễ báo hiếu, không ạ? Và ngài là thần thông đệ nhất mà cũng không dùng. Đến lúc việc xảy ra mới ôm chân Phật cũng có hiệu quả. Cư sĩ Trần Phi Lâm, công chức hãng đường Đài Đông, là một vị Phật tử thuần thành. Nhưng vợ của ông ta lúc đầu chống đối kịch liệt, ông chồng tin Phật, niệm Phật. Tuy nhiên, Trần cư sĩ cũng không thối tâm chút nào, vẫn cứ tinh tấn. Và một mặt với tâm từ bi, cố sức khuyên vợ rằng: chúng ta có miệng phải nên niệm Phật A-di-đà, tức là cái vốn cho sau này được vãng sanh Tây Phương. Nhưng trước khi chưa được sanh Tây Phương, cũng có thể gặp dữ khóa lành, tiêu tai giải nạn. Đối với bản thân, có sự lợi ích không gì bằng. Bà Trần được ông chồng hàng ngày cảm hóa như thế, lại cứ như đàn khảy tai trâu,
hoàn toàn chẳng nghe. Tuy thế, bà Trần này lại là một bà chủ giỏi khéo coi sóc việc nhà, vừa cần cù vừa tiết kiệm. Có lúc còn lên núi kiếm củi, gánh một gánh củi lớn xuống núi, rồi ngồi một chiếc xe lửa nhỏ cuối cùng về nhà. Nhưng có một lần bà Trần gánh củi xuống núi, không ngờ mặt trời đã lặn, chiếc xe cuối cùng đã chạy rồi. Chiếc xe lửa nhỏ trên núi là xe kéo mía, không phải là xe chuyên chở khách. Cho nên sau khi chuyến xe cuối cùng chạy đi rồi, thì ai tự về nhà nấy, không có ai ở lại trạm xe cả. Trời đã tối, bà Trần trên vai gánh một gánh củi lớn, tự mình khích lệ sức mạnh, quyết định đi bộ về nhà. Một thân một mình thuận theo con đường sắt, đi giữa đường ray tiến thẳng về phía trước. Lúc đi được nửa đường, đột nhiên thấy giữa đường ray phía trước một bóng đen của một đại hán đang đứng. Lúc ấy, bà Trần càng đi thì càng gần. Nhìn càng rõ, toàn thân lông tóc dựng đứng, sợ đến nỗi quăng gánh củi trên vai do vì bà đã hết sức gánh tiếp. Bà Trần đang lúc đêm đen có một mình nhìn thấy bóng đen kia. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên nhớ lại việc mấy năm trời được chồng khuôn tập cho một câu chú vương từ nào không chịu đón nhận, nhất là không hề muốn niệm. Đang lúc vô cùng nguy cấp này, việc đến mới ôm chân Phật. Bà đứng ngay nơi đó, không kềm được chắp tay lại, to tiếng niệm, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được vài phút, cái bóng đen của đại hán đó dường như đã có cái dạng bước sang một bên rồi, và dần dần mất tiêu luôn. Bà Trần nhìn thấy thật rõ ràng, liền vội vã đi nhanh lên, cả đến gánh củi cũng không màng đến. Trên đường chạy về nhà của bà Trần, trong miệng vẫn không ngớt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng đi được một hồi, bỗng nhiên đôi chân không thể đi được nữa. Lúc đó trong bụng bà Trần cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao mà đôi chân... Cho nên thầy thấy dạo gần lại đây, thầy siêng niệm Phật hơn. Đi trên xe thầy cũng cầm chuỗi A Di Đà Phật, hoặc giả hít vô A Di, thở ra Đà Phật, luôn luôn câu A Di Đà Phật bên cạnh thầy. Và câu A Di Đà Phật là mạch máu, là sự sống, là đôi mắt, nếu không có mắt nhìn là không thấy đường để đi. Và nhờ câu A Di Đà Phật, nó tiêu đi những cái nghiệp tiền khiên túc trái nhiều đời nhiều kiếp, giữa vợ với chồng, giữa con với cha, giữa con với mẹ, giữa ông bà với con cái, với cháu chắc. Nhờ cái công đức niệm Phật mà nó bào mòn, nó tiêu những cái nghiệp tiền khiên túc trái, và nó phát triển ra trí tuệ. Vì A là vô di đà, là lượng, Phật là giác, giác tức là trí tuệ. Niệm cái vô lượng giác này lâu ngày, phát sanh ra trí tuệ. Phát sanh như thế nào? Câu A Di Đà Phật có công năng tiêu cái nghiệp của quá khứ, gọi là niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, thuần thành tự tại chuyển phàm tâm. Ngài Ấn Quang nói trong tâm của mình đã có một cái A Lại Gia Thức. Từ nơi Ngài Xá Lợi Phất, chúng tôi mới phân tích ra cái trí tuệ. Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất là tượng trưng cho trí tuệ, thì hôm nay chúng ta cũng dùng cái trí tuệ để nghe cái bộ kinh này, để tụng cái bộ kinh này và hiểu cái bộ kinh này. Muốn đạt được cái trí tuệ, cái trí tuệ đầu tiên đó là đại viên cảnh trí. Chỗ này hơi sâu chút nha, ai có học di thức hiểu chỗ này. Và các vị mà lớn tuổi mà ít có học, bây giờ cũng cố gắng ngồi lắng nghe nha. Hôm nay thầy nói hơi sâu một chút, hơi cao một chút, nói chậm một chút. Vì vậy quý vị hãy ngồi lắng lòng nghe cho kỹ. Nhất là trời đang mưa râm râm bên ngoài mà thôi, nghe Pháp là tuyệt nhất ha. Cho nó mưa râm râm bên ngoài mà ngồi niệm Phật dễ ngủ gục lắm, mát mát á mà. Vì vậy giờ thầy giảng thì hãy ngồi lắng nghe cho kỹ nha. Tại vì cái phẩm đầu tiên là Pháp Hội Thánh Chúng, Ngài đương cơ đầu tiên là Ngài Xá Lợi Phất, đến Mục Kiền Liên, đến Ngài A Nan. Còn các hàng Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì hôm nay thầy nói đến những vị đệ tử Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất,
Ngài Ca Diếp, Ngài Bồ Kiền Liên, Ngài A Nan, rồi nói đến các vị Bồ Tát và Đại Trí Văn Thù, Đại Hạnh Phổ Hiền, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì đó là những vị đương cơ trong cái phẩm đầu tiên gọi là Pháp Hội Thánh Chúng. Nãy giờ thầy giảng vẫn nằm trong bộ kinh Vô Lượng Thọ, và phẩm thứ nhất là Pháp Hội Thánh Chúng nha quý vị nha, chứ không có đi lòng vòng bên ngoài ạ. Hãy lắng nghe nha. Thì thưa quý vị, cái trí tuệ để mà mình đạt được á, thì cái công năng để mà nó khai thác đó là cái danh hiệu Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật. Vì nó có công năng, nó tiêu những nghiệp của quá khứ, mà Ngài Ấn Quang nói là niệm Phật phương năng. Phương năng là có khả năng tiêu túc nghiệp, tức là tiêu những cái nghiệp của quá khứ. Tiêu như thế nào? Trong cái A Lại Gia thức của mình, nó có những nghiệp thiện và nghiệp ác. Mà trong kinh Di Thức gọi á, Di Thức học gọi á, là hắc nghiệp và bạch nghiệp. Hắc là đen, bạch là trắng. Hắc nghiệp là những nghiệp xấu, tham sân si ganh tị, và bạch nghiệp là nghiệp thiện, từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha. Thì như vậy cái câu A Di Đà Phật này nó có công năng, nó tiêu những cái hắc nghiệp, nó phát triển những cái bạch nghiệp, nó tiêu những cái ác nghiệp, nó phát triển những cái nghiệp lành. Cho nên những người niệm Phật lâu ngày không lạ gì, không lạ gì tánh tình người ta mỗi ngày mỗi hiền hòa, hoan hỷ, khoan dung, rộng lượng và tha thứ. Tuy nhiên có một số những người lúc trước không biết niệm Phật, đến bây giờ niệm Phật mà tánh tình của họ vẫn còn hung hăng, ganh tị, và gì, có những sự đố kỵ, là vì cái công năng và công phu của họ chưa đắc lực. Đắc lực là sao? Đắc lực là công phu là mỗi buổi sáng họ đều thức dậy 2 giờ mấy, 3 giờ, 3 giờ mấy, 4 giờ, họ công phu đều không bỏ. Bữa nào mà bỏ công phu họ thấy nó khó chịu, nó thiếu thốn. Và khi trong người họ có những cái tâm tham lam, giận hờn, ganh tị, đố kỵ nổi lên, là trong người họ nó thấy nó khó chịu. Thì người này á, là đã đạt được công phu đắc lực. Lúc đó họ quay lại giữ câu A Di Đà Phật liền, niệm câu A Di Đà Phật, thì nó chuyển những cái tâm tánh đó đi, thì công phu gọi là đắc lực. Nhớ chỗ này nghe. Còn nếu người đó mà niệm Phật, thấy Phật, thấy nhiều ánh sáng hào quang, có nhiều cái cảm ứng, mà trong tâm của họ không chuyển hóa được tham sân si đố kỵ, có những cái tâm mà tham lam, giận hờn, si mê, đố kỵ, thì công phu người này chưa đắc lực. Nhớ chỗ này. Hòa Thượng Tịnh Không nhắc chỗ này kỹ lắm đó nha. Vì vậy công phu muốn đắc lực thì mình gì? Mình phải thường xuyên ngày nào cũng công phu. Mà muốn công phu này đắc lực thì người này không xen tạp một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà tụng. Nếu họ tụng Pháp Hoa là chuyên tụng Pháp Hoa, nếu họ trì chú Đại Bi là chuyên trì chú Đại Bi, nếu họ niệm A Di Đà Phật là chuyên niệm A Di Đà Phật, thì quý vị sẽ đạt được gọi là đắc lực, được một cái năng lực. Lực đó là tự lực và tha lực. Trong pháp môn Tịnh Độ gọi là nhị lực. Nhị là hai, tự lực mình và tha lực của Phật. Và nó chuyển lần từ cái A Lại Gia thức này trở thành Bạch Tịnh thức. Bạch Tịnh thức còn một tên gọi nữa, gọi là Đại Viên Cảnh Trí. Chỗ này hơi sâu nha. Từ một câu A Di Đà Phật này niệm lâu ngày, nó tiêu những cái hắc nghiệp, phát triển bạch nghiệp, và nó tiêu cho đến khi mình đạt được gọi là Bạch Tịnh thức, hay gọi là Đại Viên Cảnh Trí. Là cái trí này nó có công năng soi hết tất cả vạn vật nhưng không dính mắc. Nghe chỗ này nghe. Hồi trước thầy học Di Thức, mấy thầy giới thiệu và ví dụ nè. Cái gương khi vạn vật đến nó soi rất rõ ràng, từng nét từng ly không có thiếu sót. Nhưng khi vạn vật không còn trước mặt cái gương nữa thì vật ở trong cái gương không còn nữa. Nghĩa là
Vật đến thì nó sôi, vật đi nó không lưu ảnh trời. Cái bạch tỉnh thức cũng vậy, cái đại viên cảnh trí này cũng vậy. Vạn vật người ta đến, mọi sự việc nó đến với mình. Mình giải quyết xong rồi, nó ra đi, mình không để nó lưu lại trong tâm mình nữa. Đó. Thì các vị tu thiền, mọi sự việc đến rồi đi ảnh, nghĩa là con nhạn nó bay qua cái đầm nhưng mà nó không lưu ảnh lại. Các vị thiền sư hồi xưa hay nói như vậy, nghĩa là ngài trở về lại được cái chân tâm thường trụ của ngài. Nhưng riêng đối với mình mà trở về với chân tâm thường trụ khó lắm. Mà mình trở về với cái gì? Trở về lại với câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là cái bản giác. Mình trở về lại cái câu A Di Đà Phật thì nó dễ hơn là trở về với chân tâm. Hôm nay thầy giảng hơi cao chút xíu, những vị có học tri thức cũng như có nghiên cứu Phật pháp lắng nghe nha. Rồi thầy sẽ phân tích giảng giải kỹ càng để mỗi tầng lớp nghe hiểu hết. Giảng đến chỗ này là có nhiều chú bé nhỏ nhỏ có thể không hiểu nổi, nó hơi sâu một chút ha. Cái đại viên cảnh trí này giống như một cái gương, vạn vật tới nó soi rồi nó không lưu ảnh. Ví dụ như cái tâm của mình, người ta chửi mình nghe ờ vậy hả, rồi người ta đi rồi mình không lưu lại cái câu chửi trong tâm, vẫn giữ lại được cái bản tánh bình an tĩnh lặng của tâm hồn. Đó là người ta tu thiền. Còn mình trở về lại với cái câu A Di Đà Phật, người ta chửi mình tai này nó lọt qua tai kia không có dính. Mình trở lại được cái câu A Di Đà Phật, trở lại được cái bản tánh thẳng bình lặng, thanh thản, an nhiên, tĩnh lặng, tịch chiếu của mình. Đó là người trở về lại được với thể tánh thanh tịnh của mình. Đó là sống lại được với cái đại viên cảnh trí. Nhớ không? Khó lắm, không phải dễ đâu. Có nhiều Phật tử người ta nói thưa thầy, hôm trước con đi lên chùa thầy, con mới đi về, cái bà bên đó thầy, bà mất một con gà, mà không biết làm sao bà nói con á, bà nói con á, cái con mẹ đó đó đi chùa chủ nhật nào cũng đi á, vậy mà về nhà rồi bắt trộm con gà của tôi ăn, nhổ lông ra còn để cái gốc đó đó. Trời, con nói thầy, bữa đó mà con không ăn chay con qua con cho bà mấy tát liền. Thì người này niệm Phật chưa đắc lực, tuy rằng chưa hành động nhưng cái tâm của mình vẫn còn chấp vào cái lời nói của họ. Thì người này chưa sống được với cái tâm gọi là đại viên cảnh trí, chưa trở về được với cái câu A Di Đà Phật. Mà nói con như vậy mà mình nói bắt gà ăn mà còn để một đống lông đó nữa, nghĩa là mình chấp vào lời nói của người ta, không à? Và nếu người ta nói không có, nó có dính dáng gì đến mình đâu? Khó nghe quý vị nghe. Cho nên cái người niệm Phật có đắc lực, người ta dùng cái trí tuệ, người ta quán sát và người ta dùng cái định lực, đó là người ta niệm danh hiệu A Di Đà Phật, thì người ta trở về lại với cái tâm bản nhiên thanh tịnh gọi là đại viên cảnh trí, và chuyển cái đa lạ gia thức này trở thành đại viên cảnh trí, chuyển cái mạt na thức trở thành bình đẳng tánh trí. Cái mạt na thức nha, tối quý vị nằm mơ là cái mạt na thức đó nó hoạt động. Ở đây có ai mơ không? Nhất là trước khi ngủ mà coi phim tình cảm mối tình tay ba đó thì chắc chắn đêm nó sẽ mơ. Nếu một đêm không mơ mà coi hai đêm, đêm thứ ba là mơ liền. Mơ thấy làm sao? Mơ thấy mình giống như trong phim, là ông chồng mình bị người khác giật rồi. Vì sao vậy? Vì cái ý thức đó, nó coi cái màn ảnh đó, nó coi cái phim đó, nó chụp vào trong cái a lại gia thức, và những cái hình ảnh đó là chủng tử. Cái chủng tử này nó rơi rớt trong cái a lại gia thức, và cái a lại gia thức này nó chứa đựng giống như một cái bọc. Điều xấu nó cũng chứa vô, điều tốt nó cũng chứa vô, đậu đen nó cũng chứa vô, đậu trắng nó cũng chứa vô. Ví dụ cái bọc đó, nó chứa đậu đen, đậu trắng, nó chứa lộn xộn trong đó. Thì cái mặt na thức này ban đêm á, nó mới móc cái chủng tử đó lên. Nếu chủng tử nào mạnh, có năng lực thì nó trào ra trước, thì cái mặt na này á, nó
gọi là truyền tống thức. Nó đứng canh cửa, khi tối ngủ say, chết giấc hoặc lên cõi trời vô tưởng, là cái ý thức mình hồi nãy giờ quý vị á, mà ngồi mà nghe thầy nói á, nó vắng mặt. Hồi nãy giờ thầy ngồi nói đây quý vị nghe á, là gọi là ý thức thứ 6, nó phân biệt. Thầy Nhàn đang giảng cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này, phẩm thứ nhất là Pháp Hội Thánh Chúng nè, đang giảng đến cái đoạn gọi rằng là trí tuệ đệ nhất là Ngài Xá Lợi Phất. Giờ thầy Giác Nhàn đang phân tích trí tuệ là gì đây nè, làm sao đạt được trí tuệ đây nè. Đó, cái đó là cái ý thức phân biệt. Nó đem cái chủng tử này vào trong A Lại Da, nó chứa đó. Rồi tối ngủ nó móc ra. Nếu hàng ngày mình tha thiết mình lạy Phật, thì cái mạc na thức này gọi là truyền tống thức, nó truyền và nó tống cái tâm thức mình thấy được Phật. Bởi vì mình huân tập Phật, chủng tử tốt, thì nó sẽ gì? Nó sẽ, cái chủng tử tốt đó mới và có sức mạnh, nó sẽ gì? Khởi lại, nó khởi dậy. Và có những cái chủng tử mà kiếp này mình không có giết người, nhưng mà kiếp trước mình có giết người, cho nên thành ra cái chủng tử này nó đầy đủ cái nhân duyên thời tiết, gọi là dị thời như thục, dị loại như thục, biến dị như thục, tức là nó chín mùi rồi, bắt đầu nó khởi dậy. Thì khi nó khởi dậy là trong giấc mơ mình thấy trước, rồi sau khi trong giấc mơ rồi, cái nghiệp này nó chín mùi, bắt đầu mình phải trả cái nghiệp đó. Đó, phải nhớ cái chỗ này. Thì trong giấc mơ đó là cái mạc na thức, nó đem cái chủng tử ở trong A Lại Da thức ra, và thấy núi non cuộc sống, đó là từ trong tâm thức mình biến hiện ra. Thì là nói với quý vị là cái mạc na thức này nó chuyển thành bình đẳng tánh trí. Nếu người niệm Phật lâu ngày mà chưa có tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng nghĩa là gì? Là cái tâm không còn phân biệt chấp trước. Lúc trước ở trong nhà mình thương đứa này, không thương đứa kia. Bởi vì cái đứa này nó nghe lời mình cho nó tiền nhiều hơn. Còn đứa kia nó không nghe lời mình, nó ngỗ nghịch, không cho nó nhiều tiền. Hầu như là ghét nó nói cái gì ra mình cũng không ưa. Nó nói đúng mình cũng ta cho là sai. Còn cái đứa mà mình thương nó nói sai mình cũng cho là đúng. Hình như trong nhà cũng có nha. Thấy cười cười là biết rồi nha. Thì như vậy cái tâm của mình nó không bình đẳng. Ông nội với bà nội, thấy bà nội mình thấy niệm Phật dễ thương quá. Bà nội của mình biết nghe lời, nói sao anh nghe vậy bà im mà chỉ có niệm Phật. Còn ông nội cái mời miệng ông cái chét chét suốt ngày, ghét không cho tiền. Hiểu hiểu cái tâm bình đẳng này không? Cái tâm đó là cái tâm không bình đẳng, phân biệt chấp trước. Bây giờ làm sao để bình đẳng? Mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà lâu ngày, mình phải thương cái người mà mình lúc trước ghét, bởi vì họ đang tạo nghiệp. Bây giờ mình bằng cách nào chỉ cho họ niệm Phật, bằng cách nào để cho họ biết tu hành. Đó, bắt đầu tâm bình đẳng xuất hiện. Chứ không phải mình thấy họ mình không ưa, bây giờ mình dến chân đạp nữa lộn hố. Không phải vậy nữa. Mà bây giờ làm sao? Bây giờ mình thể hiện cái tâm từ bi, thương họ, bởi vì họ không biết tu. Đây là oan gia trái chủ đang chọc ghẹo mình nè, đang làm cho mình bực nè, đang làm cho mình mất của nè, đang làm cho mình buồn phiền nè. Thì bây giờ mình dùng cái tâm từ để hóa giải. Quý vị có nghe trong kinh Phật dạy là dùng đức từ để tu thân không? Dùng đức từ để tu thân, dùng đức từ để tu khẩu, dùng đức từ để tu ý. Từ cái lòng từ là ban vui, bi là cứu khổ cho họ. Vậy mình làm sao để cái tâm mình nó được bình đẳng? Thầy nói chân thành với quý vị, những cụ ở trong chùa của thầy, khi mà đau bệnh, cũng như ăn uống, cũng như sinh hoạt, thầy đều lo lắng như nhau. Chuẩn bị ngày lễ đến đây, những cụ mà trên 75 tuổi á, thầy cũng chuẩn bị những phần quà. Và các cụ ở đây á, thầy may một người 1-2 bộ đồ, các chú cũng 1-2 bộ đồ. Mà các chú hôm nay gần 100 vị rồi. Quý vị biết bao nhiêu mét giải không? 1000 mét.
Ở nhà quý vị lo có 4 người mà sặc sừ rồi phải không? 4-5 đứa lo thôi mà quý vị lo là sặc sừ rồi phải không? Bữa nay hôm nay là 260 vị rồi. Tổng cộng các chú các cụ chuẩn bị tăng thêm nữa đó. Còn đi đi về về là một ngày hơn 300 người. Một ngày phải nấu 1.000 suất ăn. Hôm nay cái bếp nó chật rồi, phải lên làm thêm bếp mới nữa. Vậy mà vẫn không thiếu. Thầy thấy lúc nào cũng đầy đủ, không phải thấy thiếu thốn. Cho nên quý vị về đây tu hành, tu tập ngày chủ nhật, có khi nào thầy kêu thầy thiếu gạo rồi cầm tiền lấy cái giỏ xuống để xin quý vị không? Thầy tin chắc rằng công đức niệm Phật của quý vị hàng tuần chủ nhật này nó sẽ dung hòa, và thiếu cái gì nó đắp vô chỗ đó. Tin công đức niệm Phật không? Thiếu gạo nó đắp vô gạo, thiếu kinh nó đắp vô kinh, thiếu tiền nó đắp vô tiền, thiếu Phật nó đắp vô Phật. Mới thỉnh đây 1.000 tượng Phật 350 triệu người ta cúng đủ rồi, thiếu gì đắp vô đó. Công đức niệm Phật bất khả tư nghì. Thâm tính A-di-đà Phật là giai sung mãn, là tin sâu vào Đức Phật A-di-đà là được điều đầy đủ hết. Tin đi quý vị. Dĩ nhiên có nhiều người trong này vẫn chưa tin, về nhà công phu niệm Phật mà vẫn còn phân tán, vẫn còn phân biệt, vẫn còn lo âu, vẫn chưa tin vào câu A-di-đà Phật. Tối phải tính toán lo lắng, sáng nó mệt quá không có thể công phu được, rồi không đạt được công phu. Quý vị thấy ở nơi nào mà đều đặn một ngày hơn 300 người mà lo lắng ăn uống, mà không phải vận động sinh sỏ, để tự coi thử công đức niệm Phật ở đến đâu, để tự coi thử cái công phu của đại chúng như thế nào, vậy mà đầy đủ cái gì? Đó. Quý vị thấy một cái gia đình nào mà lo trên 300 người không? 260 người đăng ký mà gọi là dài hạn. Bây giờ tiếp tục lên, chủ nhật nào cũng nhận mấy bà cụ ở trên. Cho nên chỗ thầy là chiêu sinh mấy cụ già mà. Đúng không ạ? Đó. Nhưng mà nuôi các cụ già nó có một cái hay nữa là mau giảng sanh đỡ tốn gạo. Nuôi mấy đứa nhỏ nó lâu, trời ơi, cái chú này mà bây giờ nuôi đến khi 50-60 tuổi ông ra đi, biết khi nào tốn biết bao nhiêu gạo. Thôi mấy chú nhỏ có cái chùa, nuôi mấy chú nhỏ xuống đó ở. Cho nên cái chùa của thầy mà mấy chú nhỏ đến mà thầy ngồi, thầy chăn, thầy dạy, thầy không có thời gian. Vì vậy mấy thầy nào mà phát tâm nuôi các vị nhỏ đó, mình đưa xuống dưới đó. Không phải là thầy phân biệt chấp trước trẻ mà già, mà cái lứa tuổi và cái chỗ để mà thầy chọn vào trong này là bình đẳng như nhau, là các vị các tuổi già. Vừa rồi có cái cô đó hình như cô già hát hay sao, mới có 45 tuổi mà tưởng 55, trời già hát. Hỏi cô bao nhiêu tuổi, cô kêu con 45. Thầy kêu 50 mới có tiêu chuẩn ở trong này, mà sao thấy cô già quá, thôi thôi cho cô ở, cô vô cô lo như mấy bà già dùm. Mà nói con khổ lắm thầy biết không, từ nhỏ đến giờ mới sanh ra cha mẹ mất sớm, con đi bán vé số, con đi làm mướn, đến bây giờ con khổ lắm, con đi lang thang như kẻ cùng tử. Hôm nay con về chùa thầy á, con nhận Đức Phật A Di Đà là cha rồi, cha lành rồi, là có kho báu A Di Đà Phật xài hoài không hết. Giờ con không làm gì mà con cũng không thiếu ăn, không thiếu mặc, lúc ngáp ngáp thầy đưa vô phòng vãng sanh nữa, con chịu lắm rồi đó, con chịu lắm rồi đó. Ha. À. Như vậy cái tâm bình đẳng ở đây là gì quý vị biết không? Cái tâm bình đẳng ở đây là mình đối xử với tất cả mọi người giống nhau đó. Và thương yêu giống nhau đó. Vì vậy cho nên thành ra muốn đạt được cái tâm bình đẳng này thì nhất tâm niệm Phật, thành tâm niệm Phật thì cái tâm này bình đẳng. Quý vị biết cái cô Diệu Âm Huệ Ngọc bên Oregon, gia đình mà cúng cái bộ tượng 1 tỷ 2 này nè. Cái tượng mà quý vị đang nhìn lên thấy nè. Gia đình của các vị đó phát tâm cúng dường cái bộ tượng này. Hôm trước Giác Nhàn qua giảng bên Mỹ bên đó. Người con đó tên là Như Thủy á. Thấy một cái anh Phật tử. Anh phát tâm, anh cúng dường. Nhưng mà anh không đủ tiền, gọi là mua Phật trả góp. Hồi trước giờ có nghe ai là trả góp Phật chưa? À, trả góp xe có, trả góp nhà có, trả góp đồ vật có, cái này trả góp Phật. Anh này rất là nghèo, làm bên Mỹ nhưng mà
bill á, tức là hóa đơn về nhiều quá, cho nên thành ra phải 2 năm, gần 2 năm mới đủ tiền trả cái bộ tượng 1.2 tỷ. Và dám nói với cái cô Phật tử là có mang Phật từ bên Đài Loan mang về, cô đó là cổ ở bên Arizona, thì nói với cổ thôi bây giờ cô ra tiền trước đi, rồi từ từ tôi trả góp cho cô. Thì cô này cổ mới lần đầu cổ đồng ý. Sau đó rồi cuối cùng hình như có người thỉnh cái bộ tượng này sao, cô đổi ý lại, cô nói à, tôi không có tiền để trả góp cho anh được, rồi thôi nếu mà có tiền đưa liền đi, chứ còn không người khác lấy. Anh buồn quá mà anh đã lỡ hứa với thầy cái bộ tượng này rồi. Thì anh buồn quá rồi, xong anh gọi cho anh Thành, anh Phật tử đi chung với nhau. Bây giờ cô đó không cho trả góp nữa, bây giờ biết làm sao. Mà anh này cũng có một cái đặc biệt, là lúc trước anh có vợ, mà vợ mất. Trước khi vợ mất, vợ nói, vợ của anh đó nói rằng, anh ơi, em có một điều ân huệ nói với anh, là khi anh, khi em mất, anh đừng có tái bản. Biết tái bản không? Nghe tái bản biết là cười rồi. Tức là đừng gặp thêm một cô gái nữa. Nếu anh hứa với em là em nhắm mắt em ra đi, nhưng trong 49 ngày em đợi anh. Hoặc là nếu anh mà thực sự để lo nuôi đứa con á, đứa con nó đẹp trai, thì em sẽ đầu thai em ra đi. Còn nếu mà anh bước thêm một bước nữa quen người khác, là em sẽ ở trong này quậy anh. Anh này anh hứa, và anh nghĩ chắc người chết là mất á mà, đâu thấy nữa đâu. Thì cuối cùng anh tái bản, gặp thêm cô khác. Thì gặp cô khác về là cái nó lục đục hoài, ôi cha, cứ kinh cãi hoài. Tôi nghĩ là cô này là nghịch ý, anh này nói gì cổ không không bằng lòng. Và đặc biệt là anh này anh biết nhưng mà không buông được. Mà hình như cô này, cái cô mà vợ lớn đó, nó khiến cho cái cô này phải nghịch ý lại, phải lộn xộn, phải kình cãi. Mà cái lúc thầy đến nhà là anh nói uống rượu rất ngon mà cô này bỏ đi mất. Khiến là không thích thầy. Không thích thầy. Ảnh thì thích thầy, thích Phật. Còn cổ không thích thầy, không thích Phật. Thế trời kéo cả ngỗng vậy. Thì cuối cùng thầy đến thì anh cũng tâm sự đồ này nọ. Xong đó thì cuối cùng phát bồ đề tâm, cúng Phật đã hồi hướng cho cô. Làm bao nhiêu công đức mà không quá giải được, bởi vì mình không làm đúng với cái ý của người ta, mình hứa hẹn với người ta. Cho nên hứa với người sống coi chừng người ta bỏ qua, cho hứa người chết là coi chừng đó nha. Vì vậy thầy bày quý vị về cũng nói ông chồng vậy mà. Nhưng mà hù thôi, em theo anh nha, đừng có theo, chỉ mất công thôi, dễ sanh cực lạc rồi không. Thì cuối cùng anh này anh rất là buồn, rất là khổ. Và anh lấy hồi hướng tượng nè, làm bao nhiêu công đức nè, hồi hướng cho cô ta, mà không có làm đúng với ý cô ta được, cho nên gia đình cứ lộn xộn. Cho nên gia đình quý vị có lộn xộn thì quý vị xem lại trong gia đình phần dương phần âm, và coi cái phước báo vân vân trong gia đình mình như thế nào. Tu hoài mà chưa có đắc lực, chưa có kết quả để chuyển, thì mình xem lại thử như thế nào cho nó đúng, không ạ? Thì cuối cùng cô Như Thủy này nghe như vậy, xong cái cả gia đình nguyện rằng nếu bán được căn nhà là sẽ cúng bộ tượng. Thì khi nguyện như vậy xong thì bán được căn nhà và trả nợ cái căn nhà mình mới mua chưa hết vẫn còn nợ, mà lấy tiền mấy chục ngàn đô á, là 1.2 tỷ này á, để cúng cái bộ tượng. Tức là gia đình vẫn còn nợ mà vẫn cúng bộ tượng. Thì cái duyên cái bộ tượng của thầy ở đây á, là năm 2007 á, là thầy thấy các thầy chụp cái mô hình cái tượng này á, ở bên Đài Loan về là thầy mơ ước, thầy thích rồi. Đúng vào trong kinh nói là nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Mình nhớ cái bộ tượng này, niệm danh hiệu Phật và mơ ước đến ngày hôm nay cái bộ tượng này gì về lại. Mà khi bộ tượng này về lại rồi, cái chùa thầy tự nhiên nó đông lên, hình như là mọi người về nhìn thấy nó hoan hỷ. Mà khi thấy cái bộ tượng hoan hỷ thì cái người cúng đó, người ta được công đức cứ mỗi ngày, rồi mỗi chủ nhật, mỗi tháng, mỗi năm, cái công đức của người cúng tượng nó cứ tăng lần lên. Cho nên mới nói là 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật. Người ta về người ta lạy cái bộ tượng mình cúng, người ta lạy cái bộ tượng của mình phát tâm á, cái công đức đó
của mình ngày một phát triển, một tăng lên. Cho nên thầy rất thích ấn tống tượng Phật, nhưng mà đặc biệt Phật tử ở chùa thầy rất thích sinh tượng Phật. Chính vì ngày 10 tháng 7 thế nào cũng giành nhau nha. Cái bà đó, cái cô đó bữa cô đòi đánh tha, sáng tay cái cô kia luôn nha. Bà làm gì mà bà đứng đây mà bà giành lâu, tôi có phiếu mà sao tôi chưa lấy nè. Giành Phật quýnh lộn nhau chết. Đó. Cho nên đợt này thầy cho Phật thầy làm sao cho bình đẳng để cho nghe. Đó. Thì như vậy cái tâm bình đẳng của mình hôm nay, mình làm sao về mình xem lại gia đình của mình và đối xử mọi người không có còn phân biệt chấp trước thân và thù. Nếu thân thì mình lúc ra đi nó thương yêu, nó quyến luyến. Nếu mà thù thì lúc đó mình ghét, mình cũng không vãng sanh được. Cho nên thương quá cũng không vãng sanh, mà ghét quá cũng không vãng sanh. Mà tâm người này làm sao vãng sanh? Bình đẳng. Tâm người này phải gì? Phải trung đạo bình đẳng. Nhớ không? Và cái trí mà gọi là ý thức thứ 6, nó chuyển thành gọi là diệu quan sát trí. Đó là cái trí nó quan sát cái người niệm Phật nha. Nghe 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 chỗ này nha, chỗ này nhìn lên nha, nhìn lên màn ảnh nhỏ nè. Cái người niệm Phật lâu ngày nhìn cặp mắt của người ta nó long lanh, nó tinh, gọi là nó tinh khiết. Không ạ? À, ở ngoài đời người ta gọi là tinh xảo. Tinh nhưng mà xảo quyệt. Còn có người này gọi là tinh anh. Anh tức là tinh anh, tức là người ta có một cái sự tinh anh đó mà, người nhạy bén. Ta nhìn qua mình người ta biết mình là biết địa chỉ mình liền. Không à, biết mình nói cái trò gì liền. Có nhiều người Phật tử vô nói thầy, con đang chuẩn bị làm cái công ty lớn đó, thầy hùng với con làm cái công ty đó đi thầy. Từ từ vài bữa lời nhiều lắm thầy tha hồ làm Phật sự. Thầy kêu rồi đừng có lừa, nói trong bụng giống nói ra ngoài. Nói ra ngoài sợ quýnh phù mỏ mà. Thôi đừng có lừa nữa à. Phật sự của tôi có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm. Đừng có lừa. Không à, nhiều người thấy pháp hội mình đông á, nghĩ thầy có điều kiện in kinh một lần mấy chục triệu, mấy trăm triệu, họ vô kêu kết hợp với họ làm công ty chắc ăn lắm. Tiền ra khỏi túi mình là xong, đừng có dạy nha quý vị. À, vì vậy cho nên thành ra cặp mắt của mình tinh anh. Tinh anh từ cái trí diệu quan sát trí đó, mà cái diệu quan sát trí đó cũng từ nơi câu A Di Đà Phật để nó có một cái diệu quan sát trí. Cho nên câu A Di Đà Phật tiêu đi nghiệp xấu, phát triển nghiệp lành và có một cái sự sáng suốt quán xét một cách tường tận, tinh túy, tinh tế, tinh anh. Không phải dễ ai cũng muốn là có đâu à. Quý vị muốn có cái tinh anh, quý vị muốn có một cái trí sáng suốt, quý vị mà muốn có một cái khả năng mà giống như thầy mà nãy giờ ngồi nói thao thao bất tuyệt trên này, phải trả một cái giá là phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải lạy Phật, phải phóng sanh, phải ấn tống làm những điều phước thiện. Thì từ lúc đó nó kết tinh lại, có cái công đức mình ngồi mình nói người ta mới nghe nha. Chứ không dễ gì người ta nghe, người ta ngủ ráo hết trơn. Đó mà. Cho nên nãy giờ thầy nói đây là dùng cái gì? Cái diệu quan sát trí. Dĩ nhiên mình chưa đạt được toàn phần của diệu quan sát trí. Mà niệm Phật đạt được một phần là đắc được một phần diệu quan sát trí. Và diệu quan sát trí này toàn phần là đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó. Thấy chưa? Cho nên cái người niệm Phật người ta khôn lắm, nhìn cái mặt người ta sáng lắm, không có lừa người ta được đâu. Vì vậy người ta làm ăn ít thất bại. Đúng không? Còn mình cứ ngu ngu ngơ ngơ tham tham, mình bỏ ra một mà lấy mười không có đâu trời ơi. Phải không à? Phải mồ hôi nước mắt chứ. Cái gì nó cũng có giá cả, nó thị trường cũng giá cả thị trường đó mà. Thấy không à? Cho nên quý vị cứ càng niệm Phật thì nó càng tinh anh. Ngoài đời gọi là tinh xảo. Tinh mà còn xảo quyệt, còn mưu mô, còn tính toán. Thấy chưa? Như vậy hôm nay chúng ta thấy rằng mọi sự việc là chúng ta phải niệm Phật. Thì từ cái A Lại Gia thức nó chuyển thành đại viên cảnh trí, mọi sự việc đến với mình rồi nó sẽ ra đi không chấp trước, không dính mắc. Và gì? Và tâm mình sẽ được bình đẳng nhất như, không bị gì? Không bị phân biệt chấp trước, không bị gọi là thương ghét hận thù với nhau. Thì từ nơi cái tâm bình đẳng tánh trí, và cái tâm của mình nó có tinh anh sáng suốt,
là từ nơi cái diệu quan sát trí, cũng từ nơi câu A Di Đà Phật mà nó đạt thành quý vị. Còn chuyển năm cái thức bên ngoài gọi là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, gọi là tiền ngũ thức, thành thành sở tác trí. Ai học di thức biết chỗ này. Từ câu A Di Đà Phật mà chuyển gì? Mà chuyển đạt được bốn cái trí này. Từ câu A Di Đà Phật chuyển cái A Lạ Gia thức trở thành đại viên cảnh trí. Nhắc tới nhắc lui cho nhớ nha. Từ nơi câu A Di Đà Phật này chuyển cái phân biệt chấp trước của mạt na thức, hay gọi là truyền tống thức, thành cái bình đẳng tánh trí. Từ nơi câu A Di Đà Phật này thật thà chân thật lão thật mà niệm, thì nó chuyển cái ý thức thứ sáu là gọi là phân biệt á đó, nó trở thành cái gì? Diệu quan sát trí. Nó chuyển năm cái thức bên ngoài gọi là tiền ngũ thức, trở thành thành sở tác trí. Lúc trước thầy học di thức, thầy kêu bây giờ mà đạt được mà gọi là bát thức, mà chuyển thành tứ trí này là cả một vấn đề. Nhưng hôm nay mình có phương cách rồi quý vị, đó là niệm câu A Di Đà Phật, nó chuyển bát thức, thức là phân biệt chấp trước, còn trí là không còn phân biệt chấp trước. Vì câu A Di Đà Phật không có phân biệt chấp trước, vì câu A Di Đà Phật là vô lượng giác, mà niệm cái vô lượng giác, niệm cái không phân biệt chấp trước này lâu ngày, thì cái trí của mình nó sẽ được, nó sẽ được đạt được cái trí giác không phân biệt chấp trước. Nhớ chỗ này không? Nhớ trong kinh Lăng Nghiêm nói không? Nếu lấy sạn, lấy cát mà nấu mông thành cơm thì muôn đời muôn kiếp không thành cơm. Nếu lấy gạo nấu thì sẽ thành cơm. Cũng vậy, nếu lấy vạn đức hồng danh A-di-đà Phật là pháp môn vô lậu, là công đức vô lậu từ nơi nguyện lực của Phật A-di-đà mà niệm lâu ngày sẽ thành cơm, sẽ thành chánh giác. Còn lấy cái pháp vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình mà mình tu tập, lấy cái tâm thức mà phân biệt chấp trước của mình tu tập thì lâu ngày không sẽ thành tựu được đâu. Vì đó là lấy cát, lấy sạn nấu không thành cơm. Vì đó là vọng tưởng phân biệt chấp trước, mà để mà thành tựu trở về với cái vô lượng giác, cái trí giác này là khó lắm. Cái chỗ này hơi sâu, nhắc lại chút này. Đôi khi nói mà tự nhiên nó bất thần, nó chợt đến cái chỗ này, nó tuyệt chiêu lắm nha quý vị nha. Lắng nghe nha. Cái buồn ngủ không? Đặc biệt cái pháp hội của thầy từ 2007 đến bữa nay chỉ có một mình thầy giảng, rứa mà bẩn đất, hay thiệt. Những đạo tràng khác là nay thời mời thỉnh thầy này, mai thỉnh thầy kia. Nếu mà Phật tử gọi đến thưa thầy, bữa nay khó tu Phật thất, có thầy đó giảng không? Không có, một cái là không muốn đi rồi. Thì Phật tử hỏi vậy, cái là mấy thầy biết ý, thầy trụ trì biết ý là phải mời thầy đó đến. Khó lắm ngàn. Khó mà gây dựng một cái đạo tràng này, một câu A Di Đà Phật, bốn chữ A Di Đà Phật, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một mình thầy giảng, mà bao nhiêu năm nay mà quy tụ bao nhiêu con người này về, cả một vấn đề ói máu con tim mới dẫn. Mới đơn giản đâu. Cũng như là chùa Vô Ô ở thành phố Hồ Chí Minh á, cái trời ơi ni sư ơi, sao lâu quá rồi không thấy thầy Nhàn về. Ni sư cứ gọi điện lên ngoài nói thầy ơi, thầy về thầy giảng đi, Phật tử cứ hỏi thầy hoài. Kêu để đợt sau giá ngàn xuống giảng, đợt sau gửi địa xuống. Đợt sau gửi địa xuống. Hỏi thầy đâu? Kêu thầy ở trong đĩa. Trời ơi, thầy phải thực tế kìa. Chứ thầy trong đĩa người ta coi đĩa nhiều rồi. Kêu sao thầy xuống được? Thầy nguyện năm này với sang năm, phải cuối sang năm qua 19 tháng 9 á, vía Quan Âm 19 tháng 9 là Đại Tùng Lâm xong á, là bắt đầu thầy đi một chuyến Ấn Độ qua Tam Bộ Nhất Bái và đi các nước trên thế giới, đi các nơi giảng là phải qua sang năm. Nghĩa là 2012 với 2013 là phải ở tại đây tu. À, cho nên thành ra cứ mỗi lần chùa cần cái thầy cứ chép cái đĩa của Châu Thanh nè, mà hôm trước tuần vừa rồi có thầy đó, thầy làm 20.000 đĩa thầy cứ mang thầy gửi xuống. Thầy hẹn bữa đó thầy xuống thầy đưa đĩa xuống. Cho nên thành ra quý Phật tử may mắn là được trực tiếp ngồi nghe thầy. Cho nên thành ra đây là cũng cái duyên, phải không ạ? Thầy không phải là mình quan trọng hóa vấn đề, nhưng mà hình như thầy có duyên giảng tịnh độ. Và những người có duyên với tịnh độ thì về tịnh thất Quan Âm là đúng chỗ, tuyệt chiêu, không ạ? Đúng chỗ rồi. Bởi vì cái gì mà nó chuyên là nó sẽ mau có kết quả và nó mau sẽ đạt thành. Một nghề cho chính còn hơn chính nghề, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, phải không ạ?
Đó. Cho nên thành ra là thầy là chuyên, nếu mà chuyên tu thiền đến gặp Hòa Thượng Thanh Từ, chuyên pháp hoa đến gặp Hòa Thượng Trí Quảng, chuyên mật tông xuống gặp các vị Hòa Thượng về mật tông như thầy Minh Châu rồi đó, còn chuyên tịnh độ gặp thầy Giác Nha. Cái gì nó có chuyên vậy đó, phải không ạ? Ví dụ quý vị vô khám mắt, mình nghe là chuyên khoa mắt là mình vô đó, phải không ạ? Tổng hợp sao mà vô được đó. Chuyên khoa là nó sẽ có kết quả, được chưa? Thầy riêng cái ngày Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, là thầy nói cho quý vị nghe vì sao Đức Phật kêu ngài trí tuệ đệ nhất vào, vì phải dùng trí tuệ mới hiểu được bộ kinh này. Muốn có trí tuệ hồi nãy giờ thầy giảng đó là phải gì quý vị? Là phải đạt được nhất tâm niệm Phật. Không nhất tâm niệm Phật cũng phải thành tâm niệm Phật, và lão lão là già dặn chân chân thật thật niệm Phật thì mình mới hiểu được bộ kinh này, nhớ không? Thưa quý vị, riêng ngài Mục Kiền Liên được gọi là tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Xá Lợi Phất, và có nhiều người gọi là Bồ Tát Mục Kiền Liên, bởi vì ngài Mục Kiền Liên này đặc biệt có hiếu với cha mẹ, có hiếu với cha mẹ, và trước khi có hiếu là nhiều đời nhiều kiếp đã bất hiếu đó. Vì vậy cho nên thành ra rằm tháng 7 là ngày Vu Lan báo hiếu, là từ nơi ngài Mục Kiền Liên thấy mẹ đã đọa xuống địa ngục làm quỷ đói. Khi ngài thấy rồi, ngài mang bát cơm xuống, ngài đưa cho mẹ ăn, mà mẹ tham quá và che lại không muốn cho người ăn. Chính nơi cái tâm này nó thành cơm, nó thành lửa, nó bốc cháy. Than ôi cơm quá than. Vì vậy cho nên ngài mới về bạch với Đức Phật. Đức Phật nói sau 3 tháng ăn cơ kiết hạ, chư tăng ở các nơi tụ họp họp về thì nên phát tâm cúng dường để mà hồi hướng công đức cho mẹ ngươi. Dầu cho ngươi có thần thông nhưng cũng không thể nào cứu được, chỉ nhờ chư tăng tu trong 3 tháng ăn cơ kiết hạ thì mới dùng công đức này cứu mẹ ngươi được. Thì ngài Mục Kiền Liên để rằm tháng 7 á, mới mời thỉnh các vị tăng ở các chú xứ ở các nơi xa xôi tu nơi hẻo lánh về lại nơi tại nơi một cái trú xứ để cúng dường. Thì cái rằm tháng 7 là ngày để siêu độ vong nhân, cho nên ngày rằm tháng 7 ở đây là tổ chức ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch, nó vô ngày chủ nhật. Thầy sẽ phát 1000 tượng Phật để hồi hướng công đức cho tất cả các vị hương linh và cúng dường trai tăng tại nơi này. Và bữa đó cũng có vợ chồng Châu Thanh lên có những bài mẹ. Trời, hôm bữa thầy đó nghe thấy là thật phấn khởi đâu không? Hôm bữa có anh Trí ở bên Mỹ, anh nói thưa thầy, 7 năm về trước con nghe Châu Thanh hát một cái bài về mẹ mà con phải nói con mê, mà con nghe con mê, mà nó nghe mà nó sung sướng muốn rụng rúng. Anh Trí anh nói mắc cười. Thầy kêu Châu Thanh bữa đó phải hát ca cái bài đó thầy. Mà quý vị biết là thầy hồi nhỏ là coi như là tân nhạc, tức là hát nhạc mà trẻ, bây giờ là hát nhạc thầy không có thích. Thầy thích cái thời mà gọi rằng là quê hồi xưa, cái thời mà tân cổ, cổ nhạc đồ mà giọng cổ cải lương đồ hồi xưa thầy thích. Mà giờ thầy thấy cái giọng cổ đó nó hát mà có, nó dài đó. Bài hát thường là có 3 phút, giọng cổ có thể 9 phút, 10 phút, 15 phút. Quý vị thấy cái bài mà niệm Phật vãng sanh vừa rồi không quý vị? Quý vị về coi cái đĩa này là nó tuyệt. Thầy lòng ghép, thầy làm, trời, nghe nó mê luôn. Châu Thanh ở bên ngoài không đẹp bằng trong đĩa, đặc biệt. Thầy kêu Châu Thanh hát cho thầy nghe cái bài mà rằm tháng 7 để thầy duyệt, thầy làm cái ngày mùng 10 coi. Thuộc liền. Trời ơi, anh ca mà nghe nó mê. Anh hát ở dưới đó mà anh chảy nước mắt nữa chứ. Nhỏ cái này hay thiệt. Thì tối mùng 9 á, tháng 7 là thầy sẽ cho hai vợ chồng lên nói về cái sự mầu nhiệm của mẹ chồng, mẹ vợ. Mẹ vợ của Châu Thanh lúc trước là giống như bà chằn dữ lắm. Mà bây giờ anh lại Phật anh cầu nguyện, bây giờ bà đỡ ra, bà chuyển ra. Rồi Châu Thanh hát bài, rồi Ngọc Huyền Châu là vợ hát một bài, rồi hai người hát chung một bài, là ban đêm đó là 3 bài. Mà 3 bài là thầy tuyển thiệt hay, mà mỗi lần anh cất lên là anh chảy nước mắt, lại dưới này phải chảy nước mắt hết. Mà anh kêu là đợt này là anh mở lên là nhạc anh hát là tuyệt. Thầy đang chuẩn bị sắp xếp cái ngày mùng 10 tháng 7,
Và sáng ngày mùng 10 tháng 7 là cúng dường mà gọi là dân y ca sa đó nghe. À, dân y ca sa nó là tức là cúng dường y cho các chư tăng ni á, là nó hát cái bài dân y thôi cho hay lắm. À, cho nên ngày mùng 10 tháng 7 là thầy chuẩn bị để mà lo cái ngày để Phật tử về để mà nhận tượng Phật và làm lễ ngày một kiền liên, và bữa đó là chúng ta sẽ làm lễ Vu Lan. Cho nên cái ngày Vu Lan đó là từ nơi ngày một kiền liên mà lại có được cái ngày lễ báo hiếu. Không ạ? À, và ngài là thần thông đệ nhất mà cũng không dùng. Đến lúc việc xảy ra mới ôm chân Phật cũng có hiệu quả. Cư sĩ Trần Phi Lâm, công chức hãng đường Đài Đông, là một vị Phật tử thuần thành. Nhưng vợ của ông ta lúc đầu chống đối kịch liệt, ông chồng tin Phật, niệm Phật. Tuy nhiên, Trần cư sĩ cũng không thối tâm chút nào, vẫn cứ tinh tấn. Và một mặt với tâm từ bi, cố sức khuyên vợ rằng: chúng ta có miệng phải nên niệm Phật A-di-đà, tức là cái vốn cho sau này được vãng sanh Tây Phương. Nhưng trước khi chưa được sanh Tây Phương, cũng có thể gặp dữ hóa lành, tiêu tai giải nạn. Đối với bản thân, có sự lợi ích không gì bằng. Bà Trần được ông chồng hàng ngày cảm hóa như thế, lại cứ như đàn khảy tai trâu, hoàn toàn chẳng nghe. Tuy thế, bà Trần này lại là một bà chủ giỏi khéo coi sóc việc nhà, vừa cần cù vừa tiết kiệm. Có lúc còn lên núi kiếm củi, gánh một gánh củi lớn xuống núi, rồi ngồi một chiếc xe lửa nhỏ cuối cùng về nhà. Nhưng có một lần, bà Trần gánh củi xuống núi, không ngờ mặt trời đã lặn, chiếc xe cuối cùng đã chạy rồi. Chiếc xe lửa nhỏ trên núi là xe kéo mía, không phải là xe chuyên chở khách. Cho nên sau khi chuyến xe cuối cùng chạy đi rồi, thì ai tự về nhà nấy, không có ai ở lại trạm xe cả. Trời đã tối, bà Trần trên vai gánh một gánh củi lớn, tự mình khích lệ sức mạnh, quyết định đi bộ về nhà. Một thân một mình thuận theo con đường sắt, đi giữa đường ray tiến thẳng về phía trước. Lúc đi được nửa đường, đột nhiên thấy giữa đường ray phía trước một bóng đen của một đại hán đang đứng. Lúc ấy, bà Trần càng đi thì càng gần, nhìn càng rõ, toàn thân lông tóc dựng đứng, sợ đến nỗi quăng gánh củi trên vai, do vì bà đã hết sức gánh tiếp. Bà Trần đang lúc đêm đen có một mình nhìn thấy bóng đen kia. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên nhớ lại việc mấy năm trời được chồng khuôn tập cho một câu chú vương từ nào không chịu đón nhận, nhất là không hề muốn niệm. Đang lúc vô cùng nguy cấp này, việc đến mới ôm chân Phật, bà đứng ngay nơi đó không kềm được chắp tay lại, to tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được vài phút, cái bóng đen của đại hán đó dường như đã có cái dạng bước sang một bên rồi, và dần dần mất tiêu luôn. Bà Trần nhìn thấy thật rõ ràng, liền vội vã đi nhanh lên, cả đến gánh củi cũng không màng đến. Trên đường chạy về nhà của bà Trần, trong miệng vẫn không ngớt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng đi được một hồi, bỗng nhiên đôi chân không thể đi được nữa. Lúc đó trong bụng bà Trần cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao mà đôi chân. Cho nên thầy thấy dạo gần lại đây, thầy siêng niệm Phật hơn. Đi trên xe thầy cũng cầm chuỗi A Di Đà Phật, hoặc giả hít vô A Di, thở ra Đà Phật, luôn luôn câu A Di Đà Phật bên cạnh thầy. Và câu A Di Đà Phật là mạch máu, là sự sống, là đôi mắt, nếu không có mắt nhìn là không thấy đường để đi. Và nhờ câu A Di Đà Phật, nó tiêu đi những cái nghiệp tiền khiên túc trái nhiều đời nhiều kiếp, giữa vợ với chồng, giữa con với cha, giữa con với mẹ, giữa ông bà với con cái, với cháu chắc. Nhờ cái công đức niệm Phật mà nó bào mòn, nó tiêu những cái nghiệp tiền khiên túc trái, và nó phát triển ra trí tuệ. Vì A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, giác tức là trí tuệ. Niệm cái vô lượng giác này lâu ngày phát sanh ra trí tuệ. Phát sanh như thế nào? Câu A Di Đà Phật có công năng tiêu cái nghiệp của quá khứ,
gọi là niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, thuần thành tự tại chuyển phàm tâm. Ngài Ấn Quang nói trong tâm của mình nó có một cái A Lại Gia thức. Từ nơi ngài Xá Lợi Phất chúng tôi mới phân tích ra cái trí tuệ. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất là tượng trưng cho trí tuệ, thì hôm nay chúng ta cũng dùng cái trí tuệ để nghe cái bộ kinh này, để tụng cái bộ kinh này và hiểu cái bộ kinh này. Muốn đạt được cái trí tuệ, cái trí tuệ đó